tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 886, sau khi có một đôi mắt, lập tức sinh ra biến hóa. Tống thư hàng. Mặc dù ánh sáng công đức của hắn và hạt xá lợi sinh ra cộng hưởng, nhưng một người que thân rắn cụ thể hóa lại khảm hạt xá lợi lên mặt làm con mắt như thế không được bình thường lắm đâu nhé. Sau khi gắn con mắt xá lợi vào, người que thân rắn lại xoay đầu qua lại, hình như là đang thích ứng với bộ phận mới con mắt trái mới được gắn vào tỏa sáng lấp lánh, chẳng biết có chức năng đặc biệt gì không nữa. Không biết có phải ảo giác hay không mà hình như sau khi có thêm một con mắt trái, người que ánh sáng công đức có vẻ sinh động hơn rất nhiều. Diệp Tư, ánh sáng công đức của ngươi độc đáo thật đấy, có điều gắn hạt xá lợi vào thế này, nó còn trở lại trong cơ thể ngươi được không đấy? Dù sao con mắt này cũng chỉ là đồ thêm vào, khi người que ánh sáng công đức lùi vào trong cơ thể tống thư hàng, con mắt trái này có rớt ra không? Tống Thư Hàng, chắc không đâu, ta có thể cảm giác được con mắt trái này đã hòa làm một thể với người que rồi. suốt lời, hắn thử hạ một mệnh lệnh cho người que ánh sáng công đức. Vù một cái, người que ánh sáng công đức lập tức lui vào trong cơ thể hắn, vù cái nữa, nó lại xuất hiện trở lại. Con mắt trái mới gắn vào vẫn đang tỏa sáng lấp lánh, không hề gây trở ngại gì cả. Thú vị thật đấy, Diệp Tư nói tiếc là chỉ có một con mắt trái, nhìn không được tự nhiên lắm. Tống Thư Hàng nói, nếu những người mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD, nhìn thấy thế này sẽ rất khó chịu, hận không thể gắn thêm mắt phải cho người que. Tống Thư Hàng vừa nghĩ như vậy, người que trên đỉnh đầu đột nhiên động đậy, cánh tay như cây gậy tròn linh hoạt luồn vào trong ngực Tống Thư Hàng, thò vào trong túi thu nhỏ một tấc. Ngay sau đó, mộ đạo thạch cùng với thông nương bị nó móc ra. Làm gì đấy, làm gì đấy? Thông nương kinh hoàng kêu to. Chỉ thấy người que ánh sáng công đức sơ mộ đạo thạch kèm với thông nương lên, sau đó vỗ thẳng vào mặt mình không chút do so dự. Audio điện tử võ tấn bền. Đừng nói là muốn lấy ngộ đạo thạch làm mắt phải nhé. Đùa gì thế? Mắt trái là hạt xá lợi to như viên chân châu nhỏ, nếu gắn ngộ đạo thạch lớn bằng quả đấm làm mắt phải, vậy chẳng phải là thành mắt lớn mắt nhỏ à? mấy người mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thấy sẽ càng khó chịu hơn đó. Hơn nữa ngộ đạo thạch đã dính chùm với thông nương, nếu gắn ngộ đạo thạch vào thì thông nương phải làm sao đây? Thông nương ở nhờ trong mắt phải, sau đó mầm hành của thông nương lại mọc ra từ trong mắt phải. Thế thì quái gở lắm luôn á. Mau dừng lại. Tống Thư Hàng nói. Không được khảm cả viên đá vào, nhìn kỳ lắm. Người que ánh sáng công đức ngừng lại. Thông nương thở phào nhẹ nhõm thật đáng sợ, suýt chút nữa thì bị nhét vào trên mặt người que, biến thành con mắt phải rồi. Nhưng mà thông nương chỉ mới thở vào được một nửa, một cánh tay khác của người que ánh sáng công đức bỗng rũi tới móc vào vị trí mầm hành nhỏ bé của thông nương. Cũng không biết nó móc kiểu gì mà cuối cùng lại mò ra được một hạt xá lợi tỏa sáng lấp lánh từ trên người thông nương. Tống Thư Hàng vẫn luôn hoài nghi có lẽ thông nương có một một cái không gian tùy thân. Bởi vì mỗi lần thông nương biến thành hình người, cô cất giấu rất nhiều thứ trên người, sau đó khi cô biến lại thành cây hành thì những thứ mà cô giấu lại không hề rơi ra. Hơn nữa, cho dù mầm hành của thông nương có bị cắt đứt, nhưng những thứ mà cô cất giấu lúc ở hình người vẫn không rơi ra. Cũng giống như bây giờ, mầm hành của thông nương chết héo, cả người đều rút lại trong mộ đạo thạch, vậy mà trên người cô vẫn còn cất giấu một hạt xá lợi. Ai có thể nói cho hắn biết, hạt xá lợi này được giấu ở chỗ nào không? Chắc không thể nào giấu trong mộ đạo thạch đâu nhỉ đây là đồ của ta, của ta mà. Thông nương kêu to lên, đồng thời cô giơ hai cánh tay bé như tam xỉa răng ôm chặt lấy hạt xá lợi, tranh giành với người que ánh sáng công. Giờ khắc này, thông nương bộc phát ra sức mạnh to lớn, ôm hạt xá lợi thật chặt. Chớ xem thường cô, dù gì cô cũng là đại yêu có tu vi hơn 300 năm đấy nhé. Nhưng tiếc rằng giác ngộ không có nghĩa là sức mạnh. Cuối cùng, thông nương cùng với hạt xá lợi mà cô ôm chặt đều bị người que dơ lên chuẩn bị khảm vào mặt người que ánh sáng công đức không có thần trí, chẳng qua là nó tiếp nhận được ý niệm của Tống Thư Hàng, muốn tìm một con mắt phải thích hợp để khảm vào mặt mình thôi. Nó chỉ cần gắn hạt xá lợi thứ hai vào trên mặt là được, còn chuyện trên hạt xá lợi có dính thêm một con thông nương hay không thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của nó. Dừng dừng dừng, Tống Thư Hàng vội vàng kêu. Người que dừng động tác của mình lại. Thông nương rốt cuộc cũng giữ được hạt xá lợi của mình. Cô đề cao cảnh giác liếc nhìn người que đang đứng yên, hai tay ôm hạt xá lợi chặt hơn. Tống Thư Hàng thấy cô như vậy bèn cười nói: Thông nương, cô yên tâm đi, ta còn chưa tệ hại đến mức cướp bảo bối của ngươi đâu. Cô cất hạt xá lợi này đi, người que không cướp nó nữa đâu. Thông nương ôm hạt xá lợi trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, cô đột nhiên cắn răng đưa hạt xá lợi ra. Giao dịch, giao dịch. Tống Thư Hàng cười hỏi: Người muốn cái gì? cũng muốn hạt sen hả? Hạt sen quân tử kim liên ta đã dùng qua rồi nên không cần nữa, giờ ta muốn đổi vật khác, ta muốn hai phần nước suối của suối nguồn sự sống. Thông nương nghiêm túc nói. Hồi giờ cô luôn ở bên cạnh Tống Thư Hàng cho nên biết ngoài hạt sen có thể kéo dài 50 năm tuổi thọ, Tống Thư Hàng còn có một loại nước suối suối nguồn sự sống cũng có thể kéo dài 50 năm tuổi thọ, và lại còn không đè trồng lên hiệu quả của hạt sen. Hơn nữa nước suối này còn uống rất ngon. Hửm, nước suối của suối nguồn sự sống, cô chưa uống sao? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, lúc trước ta đã đưa ngươi đến đảo nhỏ hạch tâm rồi mà. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy suối nguồn sự sống trên đảo sao? Thông nương nghe xong, động tác dơ hạt xá lợi ra nhất thời cứng lại. Một hồi lâu sau, nước suối đó chính là suối nguồn sự sống ư. Thông nương trợn to hai mắt hỏi. Ừ, đó chính là suối nguồn sự sống đấy. Tống Thư Hàng trả lời chắc nịch. À, 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 à Thông nương hét to. Nếu sớm biết đó chính là suối nguồn sự sống có thể kéo dài 50 năm tuổi thọ thì lúc ấy cô nhất định sẽ nhảy vào uống cho đã mới thôi. Nếu cô vẫn chịu uống thì xem như giao dịch thành công. Tống Thư Hàng cười nói. Hắn nhận lấy hạt xá lợi thứ hai từ trong tay thông nương, sau đó hắn tìm trong phòng khách ra hai cái ly giấy, đưa tay chạm nhẹ vào ly. Tiếp đó hắn giao hai phân nước suối suối nguồn sự sống giao cho thông nương thông nương lệ rơi đầy mặt, nhận lấy nước suối suối nguồn sự sống. Trước tiên cô đưa một phần cho nữ yêu. Nhờ cô giúp ta chuyển phần này cho tiểu thải, dù sao hạt xá lợi vốn dĩ là cô ấy tặng cho chúng ta. Nước suối này giống như hạt sen quân tử kim liên, nó cũng có thể kéo dài 50 năm tuổi thọ năm. Hiệu quả của hai thứ này có thể trồng lên nhau, vậy thì tiểu thải sẽ được thêm 100 năm tuổi thọ. Cảm ơn cô nhé, thông nương nữ yêu kinh hỉ nhận lấy nước suối suối nguồn sự sống. 100 năm, tuyệt đối đủ để tiểu thải đột phá cảnh giới. Còn một phần nước suối suối nguồn sự sống, thông nương uống một hơi cạn sạch. À, nói đúng hơn là cô đã dùng phương thức của thực vật để hấp thu hết nước suối, bởi vì hiện tại cô đang ở trạng thái bản thể mà. Sau khi hấp thu nước suối suối nguồn sự sống, mầm hành của thông nương có vẻ như lại dài hơn một chút, giờ trồi non xanh biếc trên ngộ đạo thạch đã lớn cỡ móng tay rồi thấy vậy thông nương nhất thời mừng rỡ trong lòng cô vui vẻ nói thư hàng tống thư hàng hửm ngươi hãy chồng ta trên đảo nhỏ kia đi ta cảm thấy đảo nhỏ đó rất thích hợp trở thành nhà mới của ta ta tin rằng ta sẽ rất thích nó thông nương nghiêm túc nói bây giờ không được tống thư hàng cười nói trước khi giải quyết thông đạo trên đảo nhỏ ta sẽ không chồng cô ở đó đâu thông nương sau khi im lặng một hồi thông nương tức giận mở túi thu nhỏ một tấc của tống thư hàng ra rồi nhảy vào dù gì cái túi này cũng đã thành nhà của thông nương không cần tống thư hàng trợ giúp cô cũng đã sớm biết cách đóng mở túi rồi thông nương cảm thấy sắp tới mình nên bế quan nghiêm túc tu luyện thôi thêm nữa bây giờ cô đang rất tức giận quyết định không thèm nói chuyện với tống thư hàng nữa nữ yêu đứng một bên chớp mắt khó hiểu cô không hiểu rõ quan hệ giữa tống thư hàng và thông nương là thế nào Lúc đầu cô còn tưởng rằng mối quan hệ giữa Thông Nương và Tống Thư Hàng là mối quan hệ tình yêu cấm kỵ giữa yêu và người, nhưng giờ nhìn lại thì không phải thế. Nói thật, cô cảm thấy quan hệ giữa Tống Thư Hàng và Thông Nương càng giống quan hệ giữa chủ nhân và sủng vật hơn. Tống Thư Hàng cười to cất túi thu nhỏ một tấc vào. Sau đó hắn vung tay ném hạt xá lợi thứ hai cho người que ánh sáng Công Đức. Người que ánh sáng Công Đức nhận lấy hạt xá lợi, sau đó giơ hạt xá lợi vỗ cái bẹp vào mặt như lần trước hạt xá lưới lập tức biến thành mắt phải của nó. Hai hạt xá lợi có cùng nguồn gốc, kích cỡ cũng tương tự nhau, gắn lên mặt người que trông rất thích hợp. Được đó, nhìn thuận mắt hơn trang thái người que lúc đầu nhiều. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ít nhất giờ nhìn càng giống người hơn, à, giống người tuyết ấy mà. Người que lại đong đưa cái đầu, trong lúc đong đưa, mắt phải cũng hòa làm một thể với thân thể nó. Khi hai con mắt đều dung hợp với người que ánh sáng công đức, biến hóa trên người người que càng rõ ràng. Trong hạt xá lợi bỗng tràn ra một loại năng lượng. Thư Hàng bất giác nghe được hình như có một vị cao tăng đang tụng kinh bên tai hắn. Trong tiếng tụng niệm ấy hàm chứa đại từ bi, đại công đức. Khi hạt xá lợi dung hợp với người que xong, cuối cùng loại từ bi và công đức này lại dung nhập vào trên người tống thư Hàng. Sau khi siêu độ cho vị mỹ nhân có nốt ruồi lệ gặp trong thiên giới giao trì, lực lượng công đức của Tống Thư Hàng đã tăng vọt đến điểm giới hạn, ánh sáng công đức huyễn hóa thành hình người que. Mà lúc này, theo lực lượng công đức trong hạt xá lợi rót vào người Tống Thư Hàng, người que sau lưng lại xảy ra biến hóa. Ánh sáng công đức từ trong hạt xá lợi chảy ra, đầu tiên là huyễn hóa thành vô số sợi tơ màu vàng, rơi vào trên đầu người que, biến thành mái tóc dài. Mái tóc dài màu vàng kim tung bay nhẹ nhàng, trong người que lúc này lại toát ra vẻ phóng khoáng tự nhiên nơi xảy ra biến hóa kế tiếp chính là ánh mắt. Ánh mắt vốn chỉ là hai hạt xá lợi tròn trịa, lúc này lại kéo dài ra. Cuối cùng, ánh mắt do hai hạt xá lợi biến thành lại kéo dài thành một đôi mắt phượng xinh đẹp. chương 887, Thư Hàng, ánh sáng công đức của người cũng biến thành nữ luôn rồi. Tống Thư Hàng cảm ứng được cả quá trình biến hóa của người que ánh sáng công đức. Quả nhiên giống như chúng ta đã suy đoán, người que do ánh sáng công đức cụ thể hóa ra lúc trước vẫn chưa phải là trạng thái hoàn chỉnh. Chờ công đức của ta tiếp tục tích đủ, nó sẽ sinh ra biến hóa tiếp. Tống Thư Hàng thông qua năng lực đối thoại tâm linh nói chuyện với Diệp Tư. Thư Hàng rất mong đợi hình thái hoàn chỉnh của người que, nếu nó có thể biến hóa ra mặt và hai tay như người thật, cộng thêm Diệp Tư nữa, vậy là pháp thuật ba đầu sáu tay của Tống Thư Hàng đã được hoàn thiện rồi. Ừ, Diệp Tư trả lời lúc này cô đang quan sát người que công đức trong trạng thái tiến hóa, sau đó cô bỗng nhận ra một điều. Cô phát hiện cặp mắt của người que ánh sáng công đức càng ngày càng thiên về nữ tính, cộng thêm mái tóc dài bồng bềnh kia nữa. Lẽ nào người que công đức của Tống Thư Hàng sẽ biến thành nữ ư? Thư Hàng, ta nghĩ bây giờ ngươi nên động não tưởng tưởng ra hình rồng nào đó đi thôi. Diệp Tư nhắc nhở. Tống Thư Hàng nghe vậy thì nghi hoặc hỏi lại. Sao vậy? chẳng lẽ người que xảy ra vấn đề gì sao? Người que ánh sáng công đức của ngươi có dấu hiệu biến thành nữ rồi kìa, nếu ngươi không làm gì thì coi chừng nó biến thành một vị mỹ nữ rắn bây giờ. Diệp Tư giải thích, hơn nữa, khi cô nhìn thấy đôi mắt phượng nhỏ dài này, không biết sao trong lòng tự dưng lại hoảng lên. Tống Thư Hàng Hỡi ôi, tại sao ánh sáng công đức của hắn lại muốn biến thành mỹ nữ rắn thế này? rõ ràng hắn vẫn luôn khao khát ánh sáng công đức biến thành hình thái kim long mà. Hoặc, à, đợi đã, chẳng lẽ là do lúc trước mình nhàn rỗi sinh nông nỗi, muốn nhớ lại tuổi thơ nên lén xem mấy tập bảy anh em hồ lô. Sau đó hắn bị đại nhân vật phản diện thanh xà tinh trong phim ảnh hưởng, cho nên bây giờ ánh sáng công đức mới biến thành mỹ nữ rắn sao. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư, đôi mắt của người que công đức đã biến hóa xong. Mắt phượng nhỏ dài rất sinh động hữu thần, chỗ khóe mắt phải còn hiện lên một chấm tròn nhỏ màu vàng giống như đồ trang sức. Không, đây không phải là chấm tròn để trang trí, đây hẳn là một nốt ruồi lệ, bởi vì toàn bộ ánh sáng công đức đều là màu vàng, cho nên nốt ruồi lệ này cũng biến thành chấm nhỏ màu vàng. Lúc này, trong lòng Diệp Tư càng thêm bất an. Khi nhìn đôi mắt phượng nhỏ dài cùng với nốt ruồi lệ ở khóe mắt này, cô lập tức nhớ đến một người, trong lòng lại càng bồn chồn không yên. Là cô ta, Diệp Tư lên tiếng nói. Ai cơ? Tống Thư Hàng nhất thời chưa kịp thông não. Diệp Tư nói. Thư Hàng, người còn nhớ mỹ nhân có nốt ruồi lệ mà chúng ta gặp lúc ở thiên giới giao trì không? Người nhìn kỹ đi, có phải cặp mắt mà ánh sáng công đức của người mới biến hóa ra giống y hệt ánh mắt của mỹ nhân có nốt ruồi lệ lúc đó không? Tống Thư Hàng xoay người lại, khống chế người que công đức đứng mặt đối mặt với hắn. Hắn quan sát thật kỹ cặp mắt mà người que mới biến ra. Đúng như lời Diệp Tư vừa nói, cặp mắt phượng này rất giống với cặp mắt của vị mỹ nhân có nốt ruồi lệ đội mũ phượng, mặc áo phượng mà bọn họ gặp trong thiên giới giao chỉ lúc trước. Thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Tống Thư Hàng bất giác nói. Đừng nói là người que công đức sẽ biến thành hình dáng của vị kia nhé. Đừng mà, mỗi lần nhìn thấy vị mỹ nhân có nốt ruồi lệ kia là ta lại thấy áp lực dữ lắm. Diệp Tư kêu lên. Nhưng cô vừa dứt lời, lực lượng công đức trong hạt xá lợi lại không ngừng truyền tới, rót lên trên người người que công đức. Ngay sau đó, người que công đức bắt đầu diễn hóa ra những bộ phận khác trên khuôn mặt. Cái mũi nhỏ xinh, đôi môi căng mọng. Lần biến hóa này cực nhanh. Chỉ sau mấy hơi thở, khuôn mặt của người que công đức đã hoàn toàn biến thành bộ dạng của mỹ nhân có nốt ruồi lệ. Ngoại trừ mặt không cảm xúc cùng với gương mặt là do ánh sáng công đức màu vàng tạo thành, lúc này mặt của người que công đức đúng là khuôn mặt của mỹ nhân có nốt ruồi lệ tống thư hàng phụt biến thành bộ dạng của cô ta thật kia diệp tư nhưng mà tại sao lại biến thành bộ dạng này thế nhỉ trong lòng tống thư hàng vô cùng buồn bực mình và mỹ nhân có nốt ruồi lệ kia có liên quan gì với nhau đâu chẳng lẽ là do lúc đó mình đã siêu độ cho mỹ nhân có nốt ruồi lệ ư cho nên lúc cô ta tiêu tán đã để lại dấu ấn trong kim quang công đức của mình sau đó khi ánh sáng công đức biến hóa đã hóa ra bộ dạng của cô ta diệp tư thở dài cô cảm thấy rất áp lực khi phải đối mặt với gương mặt giống hệt mặt của mỹ nhân có nốt ruồi lệ trong thâm tâm cứ muốn né tránh chủ nhân của gương mặt này chẳng lẽ trước kia ta thiếu cô ta rất nhiều tiền thật sao nếu không thì tại sao cứ hễ nhìn thấy cô ta là ta lại thấy lo âu bất an thế này diệp tư lui vào trong thân thể tống thư hàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân có nốt ruồi lệ do ánh sáng công đức biến thành, càng nhìn tim cô càng đập rộn lên. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút rồi đáp. Thật ra thì, ta vẫn luôn có một suy đoán, có lẽ Diệp Tư Cô có quan hệ gì đó với giao chỉ nữ đế Trình Lâm Tiên Tử mà mỹ nhân có nốt ruồi lệ đã nhắc đến đấy, mà Trình Lâm Tiên Tử lại nợ mỹ nhân có nốt ruồi lệ rất nhiều. Chính vì vậy nên mỗi lần Diệp Tư Cô thấy mỹ nhân có nốt ruồi lệ sẽ bồn chồn không yên. Diệp Tư tò mò hỏi. Ta có liên quan hệ với Trình Lâm Tiên tử. Tống Thư Hàng, cô còn nhớ chuyện xảy ra sau khi Bích Thủy Các bị diệt không? Lúc ấy, linh quỷ gia truyền của nhà cô đột nhiên hiện thân, thông qua phương thức đặc thù giúp cô sống lại. Chờ chút, ý ngươi là linh quỷ gia truyền của ta chính là Trình Lâm Tiên tử ư? Diệp Tư nhíu mày nói. Chưa chắc là Trình Lâm Tiên tử, nhưng linh quỷ gia truyền của cô hẳn là có quan hệ với Trình Lâm Tiên tử. Tống Thư Hàng nói. Nếu như linh quỷ gia truyền của Diệp Tư Sư Tỷ có quan hệ với Trình Lâm Tiên Tử, vậy thì rất nhiều chuyện đều được sáng tỏ rồi. Chắc chắn thiên đình viễn cổ có dính líu đến sự kiện bích thủy các diệt Phong. Cuối cùng, có người dùng thần binh kiếp tiên của thiên đình viễn cổ để cúng tế bích thủy các đã bị hủy diệt. Bây giờ những mảnh vỡ thần binh kiếp tiên vẫn còn ở trong tay bạch tôn giả, bị bạch tiền bối luyện thành một quả cầu. Mà sự kiện thiên đình viễn cổ diệt Phong lại có liên quan đến trình lâm tiên tử. Nói như vậy, rất có thể là Trình Lâm tiên tử đã âm thầm bày mưu tính kế, cuối cùng đạp đổ Thiên Đình Viễn Cổ để trả thù cho Bích Thủy Các. Chẳng qua là Tống thư hàng chưa từng thấy bộ dạng của Trình Lâm tiên tử nên cũng không dám khẳng định. Mấy ngày trước, hắn có nhờ Bạch Tôn giả miêu tả lại hình dáng của Trình Lâm tiên tử một lần. Thông qua sự miêu tả của Bạch tiền bối, hắn càng xác định Trình Lâm tiên tử rất giống với linh quỷ gia truyền của nhà Diệp Tư trong bức họa mà lúc trước Sở Các chủ đã cho hắn xem lúc đó Bạch Tôn Giả còn đồng ý gửi bức họa trình lâm tiên tử cho Tống Thư Hàng, nhưng chắc là hai ngày nay Bạch Tiền Bối bận nhiều việc nên vẫn chưa gửi bức họa tới. Qua mấy ngày nữa Bạch Tiền Bối sẽ dẫn chúng ta đi đến động phủ của trường sinh giả Trình Lâm, lúc đó chúng ta có thể xác định được mối quan hệ giữa cô và Trình Lâm rồi. Tống Thư Hàng nói, trong lúc hai người nói chuyện, ánh sáng công đức đã hoàn toàn lột xác xong. Phần trên vốn là hình thái người que, nhưng lúc này đã hoàn toàn lột xác biến thành hình dáng của mỹ nhân có nốt ruồi lệ. Mũ phượng, áo phượng, đúng là hình dạng đã thấy trong thiên giới giao trì. Trông rất sống động, giống như mỹ nhân có nốt ruồi lệ đã sống lại vậy. Đừng nói là nó cũng có thần trí đấy nhé. Tống Thư Hàng chợt nghĩ. chương 888, hợp thể, hợp thể nào? Diệp Tư nói. Đừng, đừng mà, chỉ nhìn mặt cô ta thôi là ta đã thấy áp lực rất lớn rồi. Nếu như cô ta có ý thức nữa thì ta sẽ phải trốn cô ta mất thôi. Lúc này, hình thái của ánh sáng công đức đã ổn định lại. Hiện tại nửa người trên của nó là hình dáng mỹ nhân có nốt ruồi lệ màu vàng, nửa người dưới vẫn là hình rắn. Trừ cặp mắt phượng nhỏ dài, trên mặt ánh sáng công đức cụ thể hóa không hề có cảm xúc gì cả, cứ đứng im bất động. Xem ra nó không có ý thức độc lập đâu. Tống Thư Hàng trả lời. Vì hắn là chủ nhân nên ngay khi mỹ nhân rắn công đức tiến hóa xong, hắn đã nắm được thông tin về trạng thái của nó mỹ nhân rắn công đức chỉ là hình thái cụ thể hóa của ánh sáng công đức mà thôi xét về về bản chất thì nó vẫn chỉ là ánh sáng công đức không hề thay đổi gì cả diệp tư nghe xong mới thầm thở phào nhẹ nhõm sau đó thân thể cô chui ra khỏi người tống thư hàng mặt đối mặt nhìn mỹ nhân rắn công đức thật kỹ không được cuống lên phải bình tĩnh cho dù có thiếu nợ thì cũng là trình lâm tiên tử thiếu cô ta không liên quan gì tới mình hết diệp tư nghĩ thầm trong lòng sau đó cô lại nhìn vào cặp mắt phượng có nốt ruồi quen thuộc hình như tim cũng không còn đập rộn lên như trước nữa diệp tư mặt đối mặt nhìn chằm chằm mỹ nhân rắn công đức thấy đối phương vẫn không có phản ứng gì lá gan của diệp tư lại phình to lên một chút cô chia tay ra dùng ngón tay cẩn thận trọt vào gương mặt của mỹ nhân rắn công đức ồ vậy mà có xúc cảm nè cảm giác ấm áp như đang sờ vật sống vậy không hổ là ánh sáng công đức đã tiến hóa đến giai đoạn cụ thể hóa tiếp đó diệp tư lại thử đưa tay đặt dưới mũi của mỹ nhân rắn công đức không có hô hấp đúng rồi bởi vì không phải sinh vật nên không có hô hấp cũng là bình thường mà sau đó diệp tư lại thử véo mũi bóp cằm rồi lại tò mò bắt lấy cái đuôi của của mỹ nhân rắn công đức để chơi đùa sau khi sờ từ đầu đến đuôi cuối cùng nỗi sợ hãi mỹ nhân rắn công đức trong lòng cô cũng hoàn toàn tiêu tan Thư Hàng, người nghĩ khi nó mở miệng ra bên trong là đầu lưới của nhân loại hay là đầu lưới của loài rắn đây? Diệp Tư vừa nhìn đôi môi căng mọng của mỹ nhân rắn công đức vừa tò mò hỏi. Tống Thư Hàng, ta nghĩ chắc là đầu lưới của nhân loại. Dù sao nửa người trên là hình thái của mỹ nhân có nốt ruồi lệ, vậy chắc đầu lưới cũng là lưới của nhân loại mới đúng. Diệp Tư cười nói. Còn ta lại nghĩ là đầu lưới của rắn đấy, để ta nhìn thử xem sau khi hết sợ hãi mỹ nhân rắn công đức, Diệp Tư Sư Tỷ cũng bạo gan hơn, cô chia tay ra nắm lấy cằm của mỹ nhân rắn, một cánh tay khác cẩn thận tách hai cánh môi căng mọng của mỹ nhân rắn ra, như vậy có thể bắt nó há miệng để cô nhìn xem đầu lưỡi. Hình ảnh này sặc mùi 18 cộng. Tống Thư Hàng lén nhìn về vị nữ yêu ở sau lưng. Lúc này vị nữ yêu kia đã trợn mắt há mồm mà nhìn. Quả nhiên, lúc nãy mình nên ngăn cản động tác của Diệp Tư lại mới đúng. Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Nhưng ngay lúc này, mỹ nhân rắn công đức vốn đứng im bất động, duy trì trạng thái mặt than đột nhiên chủ động hành động. Tống Thư Hàng thề là hắn không hề ra lệnh. Chỉ thấy mỹ nhân rắn công đức giang hai tay ra, thuận thế ôm Diệp Tư vào trong lòng. Diệp Tư nhất thời ngẩn người, để mặc người ta ôm vào lòng. Ngay sau đó, mỹ nhân rắn công đức sắp lại gần, ngay khi Diệp Tư còn chưa kịp phản ứng lại, nó đã in đôi môi căng mọng của mình lên môi của Diệp Tư sau đó, Diệp Tư đã xác định được một chuyện. Lưỡi của Mỹ nhân rắn công đức không phải là lưỡi rắn, mà là lưỡi của nhân loại. Nhưng cô tuyệt đối không muốn dùng cách này để xác định đâu. Ưm um, ưm um, ưm um, ưm, um. Diệp Tư liều mạng dẫy dụa. Vị nữ yêu sau lưng lập tức đưa tay che mắt lại, trong miệng lẩm bẩm. Xã hội loạn hết cả rồi. Tống thư hàng, không gạch dưới không. Cuối cùng, Diệp Tư dựa vào tu vi cấp bậc ngũ phẩm của mình, cố sức thoát khỏi cái ôm của mỹ nhân rắn công đức. Vừa thoát ra, cô đã nhanh chóng chui vào trong thân thể Tống Thư Hàng, không dám chui ra nữa. Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được Diệp Tư đang nấp trong thân thể hắn âm thầm khóc tỉ tê, có vẻ như cô bị dọa sợ rồi. Hơn nữa do tác dụng đặc thù của thiên cấp bảo điển, chọc ngay chúng tuyến lệ, vì vậy nước mắt cứ tuôn ào ào. Mà sau khi cưỡng hôn Diệp Tư, Mỹ nhân rắn công đức lại khôi phục trạng thái mặt liệt nó đứng bất động bảo vệ tống thư hàng dường như người mới vừa cưỡng hôn diệp tư không phải là nó vậy thư hàng hu 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 mới vừa rồi là người khống chế hành động của ánh sáng công nước sao diệp tư vừa khóc vừa hỏi tống thư hàng lắc đầu liên tục hu 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 vậy tại sao vừa rồi nó lại làm ra hành động như vậy chứ diệp tư hỏi tống thư hàng suy nghĩ một chút sau đó đáp ta nghĩ chắc là di chứng để lại sau khi ta siêu độ cho mỹ nhân có nốt ruồi lệ hồi trước đó. Cô còn nhớ lúc chúng ta gặp mỹ nhân có nốt ruồi lệ, tâm nguyện cuối cùng của cô ta là gì không? Cô ta cứ luôn miệng nói, trình lâm tiên tử nợ cô ta một nụ hôn. Mà ánh sáng công đức cụ thể hóa của thư hàng hiển nhiên là bị mỹ nhân có nốt ruồi lệ ảnh hưởng. Mặc dù ánh sáng công đức không có ý thức độc lập nhưng vẫn có một số hành động bị động, ví dụ như khi tống thư hàng bị tà khí, lời nguyên, quỷ vật công kích, ánh sáng công đức sẽ tự chủ hộ thể, thay chủ nhân Tống Thư Hàng chặn những công kích này. Mà bây giờ, chắc do chịu tác động lúc Mỹ Nhân có nốt ruồi lệ tiêu tán hồi trước, có lẽ một khi thỏa mãn điều kiện nhất định, Mỹ Nhân rắn công đức sẽ làm ra hành động cưỡng hôn Diệp Tư như vừa rồi. Ví dụ như lúc nãy Diệp Tư đã dở trò với đôi môi của Mỹ Nhân rắn công đức, muốn tách ra để xem đầu lưới của nó chẳng hạn. Tống Thư Hàng giải thích với Diệp Tư. Diệp Tư. Nói cách khác, thật ra là do cô từ tìm đường chết sao thư hàng hay là người thu ánh sáng công đức cụ thể hóa vào đi bây giờ đối mặt với nó áp lực ta phải chịu đã tăng lên gấp đôi rồi diệp tư khóc thút thít nói tống thư hàng mỉm cười thu hồi mỹ nhân rắn công đức cụ thể hóa vào trong cơ thể sau khi mỹ nhân rắn công đức và diệp tư đều trở lại trong cơ thể hắn tống thư hàng thở dài nói thật hắn cũng không ngờ cuối cùng ánh sáng công đức lại biến thành hình dáng của mỹ nhân có nốt ruồi lệ. Tiếp đó, Tống Thư Hàng xoay đầu lại nói với vị nữ yêu kia. Đạo Hữu chúng ta rời khỏi nơi này thôi, cổ ô bộ trưởng còn ở phía dưới, chúng ta đi ra xem thử hắn đã trở lại chưa. Được, nữ yêu gật đầu nói. Cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn thông nương nữa. Lời cảm ơn này không chỉ cảm ơn Tống Thư Hàng đã cứu cô thoát khỏi tà năng cửu u trong kim tự tháp, mà còn cảm ơn Tống Thư Hàng đã đổi hạt sen quân tử kim liên với nước của suối nguồn sự sống cho cô nữa. Không có gì." Tống Thư Hàng cười nói, dứt lời, hắn mở ra cánh cửa phòng đã bị hắn tông bể. Trong cái hố to bị tà năng cửu u ăn mòn ở ngoài cửa phòng vốn chứa đầy tà năng cửu u đen đặc như dầu hỏa, nhưng giờ toàn bộ tà năng đã bị hình chiếu hoa sen do hạch tâm trong cơ thể Tống Thư Hàng chiếu ra hấp thu sạch sẽ, bây giờ Tống Thư Hàng có thể nhìn đến tận đáy của cái hố. Cổ ô bộ trưởng người có ở dưới đó không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Thân thể của cổ ô bộ trưởng bắn từ đáy hố lên. Nhìn qua thì có vẻ cổ ô bộ trưởng vẫn bình an vô sự. Ngay lúc hắn nghĩ như vậy. Dầm, thân thể của cổ ô bộ trưởng rơi ngay trước mặt bọn Tống Thư Hàng. a à, cổ ô bộ trưởng rên rỉ thống khổ, bảy cánh tay và tám cái chân của hắn đều cong vẹo một cách bất thường. Cẩn, thật, bộ trưởng run rẩy nói, sau đó đầu lệch qua một bên, ngất đi. Cũng ngay lúc này, dưới đáy hố bỗng bộc phát một luồng khí tức mạnh mẽ, ồ ạt sông lên. Ngay lúc luồng khí tức mạnh mẽ này bộc phát ra, toàn bộ mấy chục vạn sợi dễ do hình chiếu hoa sen trước ngực tống thư hàng vươn ra đều rụt trở lại. Đồng thời hoa sen cũng đột nhiên tiêu tán mất tâm. Rõ ràng tống thư hàng cảm ứng được tà năng cửu u trong kim tự tháp vẫn chưa bị hấp thu sạch sẽ, nhưng hoa sen do hạch tâm chiếu ra lại vội và rụt về rồi chủ nhân của luồng khí tức phía dưới có lai lịch gì đây? Lui về sau, bàn chân của Tống Thư Hàng móc lấy thân thể cổ ô bộ trưởng, kéo cổ ô trở lại trong phòng. Đồng thời hắn toàn lực thi triển thân pháp quân tử vạn lý hành, cấp tốc lui về phía sau. Nhưng hắn vẫn chế một bước nhỏ. Khí tức mạnh mẽ kia giống như công kích thực chất, đụng thẳng vào người hắn. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy thân thể mình như bị búa to đánh trúng, bay ngược ra sau. Trong hư không, mỹ nhân rắn công đức lập tức hiện thân thân hình nó bỗng biến to lên dùng thân thể bao bọc che chở cho tống thư hàng diệp tư cũng hiện hình trên mặt cô vẫn còn vươn nước mắt sau khi khóc lúc này hai tay cô bấm pháp ấn thi triển một pháp thuật hộ thuẫn chắn trước mặt tống thư hàng tống thư hàng bay đụng vào vách tường trong phòng nhờ có hai tầng bảo vệ nên hắn không thấy đau tí nào cả chẳng qua là trước đó chỗ ngực bị khí thức bùng nổ đụng vào nên giờ hơi đau nhức cẩn thận có thứ gì đó đang tới." Diệp Tư lên tiếng cảnh báo. Có thể đánh đại yêu ngũ phẩm cổ ô bộ trưởng thành ra như vậy, hơn nữa chỉ mới bạo phát khí tức mà đã có thể đánh bay Tống thư hàng. Rốt cuộc dưới đáy kim tự tháp tồn tại quái vật gì đây? Dầm. Một thân ảnh từ dưới đáy kim tự tháp lao lên, đứng ngay chỗ cửa vào căn phòng mà Tống thư hàng đang ở. Đó là một người kim loại sặc mùi khoa học viễn tưởng, toàn thân đều là kim loại màu đen, ngũ quan sống động như người thật. Hơn nữa hình như kim loại trên thân thể nó có thể di động, luôn biến hóa từng giây từng phút. Người kim loại màu đen đảo mắt quét qua tất cả người có mặt trong phòng, rồi lại ngẩng đầu nhìn về vị trí sau lưng Tống Thư Hàng. Ánh mắt tên này dừng lại một chút, sau đó người kim loại màu đen sải bước đi về phía Tống Thư Hàng. Tên này nhắm vào ta mà tới sao? Chúng ta đánh thắng được nó không? Tống Thư Hàng nói. Diệp Tư, ta không cảm ứng ra tu vi cảnh giới của nó đừng sợ, tiến lên nào. Thông nương ở trong túi thu nhỏ một tấc lên tiếng nói. Anh 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 anh, người kim loại màu đen phát ra tiếng cười kỳ quái, sau đó nó đột nhiên giơ hai tay lên. Lại là một đạo lực lượng vô hình đánh ra. Sức mạnh không gì cản nổi, cả tống thư hàng và nữ yêu đều bị hất bay, đụng vào trần nhà. Sau đó, người kim loại màu đen sãi bước đi tới chỗ tống thư hàng mới vừa đứng. Nó giơ bàn tay ra, vỗ một trưởng lên trên vách tường ầm 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 một chuỗi tiếng nổ vang lên vách tường kiên cố bị phá ra một cái lỗ thật to thậm chí ngay cả vỏ ngoài bọc kim tự tháp cũng nổ nát lúc này người kim loại màu đen không công kích tống thư hàng và nữ yêu nữa nó sãi bước đi qua cái lỗ mà nó mới phá ra trên vách tường rồi rời đi mất bị chấn áp triệt để tống thư hàng thở dài thực lực giữa hai bên tranh lệch quá lớn diệp tư cộng thêm mỹ nhân rắn công đức cũng không cách nào ngăn được một cái phất tay nhẹ nhàng của đối phương chúng ta phải làm sao bây giờ? Nữ yêu bám vào trên trần nhà, giọng run rẩy. Lúc đối mặt với người kim loại màu đen, cô cảm giác mình giống như một con kiến hôi chống lại người khổng lồ vậy, thậm chí trong đầu cũng không khơi lên nổi một tia ý nghĩ phản kháng. Đi theo xem thế nào? Tống Thư Hàng vác theo cổ ô bộ trưởng, đi qua đường ngầm mà người kim loại màu đen mới mở ra. Đồng thời Tống Thư Hàng cũng bảo Diệp Tư lấy điện thoại di động của hắn, bấm số gọi cho Đông Phương Lục Tiên Tử. Sau khi ra khỏi đường ngầm, Tống thư hàng phát hiện bọn họ đang đứng ở cửa ra vào trên đỉnh kim tự tháp, trước mặt hắn chính là đám cầu treo dây xích, thông qua cầu treo là có thể rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Lúc này, Đông Phương Lục Tiên Tử nhận điện thoại. "Sao thế, thư hàng, cứu được bọn thông nương ra chưa?" Hai người thông nương đã được cứu ra bình an, nhưng bây giờ lại xuất hiện một phiền toái lớn hơn rồi. Dưới đáy kim tự tháp xuất hiện một đại boss, bây giờ tên đó đang đi lên mặt đất đấy. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Xác ướp Pharaoh Ai Cập vùng dậy sao? Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Tống Thư Hàng, Đông Phương Lục Tiền Bối, bây giờ không phải là lúc đùa đâu. Có một người kim loại kỳ quái đang từ kim tự tháp đi lên mặt đất, tên đó rất mạnh, ta và Diệp Tư không hề có sức phản kháng khi đối mặt với nó. Nó đã tiến vào đường ngầm rồi, Đông Phương Lục Tiền Bối hãy cẩn thận đấy. Ngoài ra ngài xem thử gần đây có cao thủ nào không? Chúng ta cần cao thủ trợ giúp. Ta biết rồi, ta lập tức gọi người đến giúp ngay đây." Đông Phương Lục Tiên tử nói. Tống Thư Hàng cùng với Nữ Yêu theo sát người kim loại màu đen. Bây giờ chỉ hy vọng Đông Phương Lục Tiên tử có thể kêu được mấy người lợi hại tới, tốt nhất là mới được tu sĩ cấp bậc tôn giả đến giúp. Tiếc là đèn thần Lư Sơn Lộ của Bạch Tôn giả không nằm trong tay Tống Thư Hàng. Nếu không, hắn có thể gọi Lư Sơn Lộ Ma Tôn trong đèn thần ra nói không chừng có thể chống lại tên người kim loại thể lỏng kia cũng nên thư hàng đạo hiếu người có thấy người kim loại thể lỏng này đang không ngừng chảy máu không lúc này nữ yêu bỗng lên tiếng nghe nữ yêu nhắc tống thư hàng mới chú ý tới trong lúc đi đường kim loại thể lỏng màu đen trên thân người kim loại thể lỏng đang không ngừng rơi xuống mỗi khi đi được một đoạn kích thước của người kim loại thể lỏng lại nhỏ đi một chút nó đang yếu dần đi chẳng lẽ nó không còn nhiều thời gian nữa ư tống thư hàng suy đoán ngay lúc này người kim loại thể lỏng màu đen bỗng ngẩng đầu nhìn lên phía trên sau đó thân thể nó xoay tròn hóa thành một mũi khoan khoan về phía đỉnh đường ngầm tên này còn biết biến hình vị trí mà nó đang đứng bây giờ đã ra khỏi phạm vi kết giới phòng ngự của kim tự tháp dưới lòng đất chẳng lẽ nó muốn khoan từ chỗ này thẳng lên mặt đất ư nữ yêu nói trong lúc nói chuyện mũi khoan mà người kim loại thể lỏng biến thành đã khoan ầm ầm đi lên, chẳng mấy chốc đã khoan vỡ mặt đất. Đi theo nó, Diệp Thư dùng bản mệnh kim thư ra mang tống thư hàng và nữ yêu đi vào con đường do người kim loại thể lỏng mới khoan ra, cả đám theo sát phía sau người kim loại. Bản mệnh kim thư chen vào đường ngầm mới được khoan ra, khiến nó mở rộng ra hơn. Sau khi chui ra khỏi đường ngầm, vị trí bây giờ là ở ven đường quốc lộ. Tống Thư Hàng thấy người kim loại thể lỏng lại khôi phục trạng thái hình người, chỉ là dáng người đã nhỏ hơn trước một tháng ba, hơn nữa vẫn đang không ngừng thu nhỏ. Nó muốn làm gì đây? Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Lúc này người kim loại thể lỏng bỗng giơ tay lên, hình như trên người nó có một tầng phong ấn được mở ra. Hợp thể, hợp thể nào? Nó dùng ngôn ngữ thượng cổ, kêu lên hai câu. mươi 889, tỉnh lại sau hôn mê, kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Mặc dù ngôn ngữ mà người kim loại màu đen nói là ngôn ngữ viễn cổ, nhưng trùng hợp là mấy từ mà hắn nói Tống Thư Hàng lại có thể hiểu được. Trong thánh nhân tu thân phú của Bạch Vân Thư Viện Nho ra cũng có từ tương tự, cho nên Tống Thư Hàng mới học được. Hợp thể, nó muốn hợp thể với ai thế? Tống Thư Hàng nói thầm trong lòng. Ngay lúc này, hắn bỗng nhớ đến vấn đề mà Bạch Tiền Bối Tu đã trả lời hắn trong lúc nói mớ. Bạch Tiền Bối Tu suy đoán, chủ mưu đứng sau chuyện dẫn dụ người bình thường tiếp nhận tà năng cửu u ô nhiễm chính là chúa tể của cửu u một tồn tại được bạch tiền bối tu gọi là quả cầu kim loại hình như vị chúa tể thế giới cửu u này đang nghĩ đủ mọi cách để trở về hiện thế dung hợp với vị kia của mình của cầu kim loại chúa tể cửu u đồng thời cũng là đầu sỏ gây ra mọi chuyện tống thư hàng nhìn người kim loại màu đen trước mắt có khi nào tên này chính là chúa tể thế giới cửu u hoặc là phân thân gì đó của nó không nhỉ nếu quả thật là vậy thì lai lịch của con boss này cũng ghê gớm quá rồi. Tấm thân nhỏ bé của hắn không chịu nổi sự dày vò của đại boss bậc này đâu. Ngay lúc Tống Thư Hàng đang suy tư, trong hư không đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng thuần túy. Ngay sau đó, luồng năng lượng này phủ xuống, rơi vào thân thể người kim loại màu đen. Nhìn qua thì có cảm giác loại năng lượng thuần túy này không mạnh. Nhưng trong nháy mắt khi người kim loại màu đen tiếp xúc với loại năng lượng này, thân thể của nó đã vỡ ra. Tống Thư Hàng thoáng cảm ứng được khí thức của thiên kiếp trong luồng năng lượng thuần túy này. À, à, à. ngay lúc thân thể tan vỡ, người kim loại màu đen tức giận thét lên. Có nghe thấy lời của ta không hả? Hợp thể, hợp thể nếu không, cả hai chúng ta đều phải biến mất đấy. Lúc nó gầm thét vẫn là dùng ngôn ngữ viễn cổ. Nhưng câu nói này quá phức tạp, Tống Thư Hàng nghe không hiểu. Hắn chỉ có thể cố gắng nhớ kỹ âm tiết của những lời này, chờ lúc nào đó lại tìm một vị tiền bối hiểu ngôn ngữ viễn cổ trong nhóm cửu châu số một nhờ phiên dịch giúp. trong lúc người kim loại màu đen giống giận, luồng năng lượng thuần túy trong hư không giống như một chiếc cối xay thịt, chẳng mấy chốc đã xay người kim loại màu đen nát như tương. không chỉ thân thể mà ngay cả ý thức ẩn chứa trong người kim loại màu đen cũng bị năng lượng thuần túy xóa bỏ. sau khi giải quyết người kim loại màu đen xong, luồng năng lượng thuần túy kia lập tức tiêu tán chỉ để lại một đống vụn kim loại màu đen rơi đầy đất. Cách làm việc của năng lượng thuần túy rất giống phong cách của một hiệp khách. Việc xong du áo ra đi. Xóa nhòa thân thế kể gì tiếng tăm. Hai câu thơ trong bài hiệp khách hành của Lý Bạch. Nữ yêu nuốt nước miếng, nhìn đống vụn kim loại trên đất. Nó chết rồi sao? Nhìn thì có vẻ là chết rồi đấy. Nhưng mấy tồn tại mạnh mẽ thế này thường không ai nhìn thấu được thủ đoạn của bọn họ đâu. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Tống Thư Hàng nói. Diệp Tư, vậy giờ chúng ta cứ ngồi im ở đây quan sát đi, nhìn xem đống vụn kim loại này có thể biến hóa được nữa không? Khoảng chừng năm hơi thở sau. Đống vụn kim loại màu đen trên mặt đất bỗng tan chảy ra, trông giống như sắt bị nung chảy ra vậy. Lúc này vụn kim loại đã tan ra thành tà năng cửu u ở trạng thái đậm đặc như dầu hỏa, lan rộng ra chừng ba thước vuông trên đất. Đống tà năng cửu u tan chảy này là loại tà năng đậm đặc nhất, ổ uế nhất, tà ác nhất mà Tống Thư Hàng từng tiếp xúc. Ngay khi cảm ứng được loại tà năng cửu u có nồng độ cực cao này, hạch tâm trong tâm khiếu Tống Thư Hàng lại bắt đầu dục dịch muốn xông ra. Nó hận không thể lập tức chiếu ra hình chiếu hoa sen, hấp thu sạch sẽ đống tà năng cửu u ngon miệng này, hóa chúng thành chất dinh dưỡng cho bản thân. Nhưng Tống Thư Hàng đã ngăn nó lại, vì suy xét đến vấn đề an toàn, Thư Hàng đành phải tạm thời áp chế hạch tâm lại, không cho nó hấp thu đống tà năng cửu u này lỡ may đống dịch kim loại màu đen này thật sự là tác phẩm của chúa tể cửu u ai biết nó có để lại hậu chiêu gì hay không chứ nếu tùy tiện hấp thu vào lỡ xảy ra vấn đề gì thì sao sau khi nhận được mệnh lệnh của tống thư hàng hạch tâm đành phải ngồi há mỏ chờ thời nhưng mà nó không chịu ngồi yên cứ nháo loạn trong tâm khiếu của tống thư hàng giống như một đứa trẻ đòi kẹo vậy chờ một chút đợi quan sát thêm lát nữa đã nếu thật sự không có vấn đề gì thì tao sẽ thả mày ra Tống Thư Hàng đưa tay đè lên ngực mình, nhẹ giọng nói. Có được mấy lời bảo đảm của Tống Thư Hàng, lúc này hạch tâm trong tâm khiếu mới yên tĩnh lại một chút. Chừng hai phút sau, đống tà năng cửu u trên mặt đất lại biến hóa tiếp. Chúng nó ngưng tụ lại với nhau. Nhưng lần này chúng nó không ngưng tụ ra người kim loại, mà là ngưng tụ thành hình dáng một con tà thú to cỡ một người trưởng thành, có ngoại hình tương tự như khủng long. Sau khi thành hình, con tà thú khủng long này lăn tại chỗ mấy vòng rồi bò dậy từ dưới đất. Cũng may người bình thường không thấy được tà thú cửu u, chứ nếu không mọi người đã loạn lên hết rồi. Sau khi đứng dậy, tà thú khủng long há miệng, phát ra tiếng gầm thét không âm thanh. Nó ngẩng đầu nhìn lên không chung. Nơi nó nhìn chính là vị trí mà Tống Thư Hàng, Diệp Tư cùng với nữ yêu đang ngồi trên kim thư quan sát tình hình. Giống. Tà thú giống lên một tiếng, sau đó chân sau chắc khỏe của nó nhảy lên thân hình lao về phía đám người tống thư hàng cái miệng to mở rộng ra lộ ra hàm răng sắc bén bên trong diệp tư điều khiển bản mạng kim thư bay lên cao một chút né tránh phát cắn của tà thú khủng long đồng thời diệp tư cũng lên tiếng nói thư hàng không sao nữa rồi bên trong đoàn tà năng cửu u này không có chút ý chí nào cả tống thư hàng giơ tay đè lên ngực nhẹ giọng nói hấp thu nó đi Tà năng cửu u biến thành tà thú không có thần trí, điều này có nghĩa là ý chí khống chế nó trước đó đã bị xóa sạch rồi. Hạch tâm trong tâm khiếu nhảy nhót vui vẻ hẳn lên, ngay sau đó hình chiếu hoa sen hiện thân, mấy chục vạn sợi dễ từ chỗ hoa sen chui ra đâm về phía tà thú khủng long. Dễ sen đâm vào trong cơ thể tà thú khủng long, không ngừng hấp thu tà năng cửu u tinh thuần đến cực độ. Tà thú khủng long cũng giống như tà thú thông thường, nó chỉ có bản năng chứ không hề có trí khôn. Nó dùng sức nhảy vọt lên, không bắt được Kim thư, nó lại rơi xuống đất. Sau đó nó lại ra sức nhảy lên lần nữa, vẫn không thể bắt được Kim thư, nó lại rơi xuống đất. Nhưng nó không nổi giận, vẫn cứ ra sức nhảy lên tiếp. Nó không hề quan tâm đến đám rễ sen đang đâm vào trên người, trong mắt nó chỉ có một mục tiêu là Kim thư mà thôi. Kẻ địch thế này đúng là kẻ địch đáng yêu nhất thế giới. Nãy giờ Tống thư hàng vẫn luôn duy trì cảnh giác sau khi thấy một màn này hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhân 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 nhân. 5 phút trôi qua, Kim Liên do Hạch Tâm chiếu ra vẫn đang liều mạng hấp thu tà thú khủng long. Tuy thể tích của con tà thú khủng long này nhỏ, nhưng tà năng cửu u ẩn chứa trong cơ thể nó lại có nồng độ cực cao, vậy nên Hạch Tâm hấp thu rất chậm. Đã qua 5 phút nhưng thể tích của tà thú khủng long mới chỉ nhỏ đi chừng 1 phần 5 mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tư đã thi triển mấy lần chỉ rũ thuật cho cổ ô bộ trưởng, nhưng cổ ô bộ trưởng bị thương khá nặng, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này, điện thoại của Tống Thư Hàng gieo lên là Đông Phương Lục Tiên Tử gọi tới. Thư Hàng, bây giờ các người đang ở đâu thế? Còn đại boss kia thế nào rồi? Ta tìm được mấy người trợ giúp rồi này, xem thử có thể giết chết nó được không? Đông Phương Lục Tiên Tử hỏi. Con boss kia, chẹp, nó toi rồi, Bây giờ bọn ta đang ở gần một đường quốc lộ bên ngoài trụ sở chi nhánh số 250. Đông Phương Lục tiền bối tới đây một chuyến đi, hiện tại cổ ô bộ trưởng đang bị thương hôn mê, cần phương pháp trị liệu chuyên nghiệp. Tống Thư Hàng đáp, cái gì, toi rồi á. Đông Phương Lục tiên tử ngớ cả người, một lát sau mới nói tiếp. Người chờ ta, ta đi đón các ngươi ngay đây. Dễ Kim Liên vẫn đang hăng hái hấp thu tà thú khủng long còn tà thú khủng long vẫn tiếp tục vòng tuần hoàn nhảy lên rơi xuống đất lại nhảy lên lại rơi xuống đất trong quá trình nhảy lên rơi xuống thân thể nó càng ngày càng nhỏ đi dễ của hình chiếu kim liên càng đâm càng sâu cuối cùng hình như dễ sen đã đâm vào hạch tâm của tà thú khủng long chờ một chút tống thư hàng bỗng thầm hô lên trong lòng tà thú mà cũng có hạch tâm sao lần trước lúc hấp thu con hung thú tài năng khổng lồ trong thiên giới giao trì trong cơ thể nó đâu có hạch tâm gì đó đâu. Tạm thời cứ để hạch tâm này lại đã, ta có linh cảm thứ này không bình thường. À không, giờ ngươi lui ra ngoài luôn đi, ngừng hấp thu tà năng, tốt nhất là bắt sống con tà năng khủng long này lại rồi tính tiếp. Tống Thư Hàng nói thầm trong lòng. Nhưng mà, mệnh lệnh của Tống Thư Hàng vừa mới truyền tới, dễ kim liên còn chưa kịp rút về, hạch tâm trong cơ thể tà thú khủng long đã nổ tung. Hiển nhiên đây là một hậu chiêu bí mật một khi có người tiếp xúc tới hạch tâm thì nó sẽ khởi động chương trình tự bạo. Uy lực của vụ nổ rất lớn. Hơn nữa, vụ nổ xảy ra đúng ngay lúc con tà thú khủng long ngốc nghếch đáng yêu kia đang nhảy lên rất cao, gần sát với Kim Thư đang chở đám người Tống Thư Hàng, Diệp Tư. Xui rồi, Tống Thư Hàng nói. Ấn đường của hắn biến thành màu đen, lẽ nào vận xui vẫn chưa hết sao? Diệp Tư tức tốc giơ tay điểm liên tục, trên Kim Thư đồng loạt hiện lên mười mấy hộ thuẫn. Diệp Tư vẫn luôn chuẩn bị hộ thuẫn để ngừa bất chắc, cho nên ngay lúc vụ nổ xảy ra, cô lập tức kích hoạt toàn bộ hộ thuẫn. Cùng lúc đó, mỹ nhân rắn công đức trong thân thể tống thư hàng cũng hiện thân. Lần này nó biến to đến cực hạn, dùng đuôi rắn quấn quanh, bảo vệ đám người tống thư hàng. Âm, uhm, vụ nổ cực lớn, nuốt chứng cả đám người tống thư hàng. Ở đằng xa, khi đông phương lục tiên tử chạy như bay đến, đúng lúc nhìn thấy vụ nổ trên không trung. Mới nãy nói đại boss đã toi rồi mà, sao giờ lại nổ tung thế này? Đông Phương Lục Tiên tử nhanh chân chạy đến chỗ vụ nổ. Sau khi vụ nổ kết thúc, kim thư từ trên không trung rơi xuống. Lúc này Diệp Tư mặt mày lem luốc, trong ngực ôm Tống thư hàng. Nữ yêu thì bị uy lực còn sót lại của vụ nổ chấn động, giờ đang hôn mê, nhưng nhìn qua thì không bị thương gì cả. Mà người thảm nhất chính là cổ ô bộ trưởng, trước đó hắn đã bị trọng thương lúc này lại đang ói máu liên tục nhìn qua cực kỳ yếu ớt có khả năng toi mạng bất cứ lúc nào tống thư hàng trong ngực diệp tư cũng đang hôn mê lúc này chỗ ngực của đạo bào đổi được từ chỗ hòa thượng tây mặc bên trong áo khoác đã bị nổ nát cũng không biết có thể sửa lại được không lúc vụ nổ xảy ra dễ sen của hình chiếu kim liên trước ngực tống thư hàng dính liền với con tà thú khủng long không ngờ uy lực của vụ nổ lại có thể truyền qua dễ kim liên hư vô loại thủ đoạn này không hổ là chúa tể cửu u. Diệp Tư tức tốc thi triển mấy chỉ rũ thuật cho Tống Thư Hàng, ổn định thương thế của hắn. Các ngươi không sao chứ? Đông phương lục tiên tử từ đằng xa chạy tới, lên tiếng hỏi. À, cũng chỉ bị thương ngoài ra chút thôi, chắc không sao đâu. Diệp Tư trả lời. Cô có thể cảm ứng được, Tống Thư Hàng hôn mê không hẳn là vì thương thế, mà là bởi vì thế giới hạch tâm trong cơ thể hắn lại phát sinh biến hóa, cho nên không cần phải lo lắng ngày 1 tháng 9, trời trong nắng ấm. Khi Tống Thư Hàng tỉnh lại sau cơn hôn mê cũng là lúc kỳ nghỉ hè của hắn kết thúc. chương 890, Thư Hàng, ta và Đông Phương Lục Tiên Tử đi dạo phố mua bốn túi sách trị giá 100 vạn. Lúc Tống Thư Hàng vừa tỉnh lại, cả tinh thần và thể xác đều sảng khoái vô cùng. Cảm giác ngủ thẳng rất thật sướng. Mặc dù trong lúc ngủ thỉnh thoảng sẽ có 88.888 thanh âm vang lên trong đầu giải thích về bí pháp giám định nhưng thời gian những thanh âm này xuất hiện chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi, phần lớn thời gian Tống Thư Hàng đều ở trạng thái ngủ say. Sau khi tỉnh lại, Tống Thư Hàng quen tay với lấy điện thoại di động mở ra xem ngày. Ngày 1 tháng 9 năm 2019, 8 giờ 35 sáng. Pin còn 2%. Đờ mơ, ngày 1 rồi á. Tống Thư Hàng sướng sờ trong chốc lát, sau đó mới tỉnh hồn lại. Hắn chỉ ngủ một giấc mà qua lâu vậy sao? chỉ nhắm mắt, mở mắt, vậy mà mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè cứ thế xong rồi. Đau lòng quá đi mất, rõ ràng mấy ngày nghỉ hè cuối cùng là thời gian quý giá nhất trong kỳ nghỉ mà. Trước đây, mỗi lần đến thời điểm này, hắn đều dành thời gian tính xem nên làm thế nào để vượt qua mấy ngày nghỉ hè cuối cùng một cách hoàn mỹ nhất. Ấy vậy mà, cuối cùng hắn lại hôn mê suốt mấy ngày nghỉ hè cuối cùng quý giá này. Ta không cam tâm. Chào thư hàng sư huynh. Lúc này một giọng nữ dễ nghe vang lên bên cạnh Thư Hàng. Tống Thư Hàng quay qua nhìn, hóa ra là cô bé Thi đang ngồi trước bàn học xem phim. Cô bé giúp thân hình nhỏ bé của mình vào trong chiếc ghế da to, chân nhỏ đong đưa trước sau, trông rất đáng yêu. Mới vừa rồi thì nghe được tiếng của Tống Thư Hàng, thấy hắn tỉnh lại nên xoay đầu lại chào hỏi. Chào Thi, Tống Thư Hàng chống người ngồi dậy, bây giờ hắn đang ở trong căn hộ mà dược sư mua, chắc là sau khi hắn hôn mê diệp tư đã đưa hắn trở về quả quả và trúc đâu rồi tống thư hàng hỏi hôm qua trúc và quả quả chơi game suốt cả đêm bây giờ còn đang ngủ ạ à? thi cẩn thận bỏ vỏ hạt dưa mà mình gặm vào trong cái túi nhỏ sau đó hỏi thư hàng sư huynh có đói không muốn ăn chút gì không ạ à? tống thư hàng chép miệng mấy cái cảm giác trong miệng rất khô vì vậy đáp cho ta một tô mì trứng gà cải xanh đi trong nhà có đồ nấu ăn không đấy? có à mấy ngày nay đều là ta phụ trách mua thức ăn và làm cơm, cải xanh và trứng gà còn nhiều lắm. xuyết lời trước tiên thì bấm tạm dừng bộ phim mà mình đã xem đến một nửa, sau đó cô bé từ trên ghế cao nhảy xuống. thư hàng sư huynh chờ chút nhé, giờ ta đi nấu mì cho ngươi ngay đây. phiền ngươi rồi, tống thư hàng nói. không sao à, à, thư hàng sư huynh này, người tỉnh rồi thì gọi điện cho tam nhật sư huynh đi hình như hắn tìm ngươi có chuyện đấy. nói xong, thì chậm rãi đi ra khỏi phòng. ta biết rồi. tống thư hàng đáp. tống thư hàng ngáp một cái, sau đó đưa tay sờ ngực mình. chỗ này vốn bị tà thú khủng long nổ bị thương, vùng ngực bị nổ nát bét, nhưng bây giờ đã khôi phục bình thường, ngay cả một vết sẹo cũng không có. pháp thuật trị liệu hiệu quả thật đấy. tiếp đó, tống thư hàng lên tiếng hỏi. diệp tư, cô không sao chứ? ồ thư hàng, người tỉnh rồi đấy à. Diệp Tư sử dụng công năng đối thoại tâm linh giữa linh quỷ và bản thể trả lời Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng ngạc nhiên, chẳng lẽ Diệp Tư không ở trong thân thể hắn? Nghĩ vậy hắn bèn hỏi. Diệp Tư, bây giờ cô đang ở đâu thế? Ta và Đông Phương Lục Đạo Hữu đang đi dạo phố. Ta nói ngươi nghe, hôm nay đi ra ngoài ly kỳ mạo hiểm lắm nhé. Trên đường đi, nếu không nhờ ta lanh tay lẹ mắt dùng niệm lực đạp thắng xe thì chắc đông phương lục đã chờ ta lao thẳng xuống sông rồi. Ha ha ha, đúng rồi, bây giờ ta và đông phương lục đang đi dạo một shop túi sách, giá cả ở đây khá đắt. Ta mua bốn cái túi sách tổng giá hơn 100 vạn, đông phương lục đạo hữu đã thanh toán giúp ta, cô ấy nói lát nữa về tìm ngươi tính sau. Diệp Tư trả lời, tốn hơn 100 vạn để mua bốn cái túi sách. Tống Thư Hàng nghe mà bùn rùn cả người, Suýt nữa làm rất điện thoại. Dù sao hắn cũng chỉ mới trở thành tu sĩ trong thời gian gần đây mà thôi, cho nên đâu thể giàu có bằng các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1, tiện tay nạp hơn ngàn vạn tiền điện thoại cho người ta. Cũng may lần trước lúc Tống Thư Hàng và Tam Nhật sư huynh đi vây quét hang ổ của đàn chủ, đã lấy được một cái vali màu đen đựng 300 vạn tiền mặt. 100 vạn vẫn còn trong khả năng chi trả của hắn. Vì vậy Tống Thư Hàng mỉm cười nói với Diệp Tư, "Không thành vấn đề." Diệp Tư cô cứ mua thoải mái đi, lúc về cứ bảo Đông Phương Lục Tiên Tử tới tìm ta tính tiền là được. Ngươi nói vậy thì ta yên tâm rồi. Bây giờ ta và Đông Phương Lục Tiên Tử đã dạo xong sóp túi sách, tiếp theo bọn ta sẽ đi xem sóp quần áo, sóp giày ở bên cạnh, còn có mấy sóp khác cũng muốn đi xem nữa. Ta đi đây, lúc về nói chuyện tiếp nhé. Diệp Tư vui vẻ trả lời. Gan Tống thư hàng khẽ run lên, cũng không phải là hắn tiếc tiền, đối với tu sĩ mà nói tiền không quan trọng bằng linh thạch, có tiêu xài bao nhiêu cũng không tiếc. Nhưng quan trọng là bây giờ trên người Tống Thư Hàng không có nhiều tiền lắm. Hắn ngồi ngẫm lại xem trên người mình có bao nhiêu tiền mặt, hình như đều là lấy được từ chỗ đàn chủ. Một lần là 80 vạn kiếm được sau khi diệt đàn chủ trên tàu cao tốc, một lần là 300 vạn lấy được khi tìm ra hang ổ của đàn chủ. Sau đó hắn lại mua này nó hết một phần, Ví dụ như mua máy vi tính và các loại sản phẩm điện tử cho bạch tiền bối hồi mới xuất quan, còn có những chi phí sinh hoạt khác nữa, hiện tại trong tay thư hàng còn dư lại chừng 360 vạn. Không biết số tài sản 360 vạn này có đủ để chi trả cho đợt mua sắm này của Diệp Tư Sư Tỷ không đây? Nếu như không đủ, hắn chỉ có thể chủ động liên hệ dược sư tiền bối để hỏi cách kiếm tiền nhanh thôi. Sau khi kết thúc đối thoại tâm linh với Diệp Tư, Tống Thư Hàng nhắm mắt, cảm ứng vị trí hạch tâm trong tâm khiếu của mình. Lúc này thế giới hạch tâm vẫn đang trong quá trình tiến hóa, còn cần một chút thời gian nữa mới hoàn toàn tiến hóa xong. Nhưng từ quy mô sẵn có có thể nhìn ra được, đảo nhỏ hạch tâm vốn chỉ có diện tích 20 thước vuông bây giờ đã rộng ra hơn ngàn lần. Hơn nữa, thế giới hạch tâm không chỉ tiến hóa về diện tích, tống thư hàng mơ hồ cảm ứng được, thế giới hạch tâm còn sinh ra một biến hóa lớn khác. Xung quanh thế giới hạch tâm xuất hiện một số cổng nối tiếp chống. Mặc dù không biết những cổng nối này có ích lợi gì, nhưng trông có vẻ rất lợi hại. Trừ những điều này ra, Tống Thư Hàng còn đột phá một cảnh giới nhỏ. Bốn kỳ mạch của tu sĩ tam phẩm là Tinh Huy, Nguyệt Âm, Dương Viêm, Không Vương. Lúc này, mạch thứ ba mạch Dương Viêm trong cơ thể Tống Thư Hàng cũng được đả thông. Không chỉ như vậy, Tống Thư Hàng còn cảm giác được có vẻ như thân xác mình đã đột phá một tầng gông xiềng, trở nên mạnh mẽ trước nay chưa từng có bây giờ thân xác hắn lúc nào cũng ở trạng thái hấp thu linh khí trong trời đất sau khi bị tống thư hàng hút vào trong cơ thể những linh khí này sẽ tẩm bổ thân thể hắn lại có một phần nhỏ dung nhập vào trong tam thập tam thú tiên thiên chân khí hóa lỏng trực tiếp chuyển hóa thành một phần tiên thiên chân khí lẽ nào thể chất của ta đã đột phá giới hạn của cảnh giới tam phẩm rồi ư tống thư hàng thầm suy đoán trong lòng chẳng qua là bên cạnh không có tiền bối chỉ điểm diệp tư cũng không ở đây vậy nên hắn cũng không có cách nào xác định được. Nói tóm lại là trạng thái thân thể rất tốt. Đã vậy thì chờ ăn sáng xong, hắn sẽ đến Đại học Giang Nam báo danh. Lịch báo danh của Đại học Giang Nam luôn là từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9, sau đó khoảng chừng đến ngày 6 trường mới khai giảng. Sau khi báo danh xong, hắn sẽ lên đường đi thẳng tới Tử Cấm Thành. Tối nay chính là đầu tháng 9, trên đỉnh Tử Cấm sẽ diễn ra cuộc đại chiến giữa Bắc Hà Tán Nhân VS Đồng Quái Tiên Sư. Học kỳ mới, diện mạo mới, cố gắng lên. Tống Thư Hàng thức dậy, đi đánh răng rửa mặt. Sai khi vệ sinh cá nhân xong, đầu óc tỉnh táo hẳn lên. Tống Thư Hàng lấy điện thoại di động ra, thi triển một phát nạp điện thuật, lượng pin lập tức đạt 100%. Sau đó hắn gọi điện thoại cho Tam Nhật Sư Huynh. Tam Nhật Sư Huynh nhận điện thoại rất nhanh. Alo, Thư Hàng đấy à cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi. Nghe nói mấy ngày trước ngươi bị nổ, vẫn luôn hôn mê. Ta cứ lo hôm nay người vẫn không tỉnh lại đấy. Tống Thư Hàng khóe miệng co quắp, chuyện hắn bị nổ đã truyền nhanh vậy sao? Cảm ơn Tam Nhật Sư Huynh đã quan tâm. Đúng rồi, thì nói người tìm ta có chuyện, không biết là chuyện gì vậy. Tống Thư Hàng hỏi, chẳng lẽ Tam Nhật Sư Huynh lại có việc gấp cần làm nên muốn gửi quả quả, thì và chúc ở lại chỗ hắn tiếp. Là như vậy, tối nay người có tới xem cuộc đại chiến giữa Bắc Hà Tiền Bối và Đồng Quái Tiền Bối trên đỉnh Tử Cấm không? Tam Nhật sư huynh hỏi. Ừ, đi chứ, chờ ta đến trường đóng học phí, báo danh xong sẽ chạy thẳng tới tử cấm thành luôn. Tống thư hàng đáp. Khu đại học Giang Nam vốn cũng có chức năng đóng học phí qua mạng, nhưng bây giờ Tống thư hàng cũng đã đến khu Giang Nam rồi, đi thẳng đến trường đóng luôn cho tiện. Tốt rồi, vậy đến lúc đó ngươi cũng mang quả quả thi và chúc tới luôn nhé. Tối nay ta sẽ theo Thông Huyền đại sư đi bắt đồng quái. À không, là đi xem cuộc đại chiến giữa đồng quái tiền bối và Bắc Hà tiền bối. Đến lúc đó ngươi lại giao quả quả thì và chúc cho ta là được." Tam Nhật sư huynh nói. Tống thư hàng gật đầu trả lời lại. "Không thành vấn đề, vậy tối nay gặp." "Ừ, tối gặp." Tam Nhật sư huynh cười chào rồi cúp điện thoại. Tống thư hàng cất điện thoại vào, mới vừa rồi Tam Nhật sư huynh nói muốn đi bắt đồng quái tiền bối à? Chẳng lẽ mấy ngày nay đồng quái tiền bối lại đi tìm đường chết? làm chuyện gì chọc tới thông huyền đại sư rồi sao? Sau khi cúp điện thoại, Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút lại bấm số gọi cho hiến công tiền bối. Lúc trước hắn có nói là khi nào tới khu Giang Nam sẽ gửi tọa độ cho hiến công tiền bối, sau đó tiền bối sẽ dùng phi kiếm truyền thư gửi pháp khí long vĩ độn ảnh tới cho hắn. Nhưng không ngờ mình lại đột nhiên hôn mê đến tận hôm nay, cũng không biết hiến công tiền bối đã bế quan chưa nữa. Chẳng mấy chốc đã có người tiếp điện thoại nhưng tiếng trong điện thoại truyền tới lại không phải là tiếng của hiến công cư sĩ, mà là tiếng của một vị cư sĩ khác. Alo, là thư hàng tiểu hữu đấy à? Giọng nói từ tốn của một vị cư sĩ khác truyền tới. Tống thư hàng nhận ra chủ nhân của giọng nói này, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi đạo hiệu của vị tiền bối này là gì. Vị tiền bối này gọi là gì nhỉ? Hình như là túy nhật, bá thiên, hay là minh nguyệt. Chết rồi, tự dưng lại quên mất đạo hiệu của vị tiền bối này vậy kia làm sao đây làm sao đây ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc tống thư hàng cơ chí nói alo xin chào xin hỏi ngài là vị tiền bối nào thế ạ à? hiến công tiền bối có đó không ta tìm hắn có chuyện tống thư hàng làm bộ như mình không nhận ra giọng nói của vị tiền bối này tiện thể hỏi đạo hiệu của tiền bối luôn thật thông minh thư hàng tiểu hữu ta là túy nguyệt cư sĩ Hiến công đạo hữu đã bế quan vào hai ngày trước rồi, có điều hắn đoán sắp tới có thể tống thư hàng tiểu hữu sẽ gọi điện cho hắn, vì vậy hắn đã gửi điện thoại và một món pháp khí ở chỗ ta. Túy Nguyệt cư sĩ chậm rãi nói, chương 891, ta lấy gì để cứu người đây hả? Tam lãng đạo hữu đã thuận lợi moi được đạo hiệu của túy nhà cư sĩ rồi. Hóa ra là túy Việt tiền bối, chào buổi sáng nhé tiền bối. Thực ra thì mấy hôm trước ta gặp vụ nổ nên hôn mê mãi, Mãi đến sáng nay mới tỉnh lại, ta lập tức gọi điện cho Hiến công tiền bối, không ngờ Hiến công tiền bối đã bế quan rồi. Tống thư hàng cảm khái, thì ra là thế, thế bây giờ thư hàng tiểu hữu có tiện nhận phi kiếm truyền thư không? Bây giờ ta sẽ dùng phi kiếm truyền thư chuyển món pháp khí kia cho ngươi, ngươi nói cho ta biết tọa độ vị trí của ngươi đi. Túy Nguyệt cư sĩ cười nói, "Được, bây giờ ta đang ở gần khu đại học Giang Nam. À mà lúc nhận phi kiếm thì ta cần làm gì?" tống thư hàng hỏi hắn vẫn còn nhớ khi dược sư nhận phi kiếm của thông huyền đại sư thì phải dùng chính bản thân mình để làm tọa độ đáp cho phi kiếm. Ừm, mỗi môn phái đều có một cách định vị phi kiếm khác nhau. chỗ ta có một cách định vị tọa độ cho phi kiếm rất đơn giản. thư hàng tiểu Hữu ngươi mở phần mềm chat ra, dùng chức năng chia sẻ vị trí để chia sẻ vị trí của hiện tại của ngươi với ta, ta sẽ phóng phi kiếm tới vị trí đó. phi kiếm có thể đến được vùng trời gần vị trí của ngươi chênh lệch khoảng 100 mét thôi. Đợi phi kiếm đến gần chỗ ngươi, ngươi chỉ cần kích hoạt chân khí trên người, dùng truyền âm nhập mật nhóm gọi tên của ta, phi kiếm có thể hạ xuống bên cạnh ngươi một cách chính xác. Túy Nguyệt cư sĩ nói, được, không thành vấn đề. Thư Hàng nói, sau đó hắn nhanh chóng đăng nhập vào nhóm chat, gửi tọa độ hiện tại của mình vào nick Minh Nguyệt Kỷ thời hữu của Túy Ước Tiền Bối. Khoảng một phút sau, Minh Nguyệt Kỷ thời hữu trả lời lại, phi kiếm đã được gửi đi, dự tính 3 tiếng sau sẽ đến gần khu đại học Giang Nam. Lúc phi kiếm gần đến ta sẽ gọi điện thông báo cho ngươi. Cảm ơn tiền bối. Tống Thư Hàng gửi kèm một mìm quầy tâu tuét. Túy Duê cư sĩ đúng là một vị tiền bối tốt mà. Đúng lúc này, bé Thi chạy vào phòng, nhưng khi nhìn thấy Tống Thư Hàng vẫn đang ở trong phòng, cô bé lập tức trở về chế độ bước đi chậm rãi của thục nữ. Hàng sư huynh, mì trứng gà cải xanh đã nấu xong rồi, đang đặt ở bàn ăn bên ngoài đấy thi dịu dàng nói cảm ơn tống thư hàng đáp thi mỉm cười rồi ngồi lại trên ghế tay phải cô bé dùng chuột bấm vào bộ phim đang tạm dừng để xem tiếp tay trái thì móc ra một đống hạt dưa cẩn nhận nhằn từng hạt một lúc ăn hạt dưa thi không ăn từng hạt một trước tiên cô bốc một nắm hạt dưa ra cắn từng hạt một rồi tách nhân bên trong ra một cái đĩa nhỏ đợi sau khi cắn hết cả nắm hạt dưa cô bé sẽ cẩn thận bỏ vỏ hạt dưa vào một cái túi, sau đó mới hài lòng ăn hết nhân hạt dưa đã được tách vỏ. Đúng là một cô nhóc thú vị. Hơn nữa, cô bé nấu ăn cũng rất ngon. Mì trứng gà cải xanh ăn sướng miệng vô cùng. Sau khi ăn sáng xong, Tống Thư Hàng xem giờ, lúc này đã hơn 9 giờ. Vừa đúng lúc, đến trường báo danh nộp học phí thôi. Tống Thư Hàng nói. Vì thế, Tống Thư Hàng đi về phòng của mình, kéo một chiếc vali từ dưới gầm giường ra, lấy ra một ít tiền mặt để đóng học phí. Sau đó hắn nhìn sang người vẫn đang ngồi xem phim là Thi, thuận miệng hỏi. Đúng rồi Thi, người muốn ở nhà xem phim tiếp hay là muốn đi tới Đại học Giang Nam chơi với ta? Thi xoay đầu lại, đôi mắt đen lấy của cô bé nhìn vào tống thư hàng, tiếp đó cô lại quay đi, nhìn vào bộ phim đang được chiếu trên máy tính. Sau đó, trên gương mặt của cô hiện lên đầy vẻ rối rắm cô rất muốn đến đại học giang nam chơi với tống thư hàng vì trước giờ cô chưa từng được đến các trường đại học nhưng bộ phim mà cô đang xem giờ cũng rất hay cô mới xem được có một nửa không nỡ bỏ đi nếu như bây giờ mà cô biết thuật phân thân thì tốt biết bao tống thư hàng nhìn vẻ mặt rối rắm của thi thì vui vẻ nói được rồi người không cần phải bối rối nữa ta đi đến trường báo danh một mình thì hơn vừa hay người cũng có thể ở lại chăm sóc sư tỷ của ngươi và tiểu hòa thượng Thi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Vậy, thư hàng sư huynh đi đường cẩn thận nhé." Tống thư hàng gật đầu. "Ừm, đi đường cẩn thận, không vấn đề gì." Sau khi để thi ở lại nhà, Tống thư hàng một mình đi tới đại học Giang Nam. Trên đường, hắn gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng của mình là Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba và Dương Đức, nói với bọn họ chuyện hôm nay hắn đến trường báo danh. Thổ Ba nhanh chóng trả lời lại. "Thư hàng, sao mà mày đi báo danh sớm thế?" chắc đến ngày ba tao mới đi báo danh cơ tao muốn nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa hơn nữa tao nghĩ tao mắc phải chứng khủng hoảng khi khai giảng rồi hôm nay lúc vừa ngủ dậy tao đã cảm thấy chán nản tinh thần hoảng loạn cả người mệt mỏi không tập trung lại còn đau đầu đổ mồ hôi nữa đã thế còn rất buồn ngủ tống thư hàng thổ ba này mày nên đi bệnh viện khám thử đi tao nghĩ mày cảm cúm lên cơn sốt rồi đấy thổ ba sau thổ ba Dương Đức và Cao Mỗ Mỗ cũng gửi tin nhắn tới, họ nói ngày ba họ sẽ về trường. Tống Thư Hàng trả lời tin nhắn của từng người một. Tắt cửa sổ chat với bạn bè, Tống Thư Hàng lại tiện tay mở cửa sổ của nhóm cửu châu số 1 lên. Hắn muốn tổng kết những chuyện liên quan đến chất lỏng màu đen, những lời nói mơ hắn nghe được lúc gặp bạch tiền bối tu trước khi hôn mê lại rồi nói với các tiền bối trong nhóm. Vừa đi vừa nhìn điện thoại là một thói quen rất nguy hiểm vì dễ xảy ra tai nạn giao thông nhưng với tu vi hiện tại của Tống Thư Hàng, cho dù hắn có nhắm mắt đi trên đường cũng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Vô số cảm chi của tinh thần lực và ứng dụng của thính lực đều có thể thay thế cho đôi mắt. Khi Tống Thư Hàng mở nhóm cửu châu số 1 ra, đúng lúc Hoàng Sơn Trân Quân vừa gửi lên một vài số liệu. Đó chính là số liệu phòng vé của bộ phim điện ảnh trận chiến mặt Pháp. Số liệu này vô cùng hoành tráng. Ngày trận chiến mặt Pháp khởi chiếu là Chủ nhật, vừa ra dạp nó đã chiếm ngôi vị quán quân phòng vé của ngày hôm đó. Đáng tiếc là khởi chiếu vào ngày cuối cùng của cuối tuần nên doanh số bán vé cả tuần chỉ đứng ở vị trí thứ hai. Nhưng đến một số đạo hữu trong nhóm cửu châu số một cũng phải ngạc nhiên vì thành tích này. Tuy rằng lúc trước Hoàng Sơn Trân Quân và các đạo hữu trong nhóm đã quảng cáo bộ phim đến mọi ngóc ngách trong đời sống của mọi người, vừa mới ra dạp xuất chiếu của nó đã rất cao nhưng chỉ với thành tích bán vé một ngày đã lấy được ngôi Á quân cũng là chuyện vượt ngoài dự liệu của mọi người. Vì những bộ phim điện ảnh đang chiếu vào tuần đó cũng là những bộ phim rất có thực lực. Sau đó là số liệu phòng vé của tuần này, tính đến ngày hôm nay, không còn nghi ngờ gì, trận chiến mạt Pháp vẫn giữ ngôi vị quán quân, hơn nữa số liệu bán vé của nó khiến cho những bộ phim xếp sau nó phải tuyệt vọng. Đến doanh số phòng vé của top 30 bộ phim đứng đầu cộng lại cũng không bằng doanh số của trận chiến mạt Pháp tóm lại giờ trận chiến mặt pháp rất hot nổi tiếng hơn trước lúc ra dạp cả trăm lần các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một cảm thấy rất hài lòng bộ phim điện ảnh mà họ làm ra đương nhiên phải có được thành tích như thế mới thỏa đáng chứ dù gì họ cũng là người phái thực lực cả mà lúc nhìn thấy số liệu này tim gan tống thư hàng đều run rẩy phim càng hot thì có nghĩa là tiếng ác của cao thăng sư huynh càng lan xa đúng không tống thư hàng ngẫm nghĩ rồi vào trình duyệt Nhập bốn chữ Cao Thăng Sư Huynh vào khung tìm kiếm. Hệ thống hiển thị đã tìm được 49.880.000 kết quả liên quan đến từ khóa này. Á à đù, chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, nội dung tìm kiếm liên quan đến Cao Thăng Sư Huynh đã lên đến con số gần 50 triệu rồi. Hơn nữa bên dưới kết quả tìm kiếm còn có một lời nhắc của hệ thống, có phải bạn muốn tìm Cao Thăng Sư Huynh nhất định phải chết không? Đã hiển thị kết quả liên quan đến Cao Thăng Sư Huynh nhất định phải chết tiếp tục tìm kiếm, cao thăng sư huynh, xin click vào đây. Bình thường tình huống này chỉ xuất hiện khi người ta nhập sai từ khóa tìm kiếm. Sau đó hệ thống sẽ tự động chuyển nội dung tìm kiếm sang kết quả đúng. Ví dụ như bạn muốn tìm một quyển tiểu thuyết tên là Tu chân Liêu Thiên Quần, nhưng lại không cẩn thận nhập thành Tu chính Liêu Thiên Quần, thì hệ thống sẽ chủ động chuyển kết quả tìm kiếm về kết quả đúng là Tu chân Liêu Thiên Quần. Nhưng, kể từ lúc nào mà Cao Thăng Sư Huynh đã trở thành một cụm từ sai thế? Tống Thư Hàng cảm thấy mình sắp tàn đời rồi. Trận chiến mặt Pháp càng ngày càng nổi tiếng thì hắn càng gặp nhiều nguy hiểm. Nhất là khi hắn sắp tới trường học của mình, ở đó có không ít bạn học nhận ra hắn. Vì thế, Tống Thư Hàng lặng lẽ khởi động năng lực của ghim cải áo biến hình, biến ra một cái khẩu trang, lại lấy một cái kính dâm to từ trong túi thu nhỏ một tất ra. Lúc này hắn mới yên tâm hơn một chút lúc đầu hắn đồng ý tham gia diễn trận chiến mạt Pháp đúng là tự tìm đường chết mà. Tống Thư Hàng lại vào nhóm Cửu Châu số 1. Vừa đúng lúc Bạch Tiền bối online, mấy ngày hôm nay Bạch Tôn Giả đang luyện chế Pháp bảo nên vẫn không xuất hiện. Bạch Tôn Giả, A à, Còng Bá đao tống nhất, Thư Hàng tiểu hữu có online không? Mấy ngày nữa người phải về trường báo danh rồi đúng không? Tống Thư Hàng trả lời lại. Đúng thế, bây giờ ta đang trên đường đến Đại học Giang Nam để chuẩn bị báo danh đây. Bạch Tôn giả, ớ, hôm nay đã đi báo danh rồi à? Không phải ngày ba các người mới đi báo danh à? Tống Thư Hàng, Đại học Giang Nam bọn ta báo danh trong ba ngày từ ngày một đến ngày ba. Bạch Tôn giả, ra là thế, là ta nhớ nhầm, đúng rồi, trưa nay bọn ta sẽ cho Pháp bảo vào lò luyện. Tối nay người có đi xem đại chiến của Bắc Hà Tán Nhân và Đồng Quái Tiên Sư không? nếu đi thì có cần ta qua đón không tống thư hàng nếu như bạch tiền bối tới kịp thì đến đón ta nhé đến lúc đó phi kiếm của tối nhà cư sĩ cũng đã mang pháp khí long vĩ độn ảnh đến rồi đúng lúc có thể giao pháp khí này cho bạch tiền bối luôn bạch tôn giả được vậy trưa nay chúng ta gặp lại à mà a à còng tuyết lang động chủ tuyết lang đạo hiếu có đây không mấy hôm trước ta đã đặt một đơn hàng mới ở chỗ ngươi ngươi đã làm xong chưa tuyết lang động chủ bạch tiền bối bây giờ ta vẫn đang ở chỗ vân tước tử tiền bối để giúp cô ấy đóng băng cơ thể đơn hàng của ngươi ta giao cho em họ làm rồi bản lĩnh của hắn đỉnh lắm đấy trong hôm nay hắn sẽ làm xong giấy tờ của ngươi bạch tôn giả nghiêm mặt cười thế thì tốt quá đúng rồi ta đặt thêm một đơn hàng mới được không tuyết lang động chủ không thành vấn đề bạch tiền bối cứ nói đi bạch tôn giả chúng ta chat riêng đi, chuyện này tạm thời phải giữ bí mật với các đạo hữu. Tuyết Lang động chủ, được, không vấn đề gì, ta nhất định sẽ giữ kín như bưng. cứ như thế, Bạch Tôn giả chat riêng với Tuyết Lang động chủ. đúng lúc này, Cuồng Đao Tam Lãng đã lâu không gặp xuất hiện. Cuồng Đao Tam Lãng, a còng Bạch Tôn giả a còng Tuyết Lang động chủ, các người không thể nhắn tin riêng được. chat riêng sẽ mang thai đấy. suốt lời. Cuồng đao tam lãng còn gửi kèm thêm mấy tấm ảnh. Đó là một bức ảnh photoshop một người phụ nữ có thai. Người phụ nữ trong ảnh đang gạt lệ. Nói chuyện riêng 3 phút đã có thai rồi, tôi phải làm thế nào đây? Tống Thư Hàng. Hoàng Sơn Trân Quân. Ta lấy gì để cứu người đây hả? Tam lãng đạo hiếu. Bạch Tôn Giả. Ha ha ha. A à còng Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Linh Điệp Đảo Hiếu có online không? Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Ta đây, à mà Bạch Đạo Hiếu, nick của ta đã được thêm vào nhóm cửu châu số 1, vì thế người có thể A còng bản tôn của ta luôn nhé. Tài khoản của Linh Điệp Tôn Ghỉa Online Bạch Đạo Hiếu có chuyện gì thế? Bạch Tôn Giả Là thế này, cách đây không lâu ta lấy được một trò chơi mới rất kích thích ở chỗ một vị Đạo Hiếu, nó tên là Ma Thuật Trốn Chạy. Ta giới thiệu cách chơi cho các người nhé. Đầu tiên để một người dùng từ 7 cách trói buộc phức tạp trở lên để phong ấn linh lực của mình lại. Chói buộc không được giải thì không thể sử dụng linh lực. Sau đó để một vị đạo hữu đưa mình đến độ cao hơn 30.000 30 mét, đẩy người đó từ trên phi kiếm xuống. Trong quá trình rơi xuống, người chơi bắt đầu giải những cách chói buộc phức tạp. Nếu trước khi rơi từ độ cao 30.000 30 mét xuống dưới đất có thể giải hết được chói buộc của mình thì lập tức có thể ngự kiếm hoặc sử dụng năng lực ngự không của linh hoàng ngũ phẩm để bay, hạ cánh bình an nếu như không giải được thì phải chịu đựng tổn thương do ngã từ độ cao 30.000m xuống trong trạng thái linh lực bị phong ấn. Vô cùng kích thích, ta vừa nghe xong đã thấy tim mình đập nhanh rồi. Tống Thư Hàng Hoàng Sơn Trân Quân Điền Thiên Đảo Chủ Điền Điềm Phó Đảo Chủ Diệt Phượng Công Tử Trò chơi này đúng là quá kích thích, không ngờ ngoài tam lãng đạo hữu ra, trong giới tu sĩ lại còn có một nhân vật thích tự tìm đường chết như thế. Tống Thư Hàng Bạch Tiền Bối, bây giờ vị đạo hữu này của ngươi có còn sống không thế? Bạch Tôn giả, đương nhiên là còn sống rồi, hắn là chân quân lục phẩm đấy, không chết dễ thế đâu. Lần trước hắn thử khiêu chiến phong ấn linh lực bằng 20 cách, rơi từ độ cao 50.000m xuống nhưng thất bại. Có điều hắn không bị thương nặng lắm, tĩnh dưỡng 2 năm là lại bình phục như cũ rồi. Tống thư hàng, rốt cuộc vị tiền bối không biết tên này làm sao có thể sống đến khi tu luyện lên cảnh giới lục phẩm thế? hay là đúng như những gì tam lãng tiền bối từng nói, những người thích tự tìm đường chết thường thì khá may mắn nhỉ. Bạch tôn giả nói tiếp. Thế nên, linh điệp đạo hữu này, người có cảm thấy nếu thêm chi tiết kích thích này vào trong kịch bản bộ phim, cuộc sống phóng túng của ta, do tam lãng đạo hữu đóng chính có phải rất tuyệt không? Linh điệp tôn ghìa. Tuyệt, mim lai like 32 cái. Sau đó, linh điệp tôn ghìa offline để sửa kịch bản luôn. Tống thư hàng tam lãng tiền bối tèo rồi. chương 892, với công pháp dở hơi kia, túy duê cư sĩ sớm muộn gì cũng xong đời. Có lẽ là tống thư hàng ngụy trang khá tốt, cho tới khi hắn báo danh xong vẫn không để lộ sơ hở gì, không có ai xông tới chỗ hắn và hô lên mấy câu đại loại như cao thăng sư huynh nhất định phải chết. Lúc báo danh, tuy rằng nhân viên thấy tống thư hàng đeo kính dâm và khẩu trang thì cũng tò mò nhìn hắn một lần, nhưng anh ta cũng chẳng phải cảnh sát, anh ta chỉ phụ trách thu tiền xác nhận tiền thu được có phải là tiền thật không thôi tống thư hàng thuận lợi đóng xong học phí đồng thời ký tên đằng sau dòng tên của mình sau đó hắn lập tức rời khỏi chỗ báo danh báo danh xong rồi bây giờ về đợi phi kiếm truyền thư của tối việt tiền bối đã sau đó đợi diệp tư quay về tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng rồi lại đợi bạch tiền bối tới đưa bọn họ đến tử cấm thành xem đại chiến của đồng quái tiên sư và bắc hà tán nhân Ngày mùng 1 tháng 9 năm 2019, Tống Thư Hàng Tiểu hữu vẫn đang rất bận rộn. Đúng lúc Tống Thư Hàng định quay về chỗ ở thì điện thoại của hắn kêu lên, là một số lạ gọi tới. Tống Thư Hàng nghe máy. Alo, xin chào. Alo, xin chào, xin hỏi có phải là bá đao Tống Tam Lãng Đạo hữu không? Một giọng nói khàn khàn vang lên. Tống Thư Hàng. Tống Tam Lãng là cái quỷ sứ gì thế? có tin ta cúp luôn điện thoại rồi kéo ngươi vào blacklist không hả? Thấy Tống Thư Hàng không trả lời lại, giọng nói khàn khàn kia tiếp tục vang lên. Ố, chẳng lẽ mình gọi nhầm số rồi à? Khoan đã, ô, tôi nói nhầm rồi, ngại quá, xin hỏi có phải là bá đao Tống nhất đạo hữu không? Là ta đây. Tống Thư Hàng đáp. Ha ha ha, trước khi ta gọi điện vừa ấy ấy với vợ ta xong nên có hơi hồ đồ. Xin lỗi nhé, Tống Tam đạo hiếu người có giọng nói khàn khàn kia bật cười khóe miệng tống thư hàng co giật tay hắn động đậy kềm lòng không đặng mà muốn tắt máy luôn trong lúc gọi điện thoại cho một người lạ vừa mở miệng là nói chuyện ấy ấy với vợ quen hành hạ cầu độc thân rồi hả còn nữa tống tam là cái quần gì chứ ở đầu bên kia giọng nói khàn khàn đó tiếp tục vang lên là thế này bá đào đạo hiếu ta là em họ của tuyết lang động chủ nguyệt lang đảo chủ lúc ở Mỹ ta có phạm ít tội nên đành lén chạy về đây. Tạm thời ta đang làm chân chạy vặt, giúp việc cho anh họ tuyết lang động chủ nhà ta. Ồ, ra là ngươi à. Tống Thư Hàng hiểu ra, sáng nay tuyết lang động chủ còn nhắc đến em họ của nó trong nhóm cửu châu số một nữa. Tuyết lang động chủ vẫn đang giúp huyền nữ môn vân tước tử tiền bối đóng băng cơ thể, nên mọi việc của nó tạm thời giao cho em họ của hắn giải quyết. Bạch tôn giả hình như còn đang nhờ tuyết lang động chủ vài việc, chắc là mấy vụ làm giấy tờ nhỉ. Bây giờ việc của Bạch Tiền Bối do vị Nguyệt Lang đảo chủ này tiếp nhận. Ố, người biết ta à? Nguyệt Lang đảo chủ tò mò hỏi. Tống Thư Hàng. Ừm, Tuyết Lang động chủ đã từng nhắc tới ngươi. Ha 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 ha, anh họ ta không nói xấu ta chứ. Ví dụ như chuyện trước kia ta phạm tội, chắc là hắn không nói ra đấy chứ. Nguyệt Lang đảo chủ vội hỏi. À, chính là việc ngươi phạm tội ở Mỹ sao? tống thư hàng nói sao ngươi biết thế chết tiệt anh họ đúng là đồ mồm rộng quả nhiên đã lôi chuyện xấu của ta ra nói nguyệt lang đảo chủ tức giận nói tống thư hàng tức cái quỷ gì không phải lúc nãy do chính ngươi tự khai ra à anh họ ta đúng là đồ miệng rộng chắc là không nói cụ thể ta phạm tội gì đúng không nguyệt lang đảo chủ hỏi không khóe miệng tống thư hàng co giật hắn thuận miệng hỏi khi ở mỹ Người phạm tội gì thế? Thực ra cũng không có chuyện gì to tắt cả. Ta thấy đó rõ ràng là một chuyện rất bình thường, không ngờ ở đó lại là phạm pháp. Nguyệt lang đảo chủ nói. Với ta chuyện này rất mất mặt, ta nói cho người biết nhưng người đừng nói cho người khác nhé. Được. Tống thư hàng đáp, thật là bất ngờ, giọng nói khàn khàn đó lại đáng yêu có bệnh thế. Sau đó, Nguyệt lang đảo chủ lại bắt đầu hành hạ FA. Mọi chuyện xảy ra vào nửa tháng trước, sáng sớm hôm đó, ta và vợ ta theo lệ thường cùng nỗ lực để sinh một thằng nhãi con. Ta và vợ ta đều là đại yêu ngũ phẩm, bình thường đều biến thành hình người. Ừm, ở Mỹ, biến thành hình người lúc tạo ra đời sau không hề phạm pháp. Nhưng ngày hôm đó đã xảy ra một vài việc ngoài ý muốn. Nguyệt Lang đảo chủ nói. Trong lúc ta và vợ ta đang cố gắng để sinh một thằng nhóc con, vợ ta vì hưng phấn mà đột nhiên hiện về nguyên hình. Trùng hợp là cảnh đó bị hàng xóm nhà ta đi ngang qua nhìn thấy. Tống thư Hàng, Nguyệt Lang đảo chủ nói tiếp, "Sau đó ta đã bị cảnh sát khởi tố, tội danh là ngược đãi động vật, cũng may là ta thông minh, dùng lông sói thế thân mới tránh được kiếp nạn này, sau đó ta và vợ ta bèn trở về Hoa Hạ." Tống thư Hàng, hãy tha thứ cho hắn, lúc này hắn hoàn toàn không biết mình nên nói gì nữa. Hắn nên phỉ nhổ cái gì đây? chế diễu vợ chồng Nguyệt Lang đảo chủ tạo em bé à? Hay là chế diễu pháp luật của nước ngoài đây? Cả hai bên đều không có gì đáng để chế diễu cả, không có gì sai hết. Đúng rồi, Nguyệt Lang đảo chủ, người tìm ta có việc gì không? Tống Thư Hàng hỏi, vốn hắn định gọi đối phương là Nguyệt Lang tiền bối nhưng lần này hắn không thể thốt ra hai chữ tiền bối, được. À, là thế này, ta định bảo ngươi gửi tọa độ của ngươi cho ta, ta có chuyện phải tới Đại học Giang Nam một chuyến. Ta vừa tra thử trên mạng nhưng phát hiện ra trên đất hoa hạ có tận ba cái, Đại học Giang Nam thật là đau đầu. Nguyệt Lang đảo chủ nói. Tống Thư Hàng nghe tới đây thì một ý nghĩ lóe lên. Nguyệt Lang tiền bối, người tới Đại học Giang Nam là vì có chuyện phải làm à? Là làm giấy tờ gì đó cho bạch tiền bối đúng không? Không phải là để làm giấy tờ cho bạch tiền bối mà là làm giấy tờ cho bạch hạc chân quân. Nguyệt Lang đảo chủ cười ha ha nói đây không phải là chuyện phải giữ bí mật gì nên ta có thể nói cho ngươi nghe bạch hạc chân quân ư bạch hạc chân quân chạy tới đại học giang nam làm gì chẳng lẽ hắn biết bạch tôn giả đang tạm trú ở đây nên mới lận lội từ xa đến đây cũng muốn ở lại gần đại học giang nam ư với tính cách của bạch hạc chân quân thì chắc chắn hắn có thể làm ra những chuyện như thế này ta hiểu rồi nguyệt lang đạo hiếu người có biết nick chat của ta không ad friend ta đi rồi ta gửi tọa độ vị trí của mình cho Tống Thư Hàng nói, cảm ơn bá đao đạo Hữu người đúng là một vị đạo hiếu tốt hay giúp đỡ người khác, quả nhiên tìm người giúp đỡ là chuẩn bài mà. Nguyệt Lang đảo chủ dùng chất giọng khàn khàn của mình thốt lên đầy vui vẻ. Vì thế, hai người ad friend, chia vẻ vị trí. Tống Thư Hàng phát hiện cả ngày hôm nay hình như mình toàn làm chuyện này. Lúc Tống Thư Hàng trở về chỗ ở, Diệp Tư vẫn chưa quay về. Mãi cho đến buổi trưa, quả của và chúc mơ màng tỉnh dậy hai đứa nhóc này đúng là chơi bời quên hết tất cả mà theo lời của thi trong mấy ngày tống thư hàng hôn mê hai đứa nhóc này ngày nào cũng thức thâu đêm chơi điện tử quan trọng hơn là kỹ thuật chơi game của hai đứa này không giỏi bằng kinh ba đậu đậu thuộc hàng bóp bi đồng đội đồng đội của hai người này phải vất vả rồi thư hàng sư huynh cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi tiểu hòa thượng xoa hai mắt nói ta đói bụng quá trưa nay chúng ta ăn gì thế trưa nay chúng ta ăn gì bé trúc cũng phụ họa theo tống thư hàng nhìn về phía thi đang ngồi xem phim bên cạnh vị thiếu nữ tạm thời phụ trách chuyện bếp núc trong nhà này đang chìm đắm trong phim điện ảnh không thể thoát ra được nữa rồi nhìn cô thế thế này thì hình như là không định đi nấu cơm rồi thôi vậy chúng ta ra ngoài ăn thôi tống thư hàng thở dài một hơi sau khi ăn trưa xong tống thư hàng nằm trên sân thượng nghỉ ngơi hưởng thụ sự an nhàn hiếm có tiểu hòa thượng quả quả ngồi bên cạnh hắn đọc kinh như thường lệ lúc này điện thoại của tống thư hàng reo lên tống thư hàng mở ra xem bên trên hiện lên ký hiệu của tối việt tiền bối này này tối việt tiền bối gọi điện tới pháp bảo đến rồi tống thư hàng bật cười nhận điện thoại lần này nhất định phải hô đạo hiệu của tiền bối thật to mới được nghe nói làm như vậy tối ước tiền bối sẽ rất vui tối nhạc tiền bối có phải phi kiếm đã tới rồi không? Tống Thư Hàng hỏi. Ha 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 ha, Thư Hàng tiểu hữu đoán không sai, phi kiếm đã đến gần chỗ ngươi rồi. Chỉ lệch khoảng 100 mét thôi, ngươi chỉ cần dùng truyền âm nhập mật nhóm, hét to tên của ta lên không chung là được rồi. Đến lúc đó phi kiếm sẽ hạ xuống gần chỗ ngươi. Vậy nhé, tạm biệt. Túy Nguyệt cư sĩ vui vẻ nói. Ngoại trừ Bắc Hà Tán nhân ra, Tống Thư Hàng tiểu hữu là người thứ hai có thể gọi đúng đạo hiệu của hắn tuy rằng có thể tống thư hàng tiểu hữu dựa vào chức năng ghi chú của điện thoại, nhưng dù thế hắn cũng đã vui lắm rồi. Kể ra thì, chức năng ghi chú tuyệt như thế, sao các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một lại không biết dùng nhỉ? Ghi chú đạo hiệu, túy nguyệt, của hắn vào thì chết ai à? Có chuẩn bị thì sẽ không bị tổn thương mà. Khốn kiếp thật. Hiếm khi có được một chức năng tiện lợi như thế, sử dụng nó thật tốt cho ta nhờ đi chứ. Sau khi cúp máy, Tống thư hàng đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên không trung. Quả quả đang ngồi cạnh hắn niệm kinh cũng ngẩng đầu lên. Có chuyện gì à thư hàng sư huynh? Có một phi kiếm truyền thư sắp hạ xuống trong phạm vi 100m quanh sân thượng này. Ố, nhìn thấy rồi. Tống thư hàng nhanh chóng nhìn thấy một thanh kiếm đang bay trên không trung. Sau đó, hắn chỉ cần hô to tên của tối Việt cư sĩ với phi kiếm đó là có thể nhận được phi kiếm rồi. Tuy rằng hắn không nhớ rõ đạo hiệu của cư sĩ gồm những chữ nào nhưng không thành vấn đề, chỉ cần phát âm gần giống nhau thì hiệu quả chắc chắn là như nhau thôi. Lúc nói chuyện điện thoại, tối việt cư sĩ cũng không nghe ra sự khác biệt. Chỉ là một thanh phi kiếm nhỏ nhoi thì làm sao phân biệt được âm thanh chứ? Hơn nữa, tuy rằng chữ khác nhau nhưng âm đọc hoàn toàn giống nhau đấy. Hắn tự hoa hạ đúng là vô cùng tinh thâm. Vì thế, Tống Thư Hàng dùng pháp thuật truyền âm nhập mật của nhóm hô to đao hiệu tối việt cư sĩ. Tối Việt cư sĩ. Phi kiếm trên bầu trời không có bất cứ phản ứng nào. Lạ thật, chẳng lẽ không được à? Tối ước cư sĩ. Tống thư hàng tiếp tục gọi. Phi kiếm trên bầu trời vẫn không có phản ứng. Á à đù, cho dù là hệ thống phân biệt âm thanh tiên tiến nhất cũng không thể phân biệt được những từ đồng âm đâu nhỉ. Túy nhạc cư sĩ. Tống thư hàng tiếp tục thử. Phi kiếm trong không trung vẫn đứng yên. Sau đó, Tống Thư Hàng thử mấy chục âm đọc, rui rê, nhưng không có cái nào hữu dụng. Chẳng lẽ hắn nhớ sai rồi ư? Tống Thư Hàng bắt đầu hoài nghi chính mình. Không đúng, lúc nãy khi hắn gọi túy Việt tiền bối, theo như ghi chú, Minh Nguyệt kỳ thời hữu tiền bối còn rất vui vẻ đáp lời hắn cơ mà. Phát âm của hắn tuyệt đối không sai. Chẳng lẽ tối Việt tiền bối đã trang bị trận pháp phân biệt âm thanh tiên tiến nhất trên phi kiếm, phải đọc chính xác đạo hiệu mới được à? Vớ vẩn, đâu phải là thuật đọc tâm, lấy đâu ra chức năng phân biệt âm thanh vô lý như thế chứ. Tống thư hàng tiền bối, vị tiền bối đó không phải là túy nhật cư sĩ sao? Tiểu hòa thượng lên tiếng. Không thể là túy nhật cư sĩ được, phát âm là, rui rui cơ, không sai được đâu. Tống thư hàng nói. Lúc nói những lời này, hắn vẫn đang sử dụng truyền âm nhập mật. Vào lúc miệng hắn thốt lên, túy nhật cư sĩ thanh phi kiếm trên không trung đó cứ như tìm thấy tổ chức như én bay về rừng phi thẳng tới chỗ tống thư hàng và hạ xuống tống thư hàng vừa rồi hắn đọc là túy nhật cư sĩ đúng không là túy nhật chứ không phải là du dê chẳng lẽ chính bản thân tối việt cư sĩ cũng nhầm lẫn ư không đâu cư sĩ không thể nào nhầm đạo hiệu của mình được đâu trong lúc hắn đang suy nghĩ tối việt tiền bối lại gọi điện tới tống thư hàng nghe điện tối việt cư sĩ ta đây, ha ha, thư hàng tiểu hữu vẫn còn có thể gọi đúng đạo hiệu của ta, thật là tốt quá. Túy Nguyệt cư sĩ vui mừng nói. À ta muốn nói cho người biết một chuyện, phi kiếm này là lần trước Bắc Hà Tán Nhân truyền thư cho ta để lại ở chỗ ta. Ta nghe nói hôm nay người muốn đi xem trận quyết đấu của Bắc Hà Tán Nhân và đồng quái tiên sư, người tiện tay trả thanh phi kiếm này cho bác Hà Tán Nhân hộ ta luôn nhé. Không thành vấn đề, tối việt tiền bối. Tống Thư Hàng đáp cứ thế nhé, tạm biệt. Tối nguyệt cư sĩ cúp máy với vẻ đầy hài lòng. Tống Thư Hàng cất điện thoại đi với nét mặt đầy nét phi diệu. Bây giờ hắn có thể chắc chắn, âm đọc của đạo hiệu tối Việt cư sĩ chắc chắn là Duy Duê chứ không phải là túy Nhật. Nhưng mật mã âm thanh trên phi kiếm đích thực là hai chữ túy Nhật. Cho nên nói tóm lại, túy Việt cư sĩ sắp xong đời rồi. Nếu hắn còn tiếp tục luyện phá công pháp, không chỉ người khác, mà có khi đến bản thân hắn cũng quên luôn đạo hiệu của mình mất. Nghe nói sau khi túy Việt cư sĩ luyện công pháp sở hơi đó tới nhân tiền hiển thánh bát phẩm thì mọi người mới nhớ được đạo hiệu của hắn. Nhưng trước khi lên đến hiển thánh bát phẩm, túy nhạc cư sĩ cũng quên luôn đạo hiệu của mình, thì nói không chừng vào một ngày nào đó trong tương lai, đạo hiệu của cư sĩ sẽ cố định là tối nhật cư sĩ, túy hà cư sĩ, thậm chí là những đạo hiệu kỳ quái hơn cũng nên. Phía bên kia, ở tử cấm thành, Đồng Quái Tiên sư ngụy trang thành một người đi đường bình thường, dạo quanh khắp nơi. Sao tên Bắc Hà kia vẫn còn chưa xuất hiện nhỉ? Nhịn giỏi đấy." Đồng Quái Tiên sư nhẹ giọng nói. Trong lúc nói, hắn nhẹ nhàng ấn vào ba pháp khí trên người mình. Đây là một bộ gồm ba pháp khí, chức năng chủ yếu là tận lực áp chế cảnh giới trên người hắn, để hắn nhìn giống như một linh hoàng ngũ phẩm đỉnh phong vậy. Đúng thế, áp chế cảnh giới đồng quái tiên sư hiện đã là chân quân lục phẩm rồi. Hắn đau khổ chờ đợi chỉ vì ngày hôm nay mà thôi. Lúc quyết đấu với bắc Hà Tán Nhân, hắn phải nắm chắc cơ hội, tốt nhất là vào lúc bác Hà Tán Nhân cảm thấy mình sắp thắng thì tung thực lực lục phẩm của mình ra. Chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt của bác Hà Tán Nhân khi đó thì đồng quái tiên sư đã thấy sướng dơn. chương 893, nhân dân Bắc Kinh, đã chuẩn bị để ăn trung thu sớm chưa? Mặt trời ngả bóng về Tây, du khách trong tử cấm thành thưa dần. Thế nhưng ở nơi người thường không nhìn thấy, các tu sĩ ăn mặc kỳ lạ lặng lẽ tụ lại. Trên bầu trời, vô số kiếm quang và pháp bảo không thể thấy bằng mắt thường đua nhau hạ xuống. Trừ các đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1, còn có rất nhiều tu sĩ lạ mặt nhanh tay hay mắt đến sớm chiếm chỗ, hơn nữa còn lấy ra đủ lại pháp khí và máy quay phim đã qua cải tạo, nhắm thẳng lên đỉnh tử cấm. Diệt phượng công tử hỏi với vẻ tò mò. Ủa? hôm nay đông vui thế, trận chiến giữa Bắc Hà với đồng quái được nhiều người biết đến thế cơ à. Hắn vốn tưởng là cùng lắm chỉ có các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một đến làm nóng bầu không khí thôi, không ngờ lại đông đạo hữu lạ mặt thế. Chàng đẹp trai ấm áp sược sư mỉm cười nói. Theo ta biết thì có một phần tu sĩ bên ngoài là do Bắc Hà Tán Nhân gọi tới đó, gồm có phóng viên của Nhật Báo Tu Sĩ, đệ tử của Trung tâm Tin tức Thiên Cơ và thành viên của Đài Thần Cương Tu Sĩ. Bắc Hà Tán Nhân muốn chơi lớn, hắn muốn phát sóng trực tiếp trận đại chiến trên đỉnh tử cấm đây mà. Giao bá chân quân cười nói. Xem ra Bắc Hà Tán Nhân chắc thắng trận này quá nhỉ. Chính vì có niềm tin tất thắng nên Bắc Hà Tán Nhân mới triệu tập phóng viên của Nhật Báo Tu Sĩ đến đưa tin trực tiếp. Cười xong, Giao bá chân quân lại hơi lo lắng. Tuần trước hắn có gặp đồng quái tiên sư một lần, lúc ấy hắn đã thấy trên người đồng quái tiên sư có gì đó không đúng lắm rồi, nhưng lại không nói rõ được là không đúng ở đâu bác hà tán nhân có thể chiến thắng được đồng quái tiên sư thần bí kia thật sao bác hà đạo hữu đâu rồi nhỉ Giang tử yên nắm tay dược sư rồi hỏi với vẻ tò mò nói mới nhớ mấy hôm nay không thấy hắn đâu rồi thậm chí hắn còn không online mấy ngày rồi cơ ta lên nhóm tán phét phát hiện ra người đầu tiên trả lời mình không phải là bác hà tán nhân thì cứ thấy không quen làm sao ấy diệt phượng công tử trả lời Ta nghĩ chắc là bác Hà Đạo Hiếu muốn duy trì trạng thái bí ẩn, không cho đồng quái tiên sư có cơ hội biết người biết ta đó mà. Có lẽ trước khi quyết đấu thì bắc Hà Tán Nhân cũng không xuất hiện đâu. Lưu Huỳnh tiên tử mặc váy đỏ nói. Thế đồng quái tiền bối cũng đâu rồi? Tam Nhật Sư Huynh Hiếu kỳ nhìn quanh, nhân vật chính còn lại của buổi quyết đấu là đồng quái tiên sư cũng chưa ra mặt. Ngoài ra còn có nhóm của thư hàng tiểu hữu vẫn chưa đến. Nói không chừng đồng quái tiên sư đã ở đây rồi ấy, nhưng nếu chính hắn không chịu trường mặt ra thì chẳng ai có thể nhận ra hắn cả. Giao bá chân quân nhún vai. Thuật dịch dung của đồng quái tiên sư quả là khủng bố, dù là tôn giả thất phẩm cũng không thể nào nhìn thấu được. Thậm chí ngay cả huyền thánh bát phẩm cũng chưa chắc đã nhìn thấu nổi thuật dịch dung của hắn. Bóng đêm buông xuống. Các tu sĩ quanh tử cấm thành trò chuyện rôm giả. Bao giờ bắt đầu quyết đấu? Diệt phượng công tử lấy một gói hạt dưa trong túi ra chia cho các đạo hữu xung quanh. Sược sư đáp, ta cũng không biết, thôi cứ chờ ở đây là được. Tiếc là hôm nay không phải đêm trăng tròn, nếu hai đại cao thủ quyết đấu vào đêm trăng tròn thì không khí còn tốt hơn nhiều. Phá dương kích quách đại nói dứt lời rồi lấy điện thoại ra gửi hai tin nhắn. Nhóm cửu châu số 1 Phá dương kích quách đại, đầu chó đáng yêu. Phá dương kích quách đại, xoa so đầu chó của lầu trên hôm nay mọi người đều dồn hết lực chú ý lên đỉnh tử cấm, chẳng ai cướp đầu chó với hắn cả. Phá dương kích quách đại sung sướng cất điện thoại đi. Thế nhưng không hiểu sao khi không có ai cướp đầu chó với mình thì hắn lại cảm thấy thiêu thiếu. Lòng người chính là khó đoán như vậy đó. Hơn 10 phút sau, diệt phượng công tử ngẩng phát đầu lên. Có người đến. Một đạo kiếm quang phóng vụt đến từ phía xa xa. Kiếm quang này có tốc độ cực nhanh, cả đời này diệt phượng công tử chưa bao giờ thấy kiếm quang nào nhanh như thế. Phần đuôi kiếm quang hiện lên bóng đuôi rồng lờ mờ. Là bạch đạo hữu đó, cuối cùng hắn cũng đến rồi. Giao bá chân quân híp mắt nhìn rồi đáp. Diệt phượng công tử, sao ta lại thấy kiếm quang của bạch tiền bối nhanh hơn một chút nhỉ? Giao bá chân quân gật đầu nói. Đúng là nhanh hơn một ít thật, cứ nhìn thư hàng tiểu hữu xanh cả mặt ngồi trên đó là biết. Lần trước Bạch Đạo Hữu đưa Tống thư hàng phi hành với tốc độ cao nhất mà hắn chỉ trắng bệch mặt ra thôi, lần này xanh mét thế kia thì rõ ràng là tốc độ của Bạch Đạo Hữu lại tăng lên nhiều rồi. Ta hoài nghi tốc độ kiếm quang của Bạch Đạo Hữu đã chẳng còn kém huyền thánh bát phẩm là bao nữa. Diệt Phượng công tử âm thầm gật đầu, từ sau chỉ cần nhìn sắc mặt của thư hàng tiểu hữu là có thể đo lường được tốc độ của phi kiếm rồi. Tỷ như cấp độ làm sắc mặt thư hàng tiểu hữu tái nhợt, cấp độ làm sắc mặt thư hàng tiểu hữu trắng bệch cấp độ làm sắc mặt thư hàng tiểu hữu xanh mét. Cuối cùng thư hàng tiểu hữu cũng tới rồi. Tam Nhật Sư Huynh nhìn thấy tống thư hàng, quả quả, thì và chúc thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, phi kiếm của bạch tôn giả dừng lại trên đỉnh đầu mọi người. Ờ, đồng quái với bắc hà tán nhân còn chưa hiện thân à. Sớm biết thế thì bọn ta đã chẳng cần chạy vội như vậy rồi. Bạch tôn giả cười nói. Sau lưng hắn, tống thư hàng và ba đứa nhóc đã mềm nhũn cả chân. Bây giờ thì Tống Thư Hàng vô cùng hồi hận, lẽ ra hắn không nên giao pháp khí long vĩ độn ảnh cho Bạch Tôn Giả sớm như thế mới đúng. Bạch Tôn Giả xoa cầm suy tư một lát, rồi đột nhiên mắt hắn sáng ngời lên. Nếu Đồng Quái và Bắc Hà đều chưa đến thì ta tặng lễ gặp mặt cho họ cái đã vậy. Vừa nói, Bạch Tôn Giả vừa ngự kiếm phóng vụt lê trời. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, ngài thả bọn ta xuống trước đã được không? Không cần, ta chỉ thi pháp trên không một tí thôi. Bạch tôn giả cười ha hả mà đáp. Sau khi bay lên đến tầm một ngàn mét, bạch tôn giả kết pháp ấn, hơi nước trong hư không ngưng tụ lại thành một vòng tinh thể băng lơ lửng giữa trời. Bạch tiền bối, ngài định làm gì vậy? Tống thư hàng tò mò. Ta muốn dùng pháp thuật chế tạo một mặt trăng khổng lồ. Bạch tôn giả giải thích. Rất lâu trước kia ở phương Tây có một nhánh lang yêu, chúng có năng lực biến thân đặc biệt vào mỗi ngày trăng tròn, sau khi biến thân thì thực lực tăng lên gấp bội thế nhưng không phải hôm nào cũng có trăng tròn cho nên để phát huy thiên phú biến thân của mình nhánh làng yêu đó đã nghiên cứu ra pháp thuật tạo nên mặt trăng nhân tạo ta từng tiếp xúc với pháp thuật đó rồi mang về cải tạo đi một chút có thể tạo ra mặt trăng tròn to hơn nữa sao lại phải dùng pháp thuật để tạo ra trăng tròn ạ à? nhóc sư con quả quả hỏi bé thi chớp mắt Bạch tiền bối cho rằng nếu có trăng tròn thì trận chiến trên đỉnh tử cấm sẽ hoành tráng hơn đúng không? Chính là thế đó. Bạch tôn giả cười nói. Tống thư hàng. Bạch tiền bối, sau khi ngài thi triển pháp thuật này thì tất cả mọi người ở thủ đô sẽ nhìn thấy à? Đương nhiên rồi. Bạch tiền bối đáp. Cho nên mọi người ở thủ đô thật có phúc. Các bạn sẽ được nhìn thấy trăng tròn vào mùng 1 tháng 9 dương lịch, ăn Tết Trung Thu sớm cả nửa tháng trời. Thế nhưng sau khi pháp thuật này được thi triển thì nhân dân Bắc Kinh sẽ được thấy hai lần trăng tròn trong một tháng luôn sao? Sau khi Bạch Tôn giả thi triển pháp thuật xong, một mặt trăng tròn khổng lồ xuất hiện trên không trung tử cấm thành. Mặt trăng ấy vừa tròn vừa lớn. Không hổ là Bạch tiền bối, ra tay hào phóng thật, tung mặt trăng lên trời luôn kìa. Phá dương kích quách đại cảm thán. Diệt phượng công tử nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu rồi nuốt nước miếng đánh ực một tiếng. Thế nhưng, quách đại đạo hữu à, người không thấy mặt trăng kia quá lớn sao? Mặt trăng to quá làm cho ta thấy như nó cách chúng ta rất gần, lúc nào cũng có thể rớt xuống đầu chúng ta được ấy. Giao bá chân quân gật đầu đồng ý. Đúng là, hơi to thật. Diệt phượng đạo hữu nói thế làm ta cũng hơi sợ sợ, cứ thấy như nó sắp rụng xuống đến nơi rồi vậy. Lưu Huỳnh Tiên Tử nói. Dường như bạch tôn giả ở trên trời cao nghe thấy những lời bàn tán của các đạo hữu bên dưới, hắn vươn tay vỗ một cái vào mặt trăng tròn kia. Trăng tròn bị bạch tiền bối đẩy bay xa tít lên trời, cuối cùng lơ lửng ở một vị trí thích hợp. Bạch tôn giả gật đầu hài lòng rồi đưa tống thư hàng và ba đứa nhóc hạ xuống. Trăng sáng như nước, tuy ánh trăng này chỉ là nhân tạo mà thôi. Khi ánh trăng dọi xuống, người ta mới thấy có một thân ảnh xuất hiện trên đỉnh tử cấm tự khi nào. Thân ảnh ấy mặc nho sam trắng tinh, lưng đeo trường kiếm, đứng ở đầu trái của mái đại điện tay trái hắn đặt trên trường kiếm bên hông, tay phải cầm một quyển sách, tác phong nhẹ nhàng, miệng hé nụ cười. Hắn chỉ đứng đó thôi mà đã ngời người khí chất thư sinh học thức. Hằng hỏa đạo hiếu, người bay lên mái điện làm gì kia? Không lẽ tự nhiên nảy ra ý thơ, leo lên đấy làm một bài à? Có đạo hữu quen biết hằng hỏa chân quân cười hỏi. Không sai, nhìn từ bề ngoài thì người đàn ông mặc nho sam trắng, lưng đeo trường kiếm này chính là hằng hỏa chân quân của Thư viện Bạch Vân không đúng, hàng hỏa đạo hữu bảo hắn nhiều việc quá, không có thời gian rảnh cơ mà. Hắn đến từ cấm thành lúc nào vậy? Giao bá chân quân chớp mắt. Sau đó hắn lập tức nghĩ tới một khả năng. Đồng quái ngu ngốc, người đóng giả hàng hỏa đạo hữu làm gì? Người muốn chết à, có tin là cả nho ra sẽ tìm người tính sổ không hả? Giao bá chân quân dở khóc dở cười. Bây giờ hàng hỏa chân quân là chúa tể thế giới kim liên của nho ra, là trụ cột đương nhiệm của nho ra đấy đồng quái tiên sư dám giả dạng hắn để quyết đấu với bác hà tán nhân thì dù hắn thắng hay thua đệ tử nho ra cũng không bỏ qua cho hắn đâu có lý đồng quái tiên sư nói sau đó trước mắt bao người hắn lấy một mảnh vải trắng ra phủ lên người mình đừng bảo là đồng quái tiền bối muốn hóa trang ngay ở đây nhé tống thư hàng lên tiếng lúc này hắn đang ngồi giữa các thành viên của nhóm cửu châu số một ba đứa nhóc thì được tam nhật sư huynh đưa về hắn lại muốn đóng giả ai đây? Diệt Phượng Công Tử hỏi. Giang Tử Yên chớp mắt. Nếu là ta thì ta sẽ chọn biến thành một người có thể gây áp lực tâm lý cho Bắc Hà Tán Nhân. Như vậy khi bắt đầu quyết đấu có thể chiếm thượng phong rồi. Cô vừa nói xong, mọi người đều quay sang nhìn Bạch Tôn Giả. chương 894, trăng trong như nước, quyết chiến đỉnh tử cấm. Trong thời gian ngắn, các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 tạm thời chưa nhớ ra được ai có thể gây áp lực tâm lý cho Bắc Hà tán nhân. Ở nhóm Cửu Châu số 1, Bắc Hà tán nhân không có thiên địch. Là thánh đấu sĩ luôn luôn online trong nhóm, quan hệ của Bắc Hà tán nhân với mọi người rất tốt. Trừ đồng quái tiên sư ra thì hắn có thể nói chuyện thân thiết vui vẻ với tất cả mọi người. Bắc Hà tán nhân cũng không có đạo lữ, tuy trước kia người ta đồn là hắn thích một nữ tu, thế nhưng lại chẳng ai biết nữ tu ấy tròn méo thế nào. Lai lịch ra sao? Vừa không có thiên địch, vừa không có đạo lữ để yêu thương, thế thì người có thể tạo áp lực cho Bắc Hà tán nhân chỉ còn một vài lão tiền bối trong giới tu chân, hoặc là bạch tôn giả số mệnh lật rời, mị lực khó đỡ mà thôi. Ừm, tốt nhất là bạch tiền bối trước kia, khi còn là bạch chân quân chưa khống chế được mị lực của bản thân ấy. Đối với các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, bạch tiền bối khi còn là bạch chân quân tuyệt đối là một đối tượng quyết đấu tạo áp lực cực lớn sao đều nhìn ta thế bạch tôn giả hỏi với vẻ nghi hoặc không sao không có gì đâu ạ à. các đạo hữu cười he he rồi quay đầu nhìn đồng quái tiên sư đang chùm vải trắng trên đỉnh tử cấm đừng bảo là cha thầy bói dởm này định hóa trang thành bạch tôn giả thật nhé nếu hóa trang thành bạch tôn giả thì đúng là có thể tạo ra áp lực tâm lý nặng nề cho bắc hà tán nhân thật đó thế nhưng làm thế thì có khi trận quyết đấu còn chưa bắt đầu tay thầy bói dởm kia đã bị bạch tôn giả tặng một phát phi kiếm ném bay ra khỏi giải ngân hà rồi. Thực ra, chưa chắc thầy bói dởm đã chọn hóa trang thành bạch đạo hữu đâu. Trừ bạch đạo hữu ra thì thư hàng tiểu hữu cũng là một lựa chọn không tồi. Lúc này, giao bá chân quân lại mỉm cười nói. Tống thư hàng là vãn bối sinh xẻo nhất trong nhóm cửu châu số một. Đối mặt với hậu bối như tống thư hàng. Có khi Bắc Hà Tán Nhân sẽ giảm cường độ trong đòn đánh của mình theo bản năng giữa lúc đang quyết đấu ấy chứ. Tống Thư Hàng nghe thế thì giật giật khóe miệng, hắn đang nhớ tới cảnh tượng đồng quái tiên sư hóa trang thành mình đi bói bậy cho người ta ở đầu đường thủ đô, bị người ta đuổi chạy tụt quần đây. Đúng lúc này thì Diệt Phượng Công Tử sáng ngời hai mắt. Động đậy kia, vải trắng động đậy rồi kìa, thầy bói giởm hóa trang xong rồi. Xoạt, vải trắng lật lên, một bóng dáng tóc ngắn nhỏ xinh xuất hiện. Đồng quái tiên sư vẫn còn lý trí, hắn không chọn hóa trang thành bạch tôn giả vì đó là hành động lao đầu vào chỗ chết. Đồng quái tiên sư tự nhận giữa mình và cuồng đao tam lãng vẫn còn chút tranh lệch, hắn không thần kinh đến mức ấy. Hắn cũng không chọn hóa trang thành tống thư hàng, bởi vì tiên sư cảm thấy bát tự của mình với thư hàng tiểu hữu không hợp nhau. Mấy lần hắn hóa trang thành thư hàng tiểu hữu chẳng gặp may gì cả, đã thế lại còn hứng chọn ám hại thay thư hàng tiểu hữu y như lá chắn nữa chứ. Cuối cùng, đồng quái tiên sư quyết định hóa trang thành tô thị A thập lục, vóc dáng tầm 1 mét 50 tóc ngắn gọn gàng, không cần trang điểm đã cực kỳ xinh xắn. Sau đó đồng quái tiên sư học theo Tô Thị A thập lục, hơi nhíu mày làm vẻ mặt chán ghét. Khi Tô Thị A thập lục tỏ vẻ ghét bỏ thì cực kỳ dễ thương. Xuân một cách rất chi là dễ thương. Khi vẻ mặt này xuất hiện thì ai nấy đều thấy như Tô Thị A thập lục đang hiện hữu trước mặt mình. Tống Thư Hàng ở bên dưới trợn tròn mắt lên mà nhìn. Hắn phát hiện ra một sự thật đáng sợ nếu đồng quái tiên sư không hóa trang thành Tô Thị A thập lục trước mặt hắn, mà hóa trang thành cô trước rồi mới đến bên cạnh hắn, thì 90% là hắn sẽ nghĩ đồng quái tiên sư chính là Tô Thị A thập lục. Khụ khụ hừ. Đồng quái tiên sư ho khan hai tiếng, hắn đang điều chỉnh giọng nói. Sau đó, Tô Thị A thập lục giả hừ nhẹ một tiếng. Hừ, đồ ngu ngốc thích xen vào việc của người khác. Giống y như đúc, tống thư hàng quỳ sấp mặt luôn. Khi Tô Thị A thập lục bản đồng quái tiên sư nhíu mày thì Tống thư hàng còn có 10% xác suất xác định thật giả dựa vào một số chi tiết khác. Thế nhưng khi Tô Thị A thập lục bản đồng quái tiên sư lên tiếng, thì Tống thư hàng dám khẳng định chín 99 là mình sẽ nhận lầm người. Tống thư hàng nói: "Tà thuật, thuật dịch sung của đồng quái tiền bối đúng là thiên hạ đệ nhất tà thuật." "Ta cũng thấy thế." Giao bá chân quân nói. "Miêu ta tán thành." diệt phượng công tử nói theo chàng trai ấm áp dược sư lấy máy quay ra nhắm ngay vào đồng quái tiên sư trên đỉnh tử cấm rồi bấm lách tách liên hồi quay phim chụp ảnh xong dược sư cười ha hả rồi đưa máy cho giang tử yên tử yên lấy phim gốc trong máy ra rồi gửi một bản cho tô thị a thất đạo hiếu bảo tô thị a thất không cần cảm ơn chúng ta chúng ta là lôi phong ngoài đời thật diệt phượng công tử gạch nối sau khi chuyển sang tạo hình chàng trai ấm áp này hình như dược sư thay đổi một chút thì phải hắn hắc hóa rồi thế nhưng sao đồng quái tiên sư lại biến thành tô thị a thập lục nhỉ bác hà tán nhân có áp lực tâm lý với tô thị a thập lục à giao bá chân quân hỏi dược sư gật đầu có thật đấy lúc trước ta không nghĩ tới lựa chọn tô thị a thập lục mà thôi mọi người đều biết bác hà tán nhân và tô thị a thất có giao tình sinh tử hơn nữa bác hà cơ hồ đã nhìn tô thị a thập lục lớn lên cho nên lần trước A thập lục độ kiếp thất bại, Bắc Hà Tán Nhân mới nóng ruột như thế. Giang Tử Yên bổ sung. Nói cách khác, từ góc độ nào đó mà nói thì Bắc Hà Tán Nhân coi Tô Thị A thập lục như con gái mình à. Sược sư. Khụ, không đến mức coi như con gái, nhưng dù sao cũng là hậu bối thân thiết như người nhà. Có lẽ Bắc Hà Tán Nhân thật sự không thể ra tay nặng với đồng quái tiên sư trong bề ngoài Tô Thị A thập lục được. Diệt phượng công tử thầy bói dởm âm hiểm thật, ta tưởng hắn chỉ tính quẻ láo thôi, không ngờ nội tâm cũng xấu xa thế. Lời của công tử được rất nhiều đạo hữu trong nhóm cửu châu số một tán đồng. Trong đám người của nhóm cửu châu số một có một đạo hữu trẻ tuổi đang đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể chạy luôn về cho sớm. Hắn chính là đệ tử của đồng quái tiên sư, thiết quái toán tiên. Bây giờ hắn đang nghĩ không biết có nên đổi một ông sư phụ khác cho an toàn không đây lúc này tô thị a thập lục bản đồng quái đã hoàn toàn thích ứng với cả vẻ mặt giọng nói và giọng điệu của bản gốc sau đó tô thị a thập lục giả quay đầu lại nhìn về phía tống thư hàng trước mắt bao người tô thị a thập lục giả trước mắt rồi nói với tống thư hàng bằng vẻ e thẹn thư hàng cổ vũ cho ta nhé ta sẽ mang chiến thắng trở về tống thư hàng gạch nối hắn dùng mình một cái thấy lạnh ngắt từ đỉnh đầu xuống tận cúp hoa thầy bói dởm dịch dung đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi. Hắn không sợ Tô Thị A thất đuổi theo giết hắn à? Diệt Phượng công tử cười nói. Sược sư đáp, thực ra Tô Thị A thất sắp trùng kích cảnh giới chân quân lục phẩm rồi. Sau khi Tô Thị A thập lục độ kiếp thành công thì chắc là Tô Thị A thất cũng bế quan thăng cấp. Nói không chừng đồng quái tiên sư đã biết việc Tô Thị A thất không thể chạy tới trong thời gian ngắn, nên mới dám làm việc nguy hiểm như thế đấy. Giang Tử Yên, Dược Sư, ta gửi video đồng quái tiên sư hóa trang thành Tô Thị A thập lục cho Tô Thị A thất rồi. Ngoài ra ta còn chia sẻ video lên nhóm cửu châu số 1, để cho các đạo hữu không đến được đây cũng được xem trực tiếp nữa. Ừ, hay là mình quay hết toàn bộ trận chiến rồi gửi lên nhóm cửu châu số 1 đi. Sược sư nói, Giang Tử Yên, nghe ngươi hết. Trong nhóm cửu châu số 1, Hoàng Sơn mệt tim muốn về hưu, ai? Chân Quân thấy mình không đi tử cấm thành xem trực tiếp là một lựa chọn chính xác mà, nhức gan quá. Hằng hỏa mệt tim muốn về hưu, ai? Sao hắn nằm cũng trúng đạn thế? Vì sao đồng quái đạo hữu lại dịch dung thành hắn để lên sàn cơ chứ? Chẳng lẽ đẹp trai cũng là một cái tội à? Tô thị A thất, A còng bắc hà tán nhân, xin hãy giúp ta nện cho tên thầy bói dởm kia một trận tan xác. Đừng thương hại nương tay vì hắn hóa trang thành tiểu thập lục, dù hắn đầu hàng cũng không được tha cho hắn đồng quái tiên sư há 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 a thất xem trực tiếp đi đến lúc đó kẻ bị treo lên đánh tuyệt đối sẽ là bắc hà một bắc hà còn con đâu phải là đối thủ của ta cơ chứ tô thì a thất cược đi cược đi có ai cầm cái không không ai cầm cái thì ta làm cược bắc hà treo đồng quái lên đánh một đền hai cược ngược lại một đền 10. linh thạch ngũ phẩm thông dụng thôi hoàng sơn mệt tim muốn về hưu a thất hà tụ tập đánh bạc là hành vi không tốt tô thì a thất Hoàng Sơn mệt tim muốn về hưu, thế nhưng ta cược Bắc Hà treo đồng quái lên đánh, một vạn linh thạch ngũ phẩm. Tức thì, nhóm cửu châu số một náo nhiệt hẳn lên. Đồng quái tiên sư chật chật, ta cược chính mình hai mươi vạn linh thạch ngũ phẩm. Đến lúc đó, các người cứ nhìn ta treo Bắc Hà lên đánh mà khóc đi. Trăng trong như nước, dưới ánh trăng, một thân ảnh lạng yên xuất hiện trên đỉnh tử cấm. Đó là Bắc Hà tán nhân hắn không ngự kiếm đến từ bầu trời mà cũng xuất hiện lặng lẽ y nhu đồng quái tiên sư vậy. Bắc Hà tán nhân mặc đạo bào màu lam mộc mạc, hắn là tán tu nên pháp y trên người cũng tùy ý theo mình. Khác với đồng quái tiên sư, Bắc Hà tán nhân không mang vũ khí lên đài, hắn đứng ở đó, hai tay trống không. Bắc Hà mắt đối mắt với đồng quái. Chỉ là một ánh nhìn, đã có kiếm khí sắc bén tỏa ra giữa hai người. Bắc Hà tán nhân. Chào thầy bói dởm, lâu ngày không gặp, người khỏe chứ? Tô Thị A thập lục giả mỉm cười rồi nói bằng giọng trong veo. Nói nhảm ít thôi, ta đợi ngày này đã mấy tháng rồi. Chúng ta dốc hết sức ra mà đấu một trận đi. Bác Hà Tán Nhân hừ lạnh một tiếng. Ta cũng sẽ không nương tay trong trận chiến này đâu, đương nhiên sẽ dốc sức đấu một trận ra trò. Tô Thị A thập lục giả nói. Ta cũng nghĩ vậy, phải đánh một trận cho sảng khoái. Bác Hà Tán Nhân cả giận nói tiên sư ngươi, thế thì đổi vẻ ngoài khác đi. Ha ha ha, Tô Thị A thập lục giả nói. Thuật dịch dung chính là thủ đoạn tấn công tâm lý của ta. Trận chiến hôm nay là đấu về mọi mặt, nếu ngươi thấy bộ dạng này của ta không ổn thì ngươi đã thua một nước rồi. chương 895, từ hôm nay trở đi, hãy gọi ta là đồng quái chân quân. Bắc Hà Tán Nhân cười lạnh nói. Tên thầy bói rẩm kia, ngươi tưởng ngươi biến thành hình dáng của tiểu thập lục thì ta sẽ nương tay với ngươi sao ngươi ngây thơ quá rồi đấy cho dù ngươi có dịch dung thành tiểu thập lục thì trong mắt ta ngươi cũng chỉ là một kẻ giả mạo một tên thầy bói dởm mà thôi ta tuyệt đối không nương tay với ngươi đâu ta nào có nghĩ nhiều như vậy tô thị a thập lục phiên bản đồng quái tiên sư cười nói chỉ cần có thể ảnh hưởng đến ngươi đối với ta thế là đủ rồi mà này đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa được không dốc hết thực lực của ngươi ra đi, nếu không, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội biểu diễn sức mạnh. Những lời này ta trả y nguyên lại cho ngươi đấy. Bác Hà Tán Nhân giơ hai tay sang ngang, từng kiếm hoàn lần lượt từ trong cơ thể hắn bay ra. Mỗi một kiếm hoàn đều là do kiếm ti được linh lực của Bác Hà Tán Nhân dày công gọt rũa chế thành, thân kiếm thành ti, vô cùng sắc bén, chuyên phá các loại phòng ngự. Lúc chiến đấu, tu sĩ sử dụng kiếm hoàn có điểm khác với tu sĩ sử dụng phi kiếm bình thường, đó là bọn họ còn phải phân mấy phần tâm thần để thao túng kiếm thi. Thường thì tu sĩ sử dụng kiếm hoàn nhiều nhất chỉ sử dụng 2-3 kiếm hoàn cùng một lúc, nhiều hơn nữa sẽ khó khống chế cho tốt. Mà lúc này, từ trên người Bắc Hà Tán Nhân liên tục có kiếm hoàn bay ra, cuối cùng tổng cộng có 12 kiếm hoàn lượn lờ quanh thân hắn. Đồng quái tiên sư thấy một màn này thì kinh ngạc nói. Không ngờ người thật sự luyện thành bộ kiếm hoàn này rồi. Tinh hà thập nhị kiếm, pháp bảo bản mệnh của Bác Hà Tán Nhân. Món pháp bảo này do 12 kiếm hoàn tạo thành, chất liệu của mỗi kiếm hoàn đều khác nhau. Bắc Hà Tán Nhân bắt đầu tế luyện nó từ khi còn ở cảnh giới tứ phẩm, đến khi hắn đạt cảnh giới ngũ phẩm cũng chỉ mới luyện chế ra hai kiếm hoàn. Vậy mà bây giờ Bác Hà Tán Nhân đã luyện thành nguyên bộ luôn rồi. Bộ bản mệnh pháp bảo này, nếu chỉ có một kiếm hoàn đơn độc thì uy lực còn thua cả một thanh pháp bảo phi kiếm bình thường nhưng một khi có thể kiên trì luyện thành toàn bộ 12 kiếm hoàn, thời điểm sử dụng 12 kiếm hoàn cùng lúc, uy lực tuyệt không chỉ đơn giản như một cộng một. Tinh hà thập nhị kiếm vừa ra, lại phối hợp với kiếm thuật tương ứng, chiến lực của ngươi lập tức có thể tăng lên hơn 10 lần ấy nhỉ. Xem ra danh hiệu chiến lực mạnh nhất trong linh hoàng ngũ phẩm của Tô Thị A thất chắc phải nhường cho lão Bắc Hà ngươi rồi. Đồng quái tiên sư khẽ mỉm cười. Nhưng mà, đây chính là lá bài tẩy tất thắng của ngươi đấy sao? Bắc Hà Tán Nhân không trả lời. Hắn giơ tay chỉ một cái, 10 trong 12 kiếm hoàn lập tức lao vút tới tấn công đồng quái tiên sư. Mỗi một kiếm hoàn kéo dài ra, hóa thành một đạo kiếm ti, trên đó còn kèm theo kiếm khí sắc bén. Bởi vì chất liệu của mỗi kiếm hoàn khác nhau nên thuộc tính kiếm khí trên mỗi cái cũng khác nhau. Có hàn băng, có nóng rực, có sắc bén thuần túy, có mang theo tác dụng mê hoặc, có sấm sét đan sen. 10 kiếm hoàn, mỗi cái một vẻ không cho hai kiếm lên cùng một lượt, lúc này, ngươi còn muốn dò xét ta sao? Tô thị A thập lục do đồng quái tiên sư biến thành cười hì hì, chân đạp nhẹ xuống đất một cái. Sau đó một loạt quẻ trúc dùng để xem bói đột nhiên hiện ra, hóa thành thật nhiều cột sáng ngăn trước mặt 10 kiếm hoàn. Kiếm hoàn của Bắc Hà Tán Nhân cũng không né tránh, kiếm khí tung hoành, chém thẳng về phía đám cột sáng kia. Âm âm âm, kiếm khí sắc bén quét ngang một đường, chém tất cả cột sáng cùng với quẻ trúc bên trong thanh hai đoạn. Loại phòng ngự cỡ này quá yếu. Bác Hà Tán Nhân thờ ơ nói. Không phải dò xét, đối phó với tên thầy bói dởm nhà ngươi thì chỉ 10 kiếm hoàn là đủ rồi. Sau đó hắn khống chế 10 kiếm hoàn ngưng tụ thành một sợi, dùng hình xoắn ốc đánh về phía đồng quái. Âm. Uhm, lúc 10 kiếm hoàn hình xoắn ốc xông tới trước mặt đồng quái thì bị một tầng mai rùa chặn lại đây là mai rùa mà đồng quái tiên sư dùng để xem bói lửa người vật này là một món pháp bảo phòng ngự cực mạnh mười kiếm hoàn như mũi khoan không ngừng khoan đục trên mai rùa nhưng vẫn không cách nào phá vỡ tầng phòng ngự mai rùa mới đó mà đã cho mai rùa ra trận rồi à bắc hà tán nhân nói mai rùa này từng là phòng ngự mạnh nhất của đồng quái tiên sư không biết bây giờ rốt cuộc lực phòng ngự của mai rùa này mạnh đến mức nào đây ha ha có bản lãnh thì phá vỡ phòng ngự của nó đi. Đồng quái tiên sư ở phía sau mai rùa cười nói, đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một cái đĩa bát quái, trong miệng thầm niệm chú văn. Theo hắn niệm chú văn, linh lực nhanh chóng ngừng tụ trên đĩa bát quái. Mở hỗ thuẫn chống đỡ, lại dùng pháp thuật mạnh mẽ đánh ngã từng kẻ địch. Đây là phương thức chiến đấu mà đồng quái tiên sư rất thích sử dụng, hắn rất giỏi chiêu này. Vậy ta phá nó cho ngươi xem. Bắc Hà Tán Nhân khẽ quát một tiếng, 10 kiếm hoàn phân tán ra chuyển động trong hư không, hình thành một tổ hợp kiếm trận. 10 kiếm hoàn bộc phát ra uy lực gấp 6 lần, hóa ra 10 thanh kiếm quang to lớn cao chừng 7 thước, bắn về phía đồng quái tiên sư. Âm 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 âm, đồng quái tiên sư bị ánh sáng cùng với kiếm khí của cự kiếm bao phủ. Sau khi 10 kiếm quang 7 thước bắn xuống, kiếm hoàn trong hư không lại biến ra thêm 10 kiếm quang cao 7 thước nữa tiếp tục bắn xuống phía dưới, Trông như một trận mưa kiếm liên miên không dứt. Một số tu sĩ ở xung quanh xem chiến không khỏi cảm thán. Vừa rồi uy lực mà 10 kiếm quang của Bắc Hà tán nhân bộc phát ra đã vượt qua cấp bậc Linh Hoàng ngũ phẩm rồi nhỉ? Không biết còn cách uy lực của Lục phẩm bao nhiêu?" Một vị Linh Hoàng ngũ phẩm hỏi. Một vị tu sĩ cấp bậc Chân Quân ở bên cạnh hắn đáp. "Nếu chỉ xét về uy lực và tốc độ thi triển thì đã rất gần với uy lực công kích của Chân Quân Lục phẩm rồi." trong những cuộc chiến cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm bình thường, loại kiếm thuật cỡ này hoàn toàn có thể trở thành công kích quyết định thắng bại. Nhưng cuộc chiến giữa đồng quái tiên sư và Bắc Hà Tán Nhân trên đỉnh tử cấm chỉ vừa mới bắt đầu, rõ ràng hai bên vẫn chưa dốc toàn lực. Có lẽ chỉ đang trong giai đoạn làm nóng người mà thôi. Hai người này thật sự chỉ là linh hoàng ngũ phẩm sao. Tống Thư Hàng mở to mắt nhìn chăm chăm cảnh tượng nổ tung đầy kích thích trên đỉnh tử cấm, sau đó hắn bỗng dưng cảm thấy lo lắng có khi nào đại chiến giữa Bắc Hà Tiền Bối và đồng quái tiên sư sẽ hủy luôn đỉnh tử cấm không nhỉ? Dù gì tử cấm thành cũng là di sản văn hóa của Hoa Hạ, nếu như bị phá hủy thì tiếc lắm. Diệt Phượng Công Tử, Thư Hàng Tiểu Hiếu, phương diện mà người chú ý đúng là rất phù hợp với tính cách của người đấy. Yên tâm đi, các kiến trúc gần tử cấm thành đều đã được bố trí kết giới bảo vệ hết rồi, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện đâu. Kết giới có chắc chắn không đấy? Tống Thư Hàng hỏi. Nhìn bác hà tán nhân và đồng quái tiên sư đánh nhau cỡ này, hắn nghĩ ngay cả kết giới cấp bậc chân quân lục phẩm cũng không chống đỡ nổi đâu. Diệt phượng công tử nói, yên tâm đi, kết giới lần này là do chính tay thất vô tôn giả tiền bối bố trí, trừ khi lực tàn phá của đồng quái và bác hà vượt qua cấp bậc tôn giả, bằng không tầng kết giới này sẽ không có vấn đề gì đâu. Mà này, bác hà tán nhân vẫn còn đang oanh tạc, không biết đồng quái có chống đỡ nổi không nhỉ? công kích cơ này vẫn chưa thể phá vỡ phòng ngự của đồng quái đâu. Lúc này, lệ chi tiên tử lên tiếng đáp. Cô đã là chân quân lục phẩm nên có thể nhìn ra được, mặc dù trông đồng quái tiên sư khá là chật vật, nhưng tầng phòng ngự mai rùa của hắn vẫn rất chắc chắn. Hơn nữa, lần trước lúc quay đồng quái tiên sư mòng mòng thì lệ chi tiên tử đã có suy đoán, nói không chừng tên đồng quái này giấu giếm thực lực đấy. Âm âm âm, kiếm quang rơi xuống như mưa, tổng cộng bắn hết 16 đợt mới ngừng lại. Trong hư không, bảy kiếm hoàn lại hiện lên tổ hợp thành một kiếm trận mới, hình như đang tích góp sức mạnh. Sau khi cuộc oanh tạc kiếm quang dừng lại, thân ảnh của đồng quái tiên sư cũng hiện ra. Lúc này, tầng phòng ngữ mai rùa trên người hắn đã thu nhỏ lại chỉ còn cỡ 15 tấc, suýt chút nữa thì bị nổ tung. Đồng quái tiên sư, thật đáng sợ, ngươi chẳng khác gì một chiếc máy bay oanh tạc cả. Mai rùa của ngươi cũng rắn chắc đấy. Bắc Hà Tán Nhân nghiến răng nói. Dù sao cũng là công cụ kiếm cơm mà, phải bền chắc chút chứ. Đồng Quái Tiên Sư nói. Tiếp theo, người cũng ăn một kích của ta nào. Pháp thuật công kích của hắn đã hoàn thành. Tứ tượng tuyệt sát. Đĩa bát quái trong tay Đồng Quái Tiên Sư bỗng trở nên ảm đạm. Không có hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, thậm chí ngay cả dao động linh lực cũng không có. Nhưng trong lúc im hơi lặng tiếng thế này, Hai tầng phòng ngự mà Bắc Hà tán nhân bố trí cạnh người đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, hai tấm phù bảo của Bắc Hà tán nhân cũng tự dưng bốc cháy. Có một loại thủ đoạn công kích nào đó mà ngay cả mắt của tu sĩ cũng không thấy được đang liên tục tấn công Bắc Hà tán nhân. Đây là Tứ tượng việt sát. Đông Phương Lục Tiên tử nháy mắt một cái, nói: "Nếu ta nhớ không lầm thì pháp thuật này rất quỷ dị khó lường, có thể giết người trong vô hình." Mặc dù là pháp thuật ngũ phẩm nhưng uy lực của nó lại có thể sánh với pháp thuật lục phẩm, tu luyện cũng khó không kém gì pháp thuật lục phẩm. Những người đã học qua pháp thuật này đều cho rằng, không có tinh thần lực cấp bậc chân quân lục phẩm thì không thể nào khống chế được pháp thuật này. Lúc mọi người đang nói chuyện, hai kiếm hoàn sau lưng Bắc Hà tán nhân chợt động, ngoài ra 10 kiếm hoàn cũng được triệu hồi trở về. 12 kiếm hoàn hội tụ với nhau, bày thành một kiếm trận cao minh. Kiếm trận trên không trung vặn một phát, hình như trong hư không có thứ gì đó bị vặn nát. Tứ tượng tuyệt sát bị phá, đột nhiên ngừng hẳn lại. Đồng quái tiên sư cũng không thèm để ý, hắn vỗ vào đĩa bát quái của mình một cái rồi cười nói. Thấy chưa, đã nói với ngươi rồi mà, đừng có làm ra vẻ. Đối phó với ta thì phải dùng hết 12 kiếm, ngươi cứ làm ra vẻ chỉ dùng 10 kiếm hoàn, giờ cũng phải ngoan ngoãn tung ra hết 12 kiếm đấy thôi. Ngươi nói nhảm nhiều quá đấy khóe miệng của bác Hà Tán Nhân co giật. Trước đó không phải là hắn làm ra vẻ, đó chỉ là khiêu khích thông thường trong khi chiến đấu thôi mà. Quả nhiên hắn và tên thầy bói dởm này không thể nào tiểu vào chung một cái bô được mà. Giai đoạn làm nóng người đã kết thúc, tiếp theo, cuộc chiến này cũng phải kết thúc thôi. Bác Hà Tán Nhân hơi cong người, ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm đồng quái tiên sư. Nói thật nhé, người làm ta khá là thất vọng đấy. Ơ, ờ, ta làm người thất vọng đồng quái tiên sư. Bắc hà hà, người đừng có mà đắc ý vinh váo quá, có tin ta treo ngược ngươi lên đánh cho một trận không hả? Bắc hà tán nhân cười ôn hòa đáp. Thầy bói dở à muốn nhìn sao sáng đầy trời không? Thứ đấy ta ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, có gì hiếm lạ đâu chứ? Đồng quái tiên sư trả lời, đồng thời thân thể hắn cũng trở nên căng thẳng hẳn lên, tên Bắc hà này muốn tung tuyệt chiêu rồi đây. Khí thế trên người Bắc hà không ngừng tăng vọt, 12 kiếm hoàn đồng loạt bay ra. Tinh hà thập nhị kiếm, dạ không. Kiếm hoàn bao phủ cả đồng quái và bắc hà tán nhân, mà trên đỉnh đầu hai người lại xuất hiện một tầng tinh không. Mảnh tinh không này hoàn toàn là do kiếm ý của 12 kiếm hoàn huyễn hóa thành. Đây chính là công kích mạnh nhất của bắc hà tán nhân, một chiêu này chém ra, có thể giúp cho bắc hà tán nhân bạo phát ra lực tàn phá gấp 12 lần trở lên. Tinh không trên đầu chụp xuống. Tên thầy bói dởm kia, hãy thua đi. Bắc Hà Tán Nhân cực kỳ tự tin nói. Ôi cha mẹ ơi, một kiếm này của lão Bắc Hà ngươi khoa trương quá đấy, uy lực gấp hơn 10 lần luôn rồi. Đồng quái tiên sư thở dài nói. Nói thật, nếu hắn vẫn chỉ ở cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm, gặp một kiếm này của Bắc Hà Tán Nhân đúng thật là chỉ có nước bó tay. Sau khi luyện thành một kiếm này, Bắc Hà Tán Nhân đã có chiến lược chống lại Tô Thị A Thất, đây là thực lực thuộc về cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm mạnh nhất rồi. Đồng Quái Tiên sư tự biết sức mình, hắn biết lúc mình ở cảnh giới ngũ phẩm tuyệt đối không đánh lại Tô thị A Thất. Dù sao phương diện mà Đồng Quái Tiên sư am hiểu nhất cũng không phải là chiến đấu. Nhưng lão Bắc Hà a, người tuyệt đối không ngờ rằng, Bản tỏa đã không phải là linh hoàng ngũ phẩm nữa, giờ Bản tỏa đã là chân quân lục phẩm rồi. Từ hôm nay trở đi, hãy gọi Bản Tọa là Đồng Quái chân quân. Bắc Hà ngốc nghếch à, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đánh bại Bản Tọa sao? về luyện thêm trăm năm nữa đi đồng quái tiên sư giơ tay tháo ba món pháp khí trên người mình xuống không có pháp khí áp chế thực lực khí tức trên người hắn không ngừng tăng lên từ linh hoàng ngũ phẩm đỉnh phong một đường tăng lên liên tục linh lực màu vàng trong cơ thể hắn không ngừng mở rộng ra hóa ra một hồ linh lực quanh thân hắn linh hồ lực tràng biểu tượng của chân quân lục phẩm lúc chân quân lục phẩm toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, bên người sẽ tạo thành một cái linh hồ lực tràng. Ở trong hồ linh lực này, linh lực trong thiên địa sẽ ưu tiên chân quân lục phẩm. Phàm là kẻ địch có tu vi thấp hơn cảnh giới lục phẩm, khi ở trong linh hồ lực tràng này, tốc độ khôi phục linh lực sẽ bị chậm lại, pháp thuật thi triển ra cũng sẽ bị linh hồ ảnh hưởng khiến uy lực giảm xuống. Trừ những điều này ra, vẫn còn có rất nhiều ảnh hưởng khác nữa. Chân quân lục phẩm rất nhiều đạo hữu trong nhóm cửu châu số một kinh ngạc kêu lên. tên thầy bói dởm này âm thầm tấn thăng cảnh giới chân quân lục phẩm lúc nào vậy? quả nhiên là vậy. lệ chi tiên tử nói. tên đồng quái này quả nhiên đã tấn cấp lục phẩm. tên này khổ sở áp chế, ẩn giấu cảnh giới thật của bản thân, chính là vì cuộc chiến trên đỉnh tử cấm hôm nay. phá dương kích quách đại. lỗ rồi, ta đặt bắc hà tán nhân thắng không ngờ tên thầy bói dởm này lại âm thầm lén lút tấn cấp lục phẩm như thế diệt phượng công tử ta cũng vậy ta nhớ hình như hầu hết các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một đều đặt bắc hà thắng thì phải lần này tô thị a à thất làm cái muốn phát tài rồi lệ chi tiên tử ta đặt cho đồng quái lúc trước ta đã có cảm giác trạng thái của đồng quái có gì đó sai sai nên cũng đoán được chút ít lúc mọi người đang nói chuyện sau khi triển khai linh hồ lực tràng Đồng Quái Tiên sư lại liên tục ném ra hơn trăm quẻ trúc. Những quẻ trúc này lập tức hóa thành một rừng trúc, chính diện ngăn cản chiêu giả không công kích mạnh nhất của Bắc Hà tán nhân. Trong chớp mắt, rừng trúc do Đồng Quái Tiên sư thi pháp hình thành đối kháng kịch liệt với giả không công kích mạnh nhất của Bắc Hà tán nhân, cuối cùng cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Sau khi giả không tiêu tán, Bắc Hà tán nhân thở hổn hển. Đồng Quái Tiên sư mỉm cười, lấy ra một cây cờ dài chỉ thẳng vào Bắc Hà tán nhân. Sau đó hắn dùng giọng nói hùng hồn nói: "Bắc Hà, có vẻ như ngươi đã tiêu hao rất lớn nhỉ. Vậy thì, kết thúc thôi. Cờ này tên là Ngũ Long Phiên, pháp khí bản mệnh thật sự của Đồng Quái Tiên sư." Chương 896, xin chào Đồng Quái chân quân, ta là Bắc Hà chân quân. Nghe cái tên Ngũ Long Phiên nghe kêu vậy thôi, chứ thật ra nó chính là cây cờ mà Đồng Quái Tiên sư hay mang theo mỗi lần đi xem bói. Có lúc hắn cũng sẽ phân nó ra thành hai lá cờ cắm trên các phương tiện chuyên trở như xe đẩy tay hay xe ba bánh gì đó. Một mặt của ngũ long phiên viết. Đồng sỉ thiết nha, một lời định ngàn vạn quẻ trong thiên hạ. Đồng sỉ thiết nha, chỉ một người tài hoa thông minh, có tài hùng biện. Mặt khác viết. Quẻ quẻ tính tấn, ta là đại tiên sư vạn quẻ tất chúng. Không biết có phải do dầm mưa rãi nắng quá hay không mà nhìn ngũ long phiên có vẻ hơi cũ nát. Lúc này, Đồng Quái Tiên sư trong bộ dạng Tô thị a thập lục dùng thân thể nhỏ nhắn phất cây cờ lớn, nhìn qua cũng oai phong hiên ngang lắm. "Ngươi, lên lục phẩm rồi ư?" Bắc Hà tán nhân thở hổn hển, một chiêu tinh hà thập nhị kiếm dạ không kia thật sự đã tiêu hao rất nhiều thể lực của hắn. "Ngạc nhiên lắm đúng không? Ha ha." Đồng Quái Tiên sư cười duyên nói. "Thật ra ngay lúc ta và ngươi hẹn quyết đấu trên đỉnh tử cấm vào đêm trăng tròn thì ta cũng đã tấn thăng cảnh giới lục phẩm rồi." sau đó vì mục đích có thể đè ngươi ra đánh cho đã vào ngày hôm nay nên ta vẫn luôn ngụy trang là mình chỉ có cảnh giới ngũ phẩm ta ẩn nhẫn mấy tháng chỉ để chờ ngày này thôi trong khi nói chuyện trên ngũ long phiên trong tay đồng quái tiên sư bỗng hiện lên năm màu hỏa long lôi long phong long nham long băng long năm thần long do năm loại lực lượng khác nhau tạo thành hiện lên trên lá cờ cũ nát vốn dĩ ngay lúc lấy ngũ long phiên ra hắn có thể nhẹ nhàng phất một cái Thần Long năm loại lực lượng sẽ lập tức xông lên đánh bay Bắc Hà tán nhân. Nhưng Đồng Quái tiên sư lại không lập tức công kích, bởi vì trước khi đánh bại Bắc Hà tán nhân, hắn nhất định phải nói cho Bắc Hà biết chuyện hắn đã sớm tấn cấp lục phẩm, vất vả áp chế cảnh giới chỉ để có thể đè ngươi ra đánh vào hôm nay. Bởi vì nếu không nói ra, cứ ém chuyện này ở trong lòng thì sẽ rất khó chịu. Nhưng sau khi nói xong, Đồng Quái tiên sư cũng không nói nhảm thêm nữa. Nhân vật phản diện đều chết do nói nhiều đấy mặc dù hắn cho rằng mình tuyệt đối không phải là nhân vật phản diện. Hơn nữa nếu nói nhiều quá, lỡ may tên Bắc Hà Tán Nhân này lâm trận đột phá thì biết làm thế nào. Đến lúc đó hắn muốn đè Bắc Hà Tán Nhân ra đánh cũng khó. Và lại lúc đột phá lên cấp sẽ dẫn thiên kiếp đến, lúc đó nguyện vọng đè Bắc Hà ra đánh của hắn sẽ bị ngâm nước mất thôi. Vậy nên trước khi Bắc Hà Tán Nhân lên cấp, hắn phải dùng hết tất cả thủ đoạn của mình, đè Bắc Hà ra đánh một trận đã tay mới là chính sự cho nên từ hôm nay trở đi, nhớ phải tôn xương ta là đồng quái chân quân tiền bối đấy. Đồng quái tiên sư đắc ý vênh váo phất ngũ long phiên, năm con thần long trên lá cờ trông rất sinh động, dương nanh múa vuốt sông về phía Bắc Hà tán nhân. Bắc Hà lộ ra vẻ ngưng trọng, 12 kiếm hoàn phát ra tiếng vù vù. Nhưng do bị linh hồ lực tràng ảnh hưởng, kiếm khí cùng với tốc độ của 12 kiếm hoàn đều bị ảnh hưởng rất lớn. Âm, uhm, năm con thần long sông tới, đụng vào kiếm hoàn của Bắc Hà Tán Nhân. Bắc Hà Tán Nhân chỉ có thể dùng lại sát chiêu mạnh nhất, tinh hà thập nhị kiếm dạ không, dựa vào một kiếm này tăng chiến lực lên gấp 12 lần trở lên để chống lại ngũ long phiên của đồng quái tiên sư. Tinh không phủ xuống lần nữa, nhưng lần này tinh không chỉ phủ lấy một mình Bắc Hà Tán Nhân. Năm con thần long dương nhanh múa vuốt đụng vào mảng tinh không nọ, tả sung hữu đột, dựa vào tranh lệch cảnh giới nghiền nát tinh không cảnh tượng này nhìn giống như là năm con cự long diệt thế đang phá hủy vũ trụ vậy. Bắc Hà sắp tiêu rồi. Diệt phượng công tử khẽ thở dài, cảm giác ruột gan thật đau. Đau gan không chỉ vì mất một đống lớn linh thạch do đặt vào cửa Bắc Hà, mà quan trọng hơn là vì không ngờ tên đồng quái này lại tấn thăng lục phẩm, gan thật đau. Thật ra cũng còn rất nhiều người đang đau gan giống như diệt phượng công tử, rất nhiều đạo hữu mặt nhăn mày nhó nhìn như bị táo bón lâu ngày vậy. Trận quyết đấu này sợ là bắc hà tán nhân phải thua rồi. Giao bá chân quân nói. Thân là chân quân thành danh đã lâu, hắn chỉ liếc mắt đã có thể nhìn ra pháp bảo bản mệnh ngũ long phiên của đồng quái tiên sư đã được tế luyện đến cảnh giới lục phẩm. Một chiêu ngũ long cùng ra này không tầm thường, cho dù là chân quân lâu năm như hắn cũng phải nghiêm túc đối phó. Bắc hà tán nhân chỉ có cảnh giới ngũ phẩm đỉnh phong, mặc dù có thủ đoạn giúp chiến lược tăng vọt gấp 12 lần trở lên, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào chống đỡ được công kích của ngũ long phiên. Bắc Hà tiền bối sắp thua rồi sao? Thật đáng tiếc. Tống Thư Hàng nghe đến chỗ này thì thầm thở dài, giữa Bắc Hà Tán Nhân và đồng quái tiên sư thì hắn càng ủng hộ Bắc Hà Tán Nhân hơn. Bắc Hà Tán Nhân là thánh đấu sĩ online 24 phần 24 của nhóm Cửu Châu số 1, đã giúp hắn giải đáp rất nhiều nghi vấn trong tu hành. Ngoài ra, mấy ngày trước đồng quái tiên sư còn dịch dung thành bộ dạng của hắn đi coi bói lừa người ở Bắc Kinh, có trời mới biết đồng quái tiền bối xem quẻ cho ai nhưng ngay lúc này dược sư đột nhiên hỏi bạch tiền bối ngươi thấy thế nào bây giờ dược sư vẫn chỉ là cảnh giới tứ phẩm đang chuẩn bị tấn thăng ngũ phẩm bàn về nhãn lực thì hắn vẫn còn kém đông đảo đạo hữu trong nhóm cửu châu số một ở đây một bậc cho nên hắn hỏi thẳng bạch tôn giả người có thực lực mạnh nhất ở đây lúc này ừ rất thú vị bây giờ mà nói chuyện thắng bại thì vẫn còn hơi sớm đấy bạch tôn giả cười tươi bạch tôn giả vừa dứt lời đám đạo hữu diệt phượng công tử nháy mắt một cái, lập tức quay đầu nhìn về đỉnh tử cấm. Lẽ nào, bác hà tán nhân vẫn có thể lật ngước thế cờ trong nghịch cảnh thế này ư? Lúc này Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Bạch tiền bối, ngài có tham gia đặt cược ở chỗ tô thì A à thất tiền bối không? Bạch tôn giả lắc đầu trả lời. A thất kẹt xỉ nên không cho ta chơi. Cũng đúng. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Vận khí của bạch tiền bối nghịch thiên như vậy, không cho hắn tham gia cá cược này nọ thì tốt hơn. Bạch tôn giả bổ sung nói. Hơn nữa, lần nào thành viên trong nhóm cửu châu số một mở sòng cũng đều không cho ta chơi. Bởi vì mọi người đều không muốn thua sạch luôn cả quần xì đó thưa bạch tiền bối. Lửa đỏ và sấm sét đan xen giao hòa, hàn băng cùng gió lốc quấn quyết lấy nhau, mặt đất gầm thét kiếu gào. Rốt cuộc năm thần long năm loại lực lượng đã đánh nát dạ không của Bắc Hà Tán Nhân, hung tợn lao đến chỗ Bắc Hà tán nhân đang đứng. Lão Bắc Hà, kêu gào thảm thiết đi nào. Đồng quái tiên sư cười duyên nói. Dùng tiếng kêu thảm thiết của ngươi để khắc lên cái tên viên mãn cho trận quyết đấu trên đỉnh tử cấm vào đêm trăng tròn này đi nào. Vừa nói, đồng quái tiên sư vừa tiếp tục phất ngũ long phiên, uy lực của năm con thần long tăng lên gấp bội. Kiểu này là muốn đưa bác Hà tán nhân đến chỗ dược sư nằm hơn một năm rưỡi rồi. À, 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 à. Bắc Hà tán nhân rất phối hợp hét lên thảm thiết, tiếng thét khiến người ta nghe mà muốn rơi lệ. Yên tâm đi, Bắc Hà, ta đã trải sẵn giường chiếu ở chỗ dược sư cho ngươi rồi, yên tâm ngã xuống đi. Đồng Quái tiên sư tiếp tục nói. Bắc Hà, nhận thua đi. Không, ta tuyệt đối không nhận thua. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết của Bắc Hà tán nhân tiếp tục truyền tới. Ta rất thích tính cách này của ngươi, có như vậy thì ta đè ngươi ra đánh mới vui chứ đồng quái tiên sư càng ra sức phất ngũ long phiên a a a tên thầy bói dởm nhà ngươi ta sẽ không khuất phục trước ngươi đâu bác hà tán nhân nghiến răng nói nhưng lúc này trên mặt đồng quái tiên sư lại lộ ra vẻ ngưng trọng không ổn trong lòng chợt động hắn cuộn ngũ long phiên trong tay lại năm con thần long lập tức trở lại trên ngũ long phiên mở ra trạng thái phòng ngự mà chỗ bác hà tán nhân mới đứng lại không có bóng dáng ai cả chỉ có 12 tinh hà kiếm hoàn co lại thành một đoàn ở đó mà thôi. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng nói chuyện của Bắc Hà Tán Nhân trước đó đều là do 12 tinh hà kiếm hoàn này phát ra. Hầu như không có tu sĩ nào ở đây thấy được Bắc Hà Tán Nhân làm thế nào chạy trốn cả, ngay cả mấy vị cường giả cấp chân quân đang xem chiến cũng không thấy rõ. Tên xảo trá, đồng quái tiên sư lẩm bẩm nói, đồng thời ánh mắt hắn quét nhìn bốn phương tám hướng. Thế nhưng, trước thực lực tuyệt đối, Tất cả âm mưu quỷ kế chỉ là cọp giấy mà thôi. Đang nói chuyện, đồng quái tiên sư trợt phung quyền đánh về phía hư không? Người tưởng người có thể né tránh được cảm giác của ta sao? bắc hà người ngây thơ quá rồi đấy, hãy thua đi. Một quyền đánh ra, có tiếng rồng ngâm vang khắp hư không? Trên nắm đấm còn mang theo một đạo quyền ý kim long đánh về phía hư không? Một quyền cực kỳ bá đạo. Không ai ngờ rằng đồng quái tiên sư lại tu luyện loại quyền pháp bá đạo bậc này bởi vì loại quyền pháp này có vẻ như không phù hợp với tính cách của hắn gì cả. Nhưng lúc này mọi người chợt nghĩ lại, không đúng, tính cách của đồng quái tiên sư, trừ coi quẻ lừa người ra, có ai biết tính cách thật sự của đồng quái tiên sư là thế nào đâu. Đồng quái mà mọi người nhìn thấy đều là hình dáng do hắn dịch dung ra, tính cách của đồng quái cũng biến đổi theo bộ dạng mà hắn dịch dung, thiên biến vạn hóa thay đổi không lường. Nói không chừng, tính cách bá đạo mới là tính cách thật của đồng quái thì sao? nắm đấm kim long bá đạo đánh vào trong hư không. Dầm, hình như có thứ gì đó bằng thủy tinh bị đánh nát, sau đó thân ảnh chật vật của Bắc Hà Tán Nhân hiện ra. Lúc này trên người Bắc Hà Tán Nhân có rất nhiều vết thương, có vết bỏng, có vết thương do hàn băng, sấm sét gây ra, v, v. Nhưng thương thế nặng nhất là ở chỗ ngực, nơi đó in hình nắm đấm rất rõ, là một quyền bá đạo do đồng quái tiên sư mới vừa đánh ra. Phụt, Bắc Hà Tán Nhân đứng trong không trung há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù không biết ngươi dùng cách gì để thoát thân, nhưng lần này, ngươi trốn không thoát đâu, Bắc Hà, bại cho ta. Đồng quái tiên sư cười đắc ý. Sau đó hắn vung quyền liên tục công kích Bắc Hà Tán Nhân trong hư không. Một loạt quyền ý kim long nện về phía Bắc Hà Tán Nhân, mỗi một quyền đều mang theo tiếng rồng ngâm, bá đạo vô cùng. Hơn nữa 10 quyền liên tiếp này cơ hồ tạo thành thế bát quái, Phong tỏa toàn bộ không gian quanh thân Bắc Hà tán nhân. Bắc Hà tán nhân đứng trong không trung không thể tránh né, cắn răng ăn 10 quyền này, cuối cùng rơi xuống từ không trung. Kết thúc rồi. Trên mặt đồng quái tiên sư hiện lên vẻ thỏa mãn, nhưng thật ra hắn cũng hơi tiếc nuối. Trong trận quyết đấu trên đỉnh tử cấm lần này, hắn rốt cuộc đã đè Bắc Hà ra đánh một trận, nhưng tiếc là lão Bắc Hà không thể chống đỡ được lâu hơn trong tay hắn. Đây cũng là chuyện bất khả kháng rồi dù sao thì tranh lệch giữa chân quân lục phẩm và linh hoàng ngũ phẩm là cực lớn, chính diện giao chiến, Bắc Hà Tán Nhân có thể sống đến bây giờ đã khá lắm rồi. Kết thúc rồi. Ngay lúc đồng quái tiên sư vừa cảm thán xong, đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Sau đó đồng quái tiên sư cảm giác phần eo phía sau lưng chợt đau nhói, một luồng kinh lực xoắn ốc đánh vào trên người hắn. À, 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 à. Thân hình của đồng quái tiên sư bị đánh bay ra ngoài. Do bị luồng kinh lực xoắn ốc ảnh hưởng nên trong lúc bay ra, thân thể hắn còn xoay tròn kịch liệt. Là ai đánh lén ta thế? Đồng quái tiên sư liếc mắt nhìn về phía sau. Sau đó hắn thấy được bắc hà tán nhân đang nở nụ cười âm hiểm đứng ở phía sau. Mà điều khiến hắn bất ngờ hơn cả chính là khí tức trên người bắc hà. Cảnh giới lục phẩm. chương 897, bắc hà, thiếp sợ quá đi hà. Đồng quái tiên sư ngu người. Hắn không nhìn nhầm, Khí tức trên người Bắc Hà tán nhân chính là khí tức của cảnh giới lục phẩm. Tên này thành chân quân lục phẩm từ bao giờ thế? Lừa đảo, tên lừa đảo, chẳng phải mấy tháng trước hắn ta còn hẹn hắn là sẽ đánh với hắn một trận vào đêm trăng tròn, nhân cơ hội đột phá bình cảnh linh hoàng ngũ phẩm, tiến vào cảnh giới chân quân lục phẩm sao? Sao mà mới quay đi quay lại thì hắn ta đã lên đến cảnh giới lục phẩm rồi thế? Điều quan trọng hơn là cái tên Bắc Hà đó lẻn đến sau lưng hắn từ bao giờ vậy? còn cái người trên bầu trời kia là ai? Đó chắc chắn không thể là thế thân hay con dối được. Chẳng lẽ là phân thân ư? Đồng quái tiên sư nghĩ tới một chuyện, một chuyện mà các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một đều nghi ngờ. Mọi người đều biết, gần như ngày nào Bắc Hà Tán Nhân cũng online. Bất luận là ai lên nói chuyện trong nhóm, người đầu tiên trả lời bình thường đều là Bắc Hà Tán Nhân. Vì thế hắn ta được gọi là thánh đấu sĩ luôn online của nhóm cửu châu số 1. Nhưng Bắc Hà tán nhân cũng cần phải tu luyện mà, hắn cũng cần tìm bảo vật, luyện đan, tế luyện pháp bảo bản mệnh chứ. Vì vậy, các đạo hữu trong nhóm đều nghi ngờ Bắc Hà tán nhân có một phân thân chuyên dùng để bình luận trong nhóm, chính phân thân đại pháp này đảm bảo gần như mỗi ngày Bắc Hà tán nhân đều online. Nghĩ tới đây, Đồng Quái tiên sư lại bắt đầu nghi ngờ, người bị hắn đả kích chắc không phải là phân thân mà phân thân đại pháp của Bắc Hà tán nhân biến ra đấy chứ? những suy nghĩ này lóe lên trong đầu đồng quái tiên sư. Trong lúc đang suy nghĩ, bác hà tán nhân đạp một cước thật mạnh xuống mặt đất, cơ thể của hắn phi về phía đồng quái tiên sư, hắn muốn đánh phủ đầu. Xin chào, đồng quái chân quân. Bác hà tán nhân cười đến là hiền hòa rồi nói. Còn nữa, hãy nhớ kể từ ngày hôm nay, hãy gọi ta là bác hà chân quân tiền bối nhé. Đây vốn là những lời khoe khoang mà Đồng Quái Tiên sư nói khi bộc lộ thực lực lục phẩm của mình trước mặt Bắc Hà tán nhân, không ngờ mới chỉ cách có vài phút, Bắc Hà tán nhân chỉ sửa lại tên rồi gửi y nguyên lại cho hắn. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn đúng không? Ngay sau đó, Bắc Hà tán nhân vọt đến bên cạnh Đồng Quái Tiên sư. Cuộc quyết đấu này kết thúc rồi. Bắc Hà tán nhân nói. Hắn xuất chiêu rồi. A, à, không ổn rồi. Đồng Quái Tiên sư thầm kêu lên, lúc trước phần eo phía sau lưng của hắn chịu một quyền lốc xoáy của Bắc Hà tán nhân, cơ thể vẫn còn đang xoay vòng trong không trung nên không thể tránh né đòn tấn công này được. Hắn sẽ bị dính chiêu Liên Hoàn trong không trung mất. Khóc đi, kêu gào đi sau đó, ngoan ngoãn để ta đánh đi thôi. Bắc Hà tán nhân xuất quyền. Bụp 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 bụp. Không có những chiêu thức hoa lệ, thậm chí còn không dùng đến 12 kiếm hoàn bản mệnh, Bắc Hà tán nhân chỉ đấm liên tiếp Hắn muốn một mạch đánh ngã Đồng Quái Tiên sư trước khi hắn ta hồi phục lại. Ui ui úi. Đồng Quái Tiên sư đau đớn kêu gào, hắn không có phân thân như Bắc Hà. Từng quyền từng quyền nện vào da thịt của hắn, hơn nữa mỗi một quyền của Bắc Hà tán nhân đều mang theo sức mạnh lốc xoáy, đau đớn tận tâm can. Đù, chẳng lẽ phải thua à? Không được, phải tiếp tục kiên trì hắn còn có một đại chiêu để đối phó với bác Hà Tán Nhân mà chưa tung ra, muốn thua cũng phải dùng xong đại chiêu này đã. Vì thế, đồng quái tiên sư cắn răng chịu đựng những nắm đấm liên tiếp của bác Hà Tán Nhân. Đồng thời, linh lực trong cơ thể hắn tập hợp lại. Cuối cùng, vào lúc bác Hà Tán Nhân tung ra liên tiếp hơn 20 cú đấm, đồng quái tiên sư tìm ra được một chỗ trống, nhanh chóng tế ra cái mai rùa kia của mình. Bịch bịch bịch, những nắm đấm của bác Hà Tán Nhân rơi xuống chiếc mai rùa mà đồng quái tiên sư nhân cơ hội này lăn người tránh đi, thoát khỏi những cú đấm liên tiếp của Bắc Hà tán nhân. Đồng quái đã thoát thân được rồi. Bắc Hà tán nhân cũng chỉ có thể thua quyền lại, thở dốc một lúc, trong mắt hắn tràn đầy vẻ tiếc nuối. Không thể một mạch đánh bại đồng quái tiên sư luôn, đúng là đáng tiếc. Sau khi đồng quái tiên sư thoát khỏi những đòn tấn công liên tiếp này, muốn tìm cơ hội đánh hắn liên tục như thế nữa không hề dễ chút nào. Bắc Hà tán nhân tiêu hao không ít thể lực những cú đấm vừa rồi nhìn thì đơn giản, nhưng thực ra mỗi một quyền mỗi một chiêu đều là sự đối kháng giữa Bắc Hà Tán Nhân và đồng quái tiên sư. Mỗi quyền mà Bắc Hà Tán Nhân tung ra trước tiên đều phải công phá phòng ngự của đồng quái tiên sư rồi đánh ra sức mạnh lốc xoáy, khiến cho đồng quái tiên sư rơi vào trạng thái không thể đánh trả được. Đấm một mạch nhiều quyền thế này còn mệt hơn thi triển 12 kiếm hoàn để bộc phát đại chiêu, dạ không, nữa. Đồng quái tiên sư cũng thở hồn hền, trên người hắn chi chít dấu nắm đấm, Hắn cắn chặt răng. Bây giờ mỗi khi hắn cử động thì toàn thân đều cảm thấy vô cùng đau nhức. Hơn nữa tên Bắc Hà kia ra tay thật độc ác. Hắn chuyên sử dụng những chiêu số âm hiểm như đánh vào thật, giả dày, yết hầu, mặt. Hai người đối mặt với nhau một lần nữa, vận sức chờ phát động. Tên Bắc Hà âm hiểm kia không ngờ ngươi đã là chân quân lục phẩm rồi. Đồng Quái Tiên sư cắn răng nói: Như nhau thôi, ta cũng chỉ học ngươi thôi mà. Bắc Hà tán nhân đáp không ngờ Bắc Hà Tán Nhân đã tấn thăng lên chân quân lục phẩm rồi, phe này có trò hay để xem rồi đây. Phá Dương kích quách đại cảm thán nói. Bấy, đây đều là bẫy cả. Diệt Phượng Công Tử nói. Lệ Chi Tiên Tử. Đù, vốn tưởng chỉ có đồng quái tiên sư là chân quân lục phẩm thôi chứ, không ngờ Bắc Hà Tán Nhân cũng lặng lẽ đột phá cảnh giới lục phẩm rồi. Hai tên này đều rất âm hiểm. Đông Phương Lục Tiên Tử. Thành phố chơi chiêu ghê quá, Ta muốn về nông thôn cơ. Đừng mà đông phương lục tiên tử, đường ở thành thị rộng rãi dễ đi, đường ở nông thôn còn chưa sửa nữa kìa, không chịu được sự dày vò của cô đâu. Với kỹ thuật lái xe của cô, chỉ cần cô lái xe ở nông thôn một chuyến thôi thì thôn của bọn ta sẽ bị cô phá sạch mất. Thiên phủ khí tông Dương Huyền nói. Đông phương lục. Xế, Dương Huyền người chán sống rồi đúng không? Có tin lát nữa ta sẽ lái xe cán người sẹp cất không? Tống thư hàng. Một lúc sau, trên đỉnh tử cấm, hiệp hai trận đấu đồng quái tiên sư VS Bắc Hà Tán Nhân bắt đầu. Chúng ta đều có cảnh giới lục phẩm, đồng quái, người không phải là đối thủ của ta đâu. Bắc Hà Tán Nhân giơ tay lên triệu hồi 12 kiếm hoàn của mình. Bởi vì thời gian có hạn, sau khi tấn thăng lên lục phẩm, hắn không có thời gian để tế luyện pháp khí bản mệnh này, bây giờ nó vẫn chỉ là pháp khí ngũ phẩm thôi. Ở ngũ phẩm, bộ kiếm hoàn này cộng thêm kiếm kỹ, dạ không có thể bộc phát được sức chiến đấu gấp 12 lần trở lên. Nhưng lúc Bắc Hà Tán Nhân vận dụng thực lực của chân quân lục phẩm, do chịu ảnh hưởng của phẩm giai kiếm hoàn, lúc thi triển, dạ không, sức chiến đấu nhiều nhất chỉ tăng lên được 3 lần mà thôi. Nhưng dù như vậy, sức chiến đấu gấp 3 cũng đủ đánh bại đồng quái rồi. Ha ha, người ngạo mạn quá rồi đấy Bắc Hà. Đồng quái tiên sư mỉm cười rồi lại lấy ra một tấm vải trắng nữa, che kín cả cơ thể của mình. Ngươi lại muốn biến thành hình dạng của ai đây? Đã đến lúc này rồi, ngươi cho là thuật dịch dung của ngươi có hiệu quả với ta nữa sao? Dưới tiền đề đã biết ngươi là hắc quái, bất luận ngươi dịch dung thành ai thì cũng định trước là sẽ thất bại dưới quyền của ta mà thôi. Bác Hà Tán Nhân trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, Bác Hà Tán Nhân đã hành động. 12 kiếm hoàn lơ lửng bên người hắn, dạ không, trói mắt lại xuất hiện một lần nữa. Lần này nó càng huyền ảo hơn, thậm chí còn che lấp cả những vì sao thật sự. Trong nháy mắt, Tinh Hà thập nhị kiếm, dạ không, bao phủ lấy cả tấm vải trắng và đồng quái tiên sư. Xoẹt, tấm vải trắng bị xé rách. Ngay sau đó, dưới ánh nhìn của tất cả các tu sĩ, có một thân hình xinh đẹp từ từ đứng lên khỏi tấm vải rách. Đó là cô gái diễm lệ đến mức khiến tất cả các tu sĩ có mặt ở đó đều cảm thấy ngơ ngẩn. Dáng người của cô không cao, nhưng cơ thể thon thả thẳng tắp, làn da trắng như tuyết không tìm thấy một chút tì vết nào. Mái tóc dài của cô có màu vàng kim, cô có một đôi chân thon dài, ngón chân như ngọc. Đôi mắt của cô đen lấy mà sáng ngời, giống như những tia chớp lóe lên trong bầu trời đêm vậy. Cô là kiệt tác của tạo hóa, là một báu vật đoạt mất cả vẻ đẹp của thiên nhiên. Chói mắt, chói mắt quá, xinh đẹp đến ngất ngây. Đậu xanh, còn đẹp hơn cả ta nữa. Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Mình bị đồng quái vượt mặt rồi, mình bị cái tên chuyên bói bíp đó vượt mặt hoàn toàn rồi. Lưu Huỳnh tiên tử với một thân váy áo màu đỏ lẩm bẩm, có cần đẩy đồng quái tiên sư một phát để tống hắn ra ngoài vũ trụ luôn không nhỉ? Chấm. Bắc Hà. Đối mặt với kiếm kỹ, dạ không, đang đánh xuống, hai mắt của cô gái tóc vàng kim đó lộ ra vẻ đáng thương. Thiếp sợ lắm. Giọng nói của cô mờ mịt hư ảo. Tống Thư Hàng cảm thấy giọng nói này hơi quen tai. Nhưng giọng nói quen tai này rất quái dị. Tống thư hàng đang nghĩ xem có phải mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi không, đầu tiên hắn nghĩ đến giọng nói của cha mình. Sau đó hắn cảm thấy giọng nói hư vô mờ mịt này rất giống giọng nói của cha hắn. Hắn lại nghĩ tới giọng nói của mẹ mình, hắn lại kinh ngạc phát hiện ra giọng nói này giống cả giọng của mẹ hắn nữa. Hắn lại nghĩ tới giọng nói của người đang ở bên cạnh hắn là Bạch Tôn Giả, ôi chúa ơi, hắn cảm thấy thấy giọng nói hư ảo này chính là giọng của Bạch Tôn Giả hắn lại thử với các đạo hữu của nhóm cửu châu số một ngồi bên cạnh là quả quả lệ chi tiên tử dược sư hắn phát hiện ra trong não hải của hắn vang lên giọng nói của ai thì giọng nói hư ảo kia lập tức biến thành giọng nói của người đó giọng nói hư ảo này đa di năng quá đi mà lúc này sau khi cô gái khiến mọi người ngất ngây vì vẻ đẹp của mình kia sợ hãi thốt lên câu đó bắc hà tán nhân khựng lại bắc hà dừng lại rồi diệt phượng công tử kinh ngạc kêu lên sau đó diệt phượng công tử lập tức nghĩ tới một khả năng có phải cô gái tóc vàng xinh đẹp này chính là nữ tu sĩ bí ẩn mà bắc hà tán nhân đã từng thích không không chỉ diệt phượng công tử tất cả những đạo hữu trong nhóm cửu châu số một biết chuyện bắc hà tán nhân từng thích một cô gái thì đều nghĩ tới điểm này chiêu này của đồng quái thật là hèn hạ không ngờ hắn lại biến thành người yêu của bắc hà phá dương kích quách đại nói không ngờ hắn lại có thể tìm ra dung mạo của nữ tu sĩ mà bắc hà từng thích nhưng ta đoán hắn chỉ tìm thấy bức họa hay ảnh chụp nào đó của nữ tu sĩ kia thôi không biết giọng nói của đối phương vì thế mới sử dụng giọng nói hư ảo này để mê hoặc bắc hà tán nhân diệt phượng công tử suy đoán bắc hà tán nhân dừng lại rồi chữ tình là thứ đáng sợ nhất hắn không thể ra tay với người mình yêu cho dù hắn biết đó chỉ là do đồng quái tiên sư đóng giả mà thôi tam nhật sư huynh cảm thán sau đó hắn nói với quả quả nên ngươi xem người xuất gia chúng ta tốt biết bao, không có tình yêu thì sẽ không có tổn thương. Tống Thư Hàng Trong lúc các đạo hữu đang lo lắng thay cho bác Hà Tán Nhân thì đột nhiên bác Hà Tán Nhân bật cười. Đó không phải nụ cười sầu bi. Đồ đồng quái ngu xuẩn. Bác Hà Tán Nhân nói chương 898, tin chấn động, người yêu của bác Hà Trân Quân là một cô gái ảo. Nói xong, kiếm kỹ, dạ không của bác Hà Tán Nhân bổ thật mạnh xuống, dung nhan kiều diễm của đồng quái tiên sư bị bao phủ trong kiếm khí của kiếm trận, 12 loại kiếm khí với những thuộc tính khác nhau tràn ngập bên trên tử cấm thành, chúng vây lấy đồng quái tiên sư. Bắc Hà tán nhân xuống tay không chút lưu tình, thậm chí uy lực của kiếm trận còn mạnh thêm vài phần. Má ơi, sai kịch bản rồi. Trong kiếm trận, đồng quái tiên sư liều mạng dùng mai rùa và ngũ long phiên để chống lại kiếm khí nhưng sau khi chống lại ba tia kiếm khí, phòng ngự của Mai Rùa và Ngũ Long Phiên liền bị phá vỡ. Sau khi mất đi lớp phòng ngự, kiếm khí không ngừng đâm vào cơ thể Bắc Hà Tán Nhân, kiếm nào cũng thấy máu, đau đớn khôn xiết. Đồng quái tiên sư kêu lên thảm thiết. a à, 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 Hắn không ngờ Bắc Hà Tán Nhân lại tuyệt tình như thế, đối mặt người mà mình yêu mà lại còn ra tay hung ác hơn. Không được, nếu cứ tiếp tục thế này thì hắn tàn đời mất phải tìm cách thoát khỏi kiếm trận mới được. Lão Bắc Hà, ta nhìn nhầm ngươi rồi, a à, ta còn tưởng rằng ngươi là một người đàn ông có tình có nghĩa, nhưng không ngờ ngươi lại ác độc đến thế. Đối diện với người mình yêu mà cũng có thể ra tay độc ác đến vậy. A à, ta nhìn nhầm ngươi rồi. Đồng Quái Tiên sư vừa kêu thảm vừa mạnh mẽ lên án Bắc Hà tán nhân. Hắn đang công kích bằng lời nói. Tình cảnh của hắn bây giờ đang bất lợi, đợi sau khi Bắc Hà tán nhân dùng xong chiêu giả dạ không, này e rằng hắn phải quỳ xuống mất. Vì thế, đồng quái tiên sư muốn dùng lời lẽ để công kích, làm bắc hà tán nhân dao động. Cho dù chỉ cho hắn cơ hội trong chớp mắt hắn cũng có thể xông ra khỏi kiếm kỹ, dạ không, này. Chỉ cần có thể thoát thân, đến lúc đó đối mặt với một bắc hà tán nhân đã tiêu hao quá nhiều linh lực, nói không chừng hắn sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng cũng nên. Ha ha ha, thầy bói dởm, thế ta mới nói người ngây thơ quá, Ngươi tưởng rằng người phụ nữ mà ngươi biến thành là người mà ta yêu sao? Bắc Hà tán nhân hoàn toàn không bị lời lẽ của Đồng Quái Tiên sư ảnh hưởng, hắn chuyên tâm thi triển, giả dạ không đánh Đồng Quái một cách vô tình. A a a, không thể nào, tình báo của ta tuyệt không thể sai được. Cô gái tóc vàng này chắc chắn là nữ tu sĩ mà ngươi đã yêu khi xưa. Ta còn biết, ngươi và nữ tu sĩ này đã sống cùng với nhau vài năm liền, dính nhau như hình với bóng nữa. Đồng Quái Tiên sư nói, cắn răng tế ra một quyển sách bìa sắt, dựng lên lớp phòng ngự mới, chống lại sự đánh giết của kiếm khí. Đồng quái tiên sư vô cùng tin tưởng nguồn tình báo của mình, hắn có thể khẳng định trăm phần trăm, cô gái mà mình dịch dung thành chính là nữ tu sĩ mà Bắc Hà Tán Nhân đã yêu cách đây nhiều năm. Bói bịp, tình báo của người quả nhiên rất lợi hại. Bắc Hà Tán Nhân gật đầu nói, không còn lời nào để nói nữa rồi chứ, Bắc Hà, người đúng là một kẻ phụ tình, tâm địa người thật độc ác. Đồng Quái Tiên sư tiếp tục công kích bằng lời nói, đồng thời áp đặt mấy cái danh hiệu kiểu như kẻ phụ tình lên đầu Bắc Hà tán nhân. "Ha ha ha, ta chỉ nói là tình báo của ngươi rất tốt mà thôi." Bắc Hà tán nhân bình tĩnh nói. "Đồng Quái ngây thơ à, thực ra nữ tu sĩ tóc vàng này hoàn toàn không có thật trong thế giới này, bởi vì cô ta chỉ là một sự tồn tại ảo mà thôi." "Đồng Quái tiên sư?" "Hả? Thực ra thì cô ta là tâm ma của ta." Bắc Hà tán nhân nói tiếp. Nói ra thì dài lắm, năm đó, sau khi ta tấn thăng lên cảnh giới tứ phẩm, trong khi tu luyện công pháp xảy ra chút vấn đề, trong lòng xuất hiện tâm ma. Cảnh giới của ta càng cao thì tâm ma càng mạnh, suýt chút nữa khiến cho ta đánh mất lý trí. Đồng Quái tiên sư phẫn nộ nói: "Lão Bắc Hà ngươi lừa ai đấy hả? Ngươi tưởng rằng ta chưa từng tiếp xúc với tâm ma sao? Tâm ma của nhà ngươi giống hệt phụ nữ sao?" tâm ma của nhà ngươi chung sống sớm chiều với ngươi vài năm liền sau ta còn chưa nói xong bắc hà tán nhân khống chế kiếm trận tấn công lớp phòng ngự mới của đồng quái sau đó hắn nói tiếp sau khi tâm ma của ta càng ngày càng lớn mạnh ta liền đem theo một ít kinh nho và kinh phật đi tới ngoại vực tìm một nơi yên tĩnh để bế quan ổn định tâm cảnh tiêu trừ tâm ma thế nhưng lúc ở ngoại vực ta gặp được kỳ ngộ nhờ kỳ ngộ đó mà tâm ma của ta hóa thành hình thù cụ thể biến thánh hình dáng của một cô gái tóc vàng. Sau khi có hình thù cụ thể, tâm ma không lúc nào không mê hoặc ta, nó dùng đủ mọi cách để dẫn dụ ta xa đọa Năm đầu tiên, đối mặt với sự dụ dỗ của nó, ta gần như không thể chống lại được, mấy lần suýt chút nữa ta bị cướp mất tâm trí, nhưng ta chỉ dùng thời gian một năm là có thể củng cố đạo tâm của mình. Đến năm thứ tư, ta cuối cùng cũng đã có thể hoàn toàn chém nứt tâm ma. Từ đó về sau, đạo tâm của ta không chút ố bẩn, Cuối cùng ngưng tụ Kim Đan, tấn thăng lên linh hoàng. Đồng Quái tiên sư, nói tới đây chắc ngươi hiểu rồi chứ?" Bắc Hà tán nhân nói tiếp. "Nói đi cũng phải nói lại, vừa nãy lúc ngươi biến thành hình dáng của cô ta, đúng là dọa ta giật nảy mình. Nhưng, nếu như ta đã chém tâm ma một lần thì chém lần thứ hai cũng không khó chút nào đâu." Đồng Quái tiên sư im lặng. Sau thời gian một hơi thở, hắn đột nhiên lại lên tiếng xin lỗi. "Xin lỗi nhé lão Bắc Hà." ta không ngờ nữ tu sĩ tóc vàng này không phải là người yêu mà lại là tâm ma của ngươi. Kha kha, bây giờ muốn xin lỗi, xin tha thứ à? Muộn rồi nhé, thua đi. Bác Hà tán nhân đột nhiên gầm lên một tiếng, kiếm khí của hắn lập tức chém vỡ lớp phòng ngự của quyển sách bìa sắt. Một lần nữa chém vào da thịt của đồng quái tiên sư. Phòng ngự đã vỡ, bây giờ hắn phải đánh cho đồng quái tiên sư quỳ xuống dưới đất xin tha mới thôi. Ta không phải muốn cầu xin ngươi, ta chỉ muốn nói. Chuyện này quả thật vượt xa dự liệu của ta, thật không ngờ người yêu cũ của lão Bắc Hà ngươi lại là một cô gái ảo tưởng. Thật sự làm người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Đồng Quái tiên sư thở dài một hơi u sầu, hắn nói: "Vì thế nên lão Bắc Hà này, bây giờ ngươi vẫn chưa có người yêu đúng không?" Đúng là một câu chuyện đau lòng mà. Bắc Hà tán nhân. Ha ha ha, chịu chết đi, đồ ngu. Kiếm quang lại bạo phát một lần nữa. Lần này đồng quái tiên sư đã không còn cách phòng ngự nào nữa rồi. Hắn chỉ có thể dùng chính cơ thể của mình để đối chọi lại với từng đợt kiếm quang bộc phát kia. Sau thời gian 15 hơi thở, trên đỉnh tử cấm, kiếm khí và trận pháp tản đi. Đồng quái tiên sư đã ngã nhào trên mặt đất, không thể đứng dậy nổi nữa. Đau 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 quá, chết mất thôi, ta chết mất thôi. Dược sư đạo hiếu, cầu trị liệu. Đồng quái yếu ớt gọi dược sư. Bắc Hà tán nhân đứng bên cạnh thu lại 12 thanh kiếm hoàn, thở phì phò như trâu. Hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Nhưng mà, dù có khổ có mệt hơn nữa cũng đáng. Trong trận quyết đấu trên đỉnh tử cấm này, hắn là người cười đến cuối cùng. Đáng tiếc, không thể đánh cho đồng quái tiên sư bật khóc, tiếc quá đi mất. Phía bên dưới, các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 bắt đầu bàn luận với nhau. Cuộc đại chiến của hai vị chân quân đem đến rất nhiều lĩnh ngộ cho các vị đạo hữu. Nhất là khi cả hai vị này đều cùng mới tấn thăng lên chân quân chưa lâu, cảnh giới không cách biệt nhiều với các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1. Sau khi xem trận quyết đấu xong, các đạo hữu đều lấy được nhiều điều bổ ích. Kết thúc rồi, Bắc Hà tán nhân thắng rồi sao? Diệt Phượng công tử trước mắt, hắn không dám nói quá chắc chắn. Nhớ đầu đồng quái tiên sư đang ngã xuống kia là một cái phân thân gì đó thì sao? Bạch tôn giả đứng bên cạnh trả lời. Đồng quái đã ngã rồi, có thể chắc chắn đó không phải là thế thân hay phân thân gì cả. Trận quyết đấu trên đỉnh tử cấm này, người thắng là Bắc Hà Đạo Hiếu. Trận quyết đấu này không có trọng tài. Dù gì thì là người mình cả, thua rồi cũng không có ai ăn vạ. Các thành viên của Nhật Báo Tu Sĩ, Trung tâm Tin tức Thiên Cơ, Radio Tu Sĩ Thần Cương đều hài lòng cất pháp khí ghi hình của mình đi. Sau đó bọn họ bắt đầu lấy một quyển sổ nhỏ ra để viết bài. Phong cách viết bài của phóng viên nhật báo Tu sĩ khá là chân thực, tiêu đề khá dài, đêm trăng tròn đặc biệt, trận đấu trên đỉnh tử cấm chứng kiến sự ra đời của hai vị chân quân mới. Bài viết miêu tả một cách cẩn thận toàn bộ quá trình của trận đấu, không thêm thắt bốc phét. Không khoa trương chính là lương tâm của nghề tin tức. Nội dung bài viết của các thành viên đến từ trung tâm tin tức Thiên Cơ thì chú trọng kết cục, ngày mùng 1 tháng 9 Cuộc chiến giữa các linh hoàng biến thành cuộc chiến giữa các chân quân, Bắc Hà tán nhân áp đảo đồng quái tiên sư giành được thắng lợi. Phong cách các bài viết của Radio Tu Sĩ Thần Cương khá là khác biệt. Tin tức của họ phần lớn là những chuyện tám phép, tiêu đề của bọn họ là tin rúng động, đạo lữ của tân chân quân, Bắc Hà lại là một cô gái ảo. Chỗ mà Tống Thư Hàng đứng vừa hay có thể nhìn thấy bản thảo bài viết của phóng viên Radio Tu Sĩ Thần Cương vị đạo hữu phóng viên này đúng là đã được kế thừa hoàn toàn phong cách viết tiêu đề của tin tức mạng hiện nay, vừa nhìn thấy tiêu đề này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người click vào cho xem. Sau khi tin này đăng lên, có lẽ ngày mai cả tu chân giới đều sẽ biết chuyện đạo lữ của Bắc Hà Tiền Bối là một cô gái ảo. Cũng không biết đến lúc đó Bắc Hà Tiền Bối sẽ có phản ứng gì nữa. Chấm. Sau khi xem hết bản thảo, Tống Thư Hàng lấy một thanh phi kiếm và hai chiếc hộp gỗ ra hộp gỗ là quà mà Hoàng Sơn Trân Quân gửi cho Bắc Hà Tán Nhân, đồng quái tiên sư. Hôm nay Hoàng Sơn Trân Quân có việc bận nên không tới chủ trì trận quyết đấu được, vì thế hắn nhờ Tống Thư Hàng tặng hai món quà này cho Bắc Hà và đồng quái. Còn thanh phi kiếm này chính là thanh phi kiếm hôm nay túy nhật cư sĩ dùng để truyền thư cho hắn, phi kiếm này vốn thuộc về Bắc Hà Tán Nhân, vừa đúng lúc hắn có thể trả nó lại cho chủ cũ luôn. Vì thế, Tống Thư Hàng cầm theo hai hộp quà và thanh phi kiếm cùng đi với dược sư tiền bối lên đỉnh tử cấm. Đúng lúc Tống Thư Hàng mới đi được nửa đường. Trong không trung đột nhiên có một vết nứt không gian xuất hiện. Sau đó một con heo tròn lẳng bước từ không trung ra. Con heo này tròn vo, vì quá béo nên không thể nhìn thấy cổ của nó nữa. Cơ thể và đầu của nó nhìn như một quả bóng mọc ra bốn cái chân nhỏ ngắn cũng vậy. Người con heo này được bao quanh bởi lôi điện, chúng phát ra tiếng vang sẹt sẹt tuy rằng nhìn khá đáng yêu nhưng trên người con heo khổng lồ này lại có uy áp khiến người khác phải run rẩy con heo khổng lồ này rất mạnh dù là đồng quái tiên sư bắc hà tán nhân đang ở trên đỉnh tử cấm hay là những đạo hữu ở bên dưới đều lập tức đề cao cảnh giác tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào con heo khổng lồ đó khịt 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 sau khi bước vào không trung con heo đó không ngừng thở dốc mệt quá không muốn làm gì hết Tại sao ta cứ phải lặn lội xa xôi chạy đến đây cơ chứ? Mệt quá, ta muốn nghỉ ngơi. Con heo khổng lồ đó lẩm bẩm, sứt lời. Nó nhìn xuống bên dưới, đảo mắt qua tất cả mọi người một vòng. Cuối cùng ánh nhìn của con heo khổng lồ ấy rơi vào người bạch tôn giả. Nó cảm nhận được rồi, không sai, khí tức đó phát ra từ người vị tôn giả thất phẩm trẻ tuổi kia. Tôn giả trẻ tuổi ơi, ta có thể hỏi ngươi một câu được không? con heo khổng lồ nhìn chằm chằm vào bạch tôn giả rồi cất tiếng hỏi bạch tôn giả gật đầu câu hỏi gì người kích hoạt thiên giới giao trì là ngươi à con heo khổng lồ nói bạch tôn giả là ta đây có chuyện gì không nên nói thế nào nhỉ cá nhân ta đây rất không muốn nhìn thấy thiên giới giao trì được hồi phục một lần nữa không chỉ riêng ta có rất nhiều người cũng không muốn nhìn thấy thiên giới giao trì hồi sinh con heo khổng lồ nói Bạch tôn giả bật cười. Thế cho nên, thế cho nên, có thể phiền ngươi phong ấn thiên giới giao chỉ kia lại một lần nữa không? Ố, con heo khổng lồ mới nói được một nửa thì đột nhiên nó nhìn thấy Tống Thư Hàng đứng cách đó không xa. Trùng hợp là Tống Thư Hàng cũng vừa đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn nó. Tống Thư Hàng cảm thấy con heo khổng lồ này có hơi quen mắt, theo những gì hắn nhớ được, trong ký ức bị mất khi ở hòn đảo thần bí, có cảnh tượng hắn tiếp xúc với con heo khổng lồ này. Tống Thư Hàng đã nhớ lại một số đoạn ký ức nhỏ liên quan đến hòn đảo thần bí, hắn nhớ mang máng lúc ở trên hòn đảo này hắn đã gặp được Nico Cửu Đăng, người đã giam giữ thông nương 300 năm, hắn và cô còn cùng đào một cái động ở một chỗ nào đó trên hòn đảo thần bí. Trong trí nhớ của hắn có mấy cảnh tượng có liên quan đến con heo trước mắt này. Chậc. Sau khi con heo khổng lồ đó nhìn thấy Tống Thư Hàng thì tặc lưỡi, sau đó nó lại nhìn sang Bạch Tôn Giả. A, à, đạo hữu này tất cả những gì ta nói lúc nãy coi như bỏ đi nhé, người cứ coi như ta chưa từng xuất hiện ở đây nha. Bạch tôn giả bình tĩnh gật đầu. Không thành vấn đề. Thế ta cáo từ trước đây, mất công chạy một chuyến, tiêu hao biết bao nhiêu là năng lượng. Con heo khổng lồ kia lại nói. suốt lời, nó xoay người lại, đi về hướng vết nứt không gian sau lưng nó. Nhưng đi được vài bước thì nó đột nhiên khựng lại. Lúc này, trên đỉnh tử cấm, đồng quái tiên sư giấy ruộng bò từ dưới đất lên, hắn cứng miệng nói. Bắc Hà, lần này coi như người thắng, nhưng lần sau ta quyết sẽ nện cho người phải bật khóc. Khóe miệng Bắc Hà tán nhân dương lên, hắn đang định đáp trả. Đúng lúc này, có một cái bóng to lớn đột nhiên xuất hiện giữa Bắc Hà tán nhân và đồng quái tiên sư. Là con heo khổng lồ đó. Con heo khổng lồ vốn chuẩn bị rời đi nhưng nó, vù, một cái phi tới trước mặt đồng quái tiên sư, đúng là nhanh nhẹn thật. Tiếp đó, cơ thể của con heo đó biến hóa, ánh sáng lóe lên khắp cơ thể nó. Sau khi ánh sáng tắt đi, con heo khổng lồ đã biến thành một người đàn ông trung niên tuấn tú. Trên người hắn là trường bào đan sen giữa hai màu đen trắng, hắn nở một nụ cười thật anh tuấn với đồng quái tiên sư. Cô nương à, một mình cô có thấy cô đơn không? Có cần bản đại gia sưởi ấm cho cô không? Người đàn ông trung niên mà con heo khổng lồ hóa thành đong đưa cây quạt, mỉm cười rõ là ôn hòa. Đồng Quái tiên sư, Bắc Hà tán nhân, Tống thư hàng, chúng đạo hữu bên dưới. Đây là kiểu đùa giỡn con gái mấy chục nghìn năm trước sao? Khụ khụ, Đồng Quái tiên sư lắc đầu nói: "Cảm ơn ngươi, nhưng ta không cần. Cô nương hay xấu hổ quá, bản đại gia sẽ dịu dàng mà, trước tiên chúng ta có thể nói chuyện về cuộc đời rồi lại nói tới chuyện tình cảm yêu đương gì đó nhé." "Đúng rồi, dạo này ta còn luyện được một lô kim đan rất tuyệt." Chúng có công dụng cực lớn trong việc ổn định cảnh giới. Cô nương vừa tấn thăng lên lục phẩm không lâu, đang lúc cần kim đan duy trì cảnh giới. Hay là cô nương đi về với bản đại gia, ăn mấy viên kim đan bồi bổ nhé?" Người đàn ông trung niên do con heo khổng lồ hóa thành đó vẫn không bỏ cuộc. Khóe miệng đồng quái tiên sư co giật, hắn phất tay nói. "Không cần không cần, thật sự không cần đâu." Chương 899, xin lỗi nhé, ta có người mình thích rồi. Ta đã luôn thầm mến Bắc Hà. Cô nương thẹn thùng quá rồi đấy." Vừa nói, người đàn ông trung niên do con heo biến thành đưa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của đồng quái tiên sư. Sau đó, nó hướng ánh mắt thâm tình của mình về phía đồng quái tiên sư. "Cô nương này, cô có biết không, ngay từ lúc vừa gặp được cô thì ta biết ta đã yêu cô rồi. Đến đây nào, hãy chạm vào lồng ngực ta, lắng nghe xem nó đập nhanh cỡ nào đây." Vừa nói, Heo bự dùng sức cầm tay đồng quái tiên sư ấn lên lồng ngực của mình. Lúc này, đồng quái tiên sư thậm chí đã có suy nghĩ muốn chết quách đi cho xong. Đi thôi cô nương ạ. À. Tuy rằng ta còn chưa biết tên cô, thế nhưng ta sẵn sàng mang cô đi khẻ cả thiên hạ, mang theo cô cùng nhau bay. Chúng ta cùng nhau sáng tạo ra một tương lai tốt đẹp. Heo bự nói ra những lời xấu hổ với khuôn mặt nghiêm túc và thâm tình. Theo đó, hắn tiện thể đưa tay kia của mình ra hòng ôm eo của đồng quái tiên sư. Thân người đồng quái tiên sư lách qua, tránh khỏi cái tay heo sồm hàng thật giá thật này, giờ khóc giờ cười nói. Đạo hữu này, từ trước đến giờ ngươi đều tán gái bằng cách này sao? Heo bự lắc đầu. Không, thật ra, đây là lần đầu tiên ta tán gái. Hắn đây là đang nói thật. Từ khi bắt đầu tu luyện cho tới giờ, hắn chưa từng có một đạo lữ nào, cũng chưa từng yêu ai. Thế nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy vị nữ tu sĩ tóc vàng này, con tim vốn lặng như tờ của hắn nay lại bắt đầu dậy sóng, đập thình thịch thình thịch. Loại cảm giác tim đập thình thịch này, không thể nào khắc chế được. Phải chăng đây chính là tình yêu? Không ngờ hắn lại gặp được loại chuyện máu chó như tình yêu xét đánh này. Vì vậy, hắn nhất định phải mang vị nữ tu tóc vàng này đi. Sau đó hai người sẽ bồi dưỡng tình cảm cho thật tốt, nói chuyện tâm tình, rủ tai nhau những lời mật ngọt các kiểu cho đến khi hai người đều đã rơi vào bể tình rồi lại sinh thêm mấy bé cưng nữa lúc đó đúng là tuyệt vời hết chỗ nói nắm lấy tay vị nữ tu tóc vàng này heo bự có cảm giác tim của mình đập càng lúc càng nhanh thậm chí căn bệnh ung thư lười đã hết thuốc chữa của hắn cũng đã đỡ hơn mà không cần thuốc ngay khi nhìn thấy cô gái tóc vàng này ta góp ý với ngươi thế này đồng quái tiên sư nói một cách thâm ý thời nay thông tin phát triển như vậy có rảnh thì xem nhiều phim truyền hình Phim chiếu dạp hay tiểu thuyết tình cảm gì đó một chút, kiếm chút kinh nghiệm yêu đương. Với thủ đoạn tán gái bây giờ của ngươi thì có mà độc thân cả đời. Không sao cả, sau khi chúng ta trở về sẽ cùng nhau xem phim tình cảm, cùng thử nói lời yêu thương. Heo bự vui vẻ nói. Cho nên mới nói, ngươi nhất định là sẽ độc thân cả đời rồi. Bởi vì ngươi thật sự là có mắt như mù. Đồng Quái tiên sư thở dài nói. Thực ra ta là đàn ông hình dạng bây giờ của ta chỉ là hóa trang mà thôi. Người có hiểu không, giữa chúng ta là không có tương lai đâu. Đàn ông ư, người đàn ông trung niên do heo bự biến thành sướng sờ, chừng to con mắt nhìn chầm chầm vào đồng quái tiên sư. Đúng vậy, ta là đàn ông, nếu ngươi không tin thì để ta lột lớp hóa trang ra cho ngươi xem nhé. Đồng quái tiên sư nói. Người đàn ông trung niên do heo bự biến thành đột nhiên cười to một cách vui vẻ, nói nếu ngươi là đàn ông thì thật là tốt quá rồi. Hở, đồng quái tiên sư cảm giác có chút không ổn. Thực sự thì so với hình dạng nam tính, ta lại càng thích biến thành hình dạng nữ tính hơn. Lúc nói chuyện, người đàn ông trung niên do heo bự biến thành nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng, cơ thể của nó biến thành một cô gái tóc bạc mặc váy dài trắng noãn vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa sau lưng cô ta có sáu đôi cánh đang chậm rãi phe phẩy. Trên người phát ra khí tức vô cùng thần thánh tộc nhân tộc thần thú của Bạch Hạc ư? Bắc Hà tán nhân ở một bên kinh ngạc nói, hình dạng mà đối phương biến hóa ra vô cùng giống với Bạch Hạc chân quân trong nhóm Cửu Châu số 1, nhưng mà số lượng cánh của đối phương lại nhiều hơn một chút. Không phải, tộc thần thú Bạch Hạc mà ngươi nói thật ra chỉ là một nhánh hậu duệ của tộc ta mà thôi." Cô gái tóc bạc khẽ mỉm cười nói, "Tộc của ta có 36 loại hình dạng biến hóa, mỗi một loại hình dạng biến hóa đều có được năng lực khác nhau." tộc thần thú bạch hạc là nhánh kế thừa huyết mạch hình dạng hạc của tộc ta. Trong 36 loại hình dạng của tộc ta, hình dạng hạc xem như là một hình dạng không tệ. Lợi hại quá chị tôi ơi! Nói cách khác, cô gái tóc bạc này chính là ngọn nguồn huyết mạch của bạch hạc chân quân rồi. Nghe cái là biết ngay là loại huyết mạch bá đạo đến mức chẳng ai thèm chơi rồi. Đi nào cưng ơi! Cô gái tóc bạc vui vẻ đưa tay ra bắt lấy đồng quái tiên sư ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Lúc ở cùng ngươi, mỗi một phút giây, tim ta đều không ngừng loạn nhịp. căn bệnh ung thư lười của ta trước mắt đã khỏi hẳn, cho nên chúng ta đi nói chuyện yêu thương đi. Sau đó sang năm chúng ta sẽ cùng nhau sinh vài đứa bé cưng luôn. Cô cảm giác tim của mình đập rất nhanh, thình thịch thình thịch, giống như là muốn nhảy ra khỏi tim vậy. Bởi vì tim đập rộn lên nên mặt của cô trở nên đỏ bừng. Loại cảm giác này thật tuyệt vời làm sao đây chính là cảm giác yêu đương nhỉ. Khuôn mặt đồng quái tiên sư ngu người. Hắn bị cô gái tóc bạc nắm lấy, lúc đi được vài bước, trong lòng kêu to không ổn. Nếu như bị mang đi, liệu hắn sẽ bị biến thành một cái máy phối giống rồi được nuôi trong tổ hàng ngày hay không? Đừng mà, đây không phải là tương lai mà hắn muốn. Nhất định phải từ chối. Chờ, chờ chút, vị đạo hữu này đừng vội. Đồng quái tiên sư kêu lên. Thật ra, vừa rồi ta gạt ngươi đó thật ra ta là nữ là nữ đó không sao cả cho dù cưng có là nữ đi nữa cũng không quan trọng cô gái tóc bạc thẹn thùng nói dù sao ta đều có thể tiếp nhận mà nếu như ngươi là nữ thì sẽ do ngươi sinh bé cưng nếu như ngươi là nam thì ta sẽ sinh bé cưng thật ra các loại hình dạng của tộc ta rất chi là tiện lợi suốt lời cô gái tóc bạc tiếp tục kéo theo đồng quái tiên sư bay về phía trước cái đậu xanh rau má, đối phương là ngọn nguồn huyết mạch của Bạch Hạc Chân Quân đó, Bạch Hạc Chân Quân còn có thể vì tình yêu mà chuyển đổi giới tính, đối phương thân là huyết mạch cao cấp hơn, đương nhiên cũng có thể làm được điều này rồi. Nghĩ nhanh nào, nghĩ cái lý do nào khác ra nhanh nào. Đạo Hữu, ngươi chờ một chút, thật ra ta đã có người mình thích rồi. Đồng Quái tiên sư cắn răng nói. "Hả?" Cô gái tóc bạc cứng đờ hỏi. "Ngươi đã có người mình thích rồi ư?" đúng vậy ta đã có người mình thích rồi chính là hắn đồng quái tiên sư một tay bắt lấy bắc hà tán nhân ta yêu hắn rất đối sâu đậm hắn tên là bắc hà là người yêu của ta chúng ta đều yêu nhau Bậy bà bắc hà tán nhân thành thật nói đồng quái hắn đang nói dối ta cùng hắn không hề có quan hệ yêu đương ta cũng không thích hắn đồng quái tiên sư người đang gạt ta ư cô gái tóc bạc xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào đồng quái tiên sư, hai con ngươi lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Không có, ta không có lừa ngươi. Thật ra, chuyện là như vậy. Đúng vậy, ta đang yêu đơn phương. Ta vẫn luôn yêu thầm lấy bác hà tán nhân. Đồng quái tiên sư nghiêm túc nói. Vậy nên rất xin lỗi, ta đã có người mình thích, ta không thể nào yêu ngươi được. Phụt, bác hà tán nhân nghe xong liền phun máu. Còn mợ người nhé đồng quái, chính ngươi muốn tìm đường chết, lại còn phải kéo ta theo làm đệm lưng hà đồng thời ánh mắt bắc hà tán nhân nhìn xuống phóng viên nhật báo tu sĩ ở phía dưới còn có các thành viên của trung tâm tin tức thiên cơ và radio tu sĩ thần cương những thành viên này và các phóng viên đang múa bút thành văn tèo rồi bắc hà tán nhân tuyệt vọng nói hắn đã có thể mường tượng được lúc mặt trời ngày mai dâng lên tin tức đồng quái tiên sư thẩm mến bắc hà tán nhân giữa hai người có ẩn tình sẽ truyền khắp giới tu sĩ Ôi cuộc đời ta sắp tàn rồi. Bác Hà Tán Nhân bắt đầu hoài nghi, không biết sau này bản thân có thể tìm được một nữ đạo lữ thích hợp hay không nữa. Tên bói bịp kia, ta muốn chém chết ngươi. Bên kia, Tống Thư Hàng lặng lẽ né xa ra một chút. Làm người, lúc nên điệu thấp thì nhất định phải điệu thấp. Giống như bây giờ, tuyệt đối không phải là lúc lên tiếng. Nếu như bây giờ hắn chen tới bên người đồng quái tiên sư và bác Hà Tán Nhân, nói không chừng đồng quái tiên sư đang trong trạng thái gấp gáp sẽ lôi cả hắn vào kéo hắn vào trong chuyện tình tay ba đồng quái và bắc hà mất điệu thấp làm người nhất định phải điệu thấp cô gái tóc bạc dừng lại thật lâu cuối cùng cô thở dài yếu ớt vậy thì thật đáng tiếc đúng vậy đúng vậy thật đáng tiếc đồng quái tiên sư nghe vậy trong lòng vui vẻ vô cùng sau đó hắn an ủi cô gái tóc bạc hết cách rồi tình yêu là không thể miễn cưỡng thế nhưng ta tin rằng ngươi nhất định sẽ có thể tìm được một người tốt hơn ta đàn ông trong thiên hạ nhiều như vậy giống như tu sĩ ở đây vậy đa phần đều là rồng trong loài người ngươi tìm kiếm cẩn thận lại xem sẽ luôn có một người thích hợp ngươi cô gái tóc bạc lắc đầu cô đơn không thể nào từ khi ta sinh ra đến giờ trong mấy vạn năm nay người ma yêu tiên thậm chí là thần thú linh thú mà ta tiếp xúc cũng có vô số thế nhưng trừ ngươi ra cho tới bây giờ không ai có thể làm ta động lòng. Khóe miệng Đồng Quái tiên sư co giật, không biết nên an ủi đối phương ra sao. "Do đó ta nghĩ thông rồi." Cô gái tóc bạc kiên định nói, "Cho dù ta không thể chiếm được trái tim của ngươi, nhưng chỉ cần có thể chiếm được cơ thể của ngươi thì cũng đủ rồi." "Hở?" Đồng Quái tiên sư kêu to không ổn. "Đây là cái gì logic quỷ quái gì thế? Tổng tài bá đạo đã không còn thịnh hành nữa rồi nhé, thân ái và quyết thắng." đồng quái tiên sư vội vàng nói đạo hiếu đừng đùa nữa nếu như không có tình yêu thì hai người ở với nhau là sẽ không có hạnh phúc đâu người hãy cân nhắc thêm đi đừng hành động theo cảm tính nhé thế nhưng lòng cô gái tóc bạc đã quyết cô đưa tay bắt lấy đồng quái tiên sư đồng quái tiên sư tại trong tay cô chẳng có chút sức chống cự nào cả cho dù là hắn vừa đại chiến với bắc hà tán nhân tuy vẫn còn trong trạng thái suy yếu nhưng đồng quái tiên sư là chân quân lục phẩm đó cảnh giới lục phẩm, trong tay cô gái tóc bạc lại như một đứa trẻ yếu ớt. Sau khi bắt được đồng quái tiên sư, cô gái tóc bạc tươi cười ngọt ngào sán lạn, sau đó cô ôm đồng quái tiên sư theo kiểu bế công chúa. Tiên sư liều mạng giấy ruộng, thế nhưng lại chẳng có chút hiệu quả nào. Các vị, hẹn gặp lại, lần sau gặp mặt, ta sẽ mời mọi người uống rượu mừng, ăn kẹo cưới. Cô gái tóc bạc rất có lễ phép phất tay với mọi người. Hơn nữa, Cô lại cố ý mỉm cười với Tống thư hàng. Cuối cùng cô nhấc chân đi về trước một bước. Trong hư không, có một cánh cửa không gian bị mở ra. Cô gái tóc bạc ôm đồng quái tiên sư, một chân bước vào cánh cửa không gian. Cô gái tóc bạc này là kiếp tiên cửu phẩm sao? Đạo hữu xin chờ một chút. Lúc này, Bạch Tôn giả lại kêu lên. Chương 900, Nhất kiếm Bắc Lai, Thiên ngoại phi ma. Cô gái tóc bạc đã bước một chân vào trong cánh cửa không gian nghe thấy bạch tôn giả gọi thì cô tò mò quay đầu lại. tôn giả trẻ tuổi, có chuyện gì à? hai mắt của đồng quái tiên sư sáng lên, vội gọi to. bạch tiền bối hãy cứu ta. lúc này cũng chỉ có thể cầu cho bạch tiền bối may mắn có thể cứu hắn ra khỏi ma chảo của cô gái tóc bạc này mà thôi. nào ngờ bạch tôn giả lại lắc đầu, nói với đồng quái tiên sư. xin lỗi đồng quái đạo hiếu, ta không cứu ngươi được. bây giờ ta đánh không lại cô ấy nếu cô ấy thật sự muốn đưa Na ơi đi thì ta cũng không cản được. Thoạt nhìn thì cô gái này chỉ có thực lực tôn giả, hơn nữa trên người lại có mùi máu tươi thoang thoảng, rõ ràng vẫn đang mang thương tích. Nhưng cô ta tuyệt đối không thể nào là tôn giả được, từ việc cô ấy dễ dàng mở cánh cổng không gian ra thì có thể đoán được cô ấy phải là kiếp tiên cửu phẩm đổ lên. Đồng quái tiên sư, bạch tôn giả lại nghiêm túc nói với cô gái tóc bạc nọ. Đạo hữu ta biết khó mà cản cô đưa đồng quái tiên sư đi, cho nên, nếu cô nhất định muốn đưa đồng quái tiên sư đi thì xin cô hãy đối xử thật tốt với hắn, đừng nên làm khó dễ, tổn thương hoặc ép hắn làm việc hắn không muốn, có được không? Trong lúc Bạch Tôn giả nói chuyện thì phi kiếm bản mệnh Lưu Tinh kiếm của hắn phát ra tiếng kêu ông ông rất nhỏ. Nếu như ngay cả điều kiện này mà đối phương cũng không chịu đáp ứng, Bạch Tôn giả sẽ không để cho đối phương dễ dàng đưa đồng quái tiên sư đi như thế. Điểm này thì ngươi cứ yên tâm đi, ta thật sự rất yêu hắn tuyệt đối sẽ không làm khó dễ hắn càng không thể nào tổn thương hắn được kẻ nào muốn làm hại hắn thì phải bước qua xác của ta trước đã cô gái tóc bạc cam đoan với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc biết bao nhiêu năm rồi khó khăn lắm mới có được một người khiến cô rung động sao cô có thể để đối phương đi bán muối sớm như thế được chẳng qua nói đến rung động cô không khỏi lặng lẽ nghĩa bạch tôn giả một cái ngoại trừ đồng quái tiên sư đang ôm trong tay ra thì hình như vị tôn giả trẻ tuổi kia cũng khiến cô có chút cảm giác rung động nhưng cô lại lập tức lắc đầu nguội nguật sao cô có thể lăng nhăng như thế được chứ cả vạn năm mới tìm được một người khiến cô vừa gặp đã yêu tuyệt đối không thể vì lăng nhăng mà phá hủy mối tình này nghĩ tới đây cô lại ôm đồng quái tiên sư chặt hơn một chút bạch tôn giả gật đầu nói vậy thì ta yên tâm rồi vậy chào nhé tôn giả trẻ tuổi sau này gặp lại Cô gái tóc bạc vẫy tay với bạch tôn giả, sau đó cô ôm theo đồng quái tiên sư đi thẳng vào bên trong khe hở không gian. Cô cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, lỡ như cô cũng thích vị tôn giả trẻ tuổi kia thì gai to. Cô không muốn làm một người phụ nữ lăng nhăng đâu. Khe nứt không gian dần khép lại. Đồng quái tiên sư, ơ, ờ, đợi lát đã, đồng quái tiền bối, ta còn một món quà phải đưa cho ngươi đây, là do hoàng sơn tiền bối tặng cho ngươi đấy tống thư hàng giơ hộp gỗ trong tay lên rồi gọi to đồng quái tiên sư u oán nhìn tống thư hàng một cái trước khi cánh cửa không gian kia hoàn toàn đóng lại thì hắn phất tay thở dài nói thôi bỏ đi tặng ngươi đấy thư hàng tiểu hữu tống thư hàng hở lúc này cánh cửa không gian đã hoàn toàn khép lại đồng quái tiên sư và cô gái tóc bạc kia đã biến mất bàn tay của tống thư hàng cứng lại cầm cái hộp gỗ kia một lúc hồi lâu sau hắn thở dài cất chiếc hộp gỗ thuộc về đồng quái tiên sư lại. Thôi vậy, nếu lần sau có cơ hội gặp lại đồng quái tiên sư thì đưa cho hắn sau. Tiếp theo, Tống Thư Hàng xoay người lấy một cái hộp gỗ khác và một thanh phi kiếm đưa cho Bắc Hà Tán Nhân. Bắc Hà Tiền Bối, đây là quà Hoàng Sơn Trân Quân nhờ ta chuyển cho các ngươi. Hoàng Sơn Trân Quân nói hắn thật sự không bớt thời gian tới được cho nên nhờ ta đưa đến. Ngoài ra, thanh phi kiếm này là túy thiên cư sĩ nhờ ta trả lại cho ngươi đấy cảm ơn thư hàng tiểu hữu a à ma là túy việt cư sĩ chứ không phải túy thiên cư sĩ nhé bắc hà tán nhân nhận lấy hộp gỗ và phi kiếm thuận tiện sửa lưng tống thư hàng vụ gọi sai đạo hiệu a a à, à, à túy ước cư sĩ thiếu chút nữa ta lại nhớ nhầm rồi cũng không biết đến khi nào túy ước cư sĩ mới có thể nhân tiền hiển thánh đây vụ đạo hiệu của hắn rắc rối quá tống thư hàng cảm thán nhân tiền hiển thánh nào dễ như thế trong nhóm cửu châu số 1 của chúng ta đến giờ vẫn chưa có vị tiền bối nào nhân tiền hiển thánh cả. Bắc Hà tán nhân cười nói: "Con đường tu chân trường sinh này là cả một quá trình dài dòng mà buồn chán. Nhưng chỉ cần hướng về mục tiêu trường sinh, dũng cảm tiến tới thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày bọn họ thực hiện được mục tiêu của mình." Sau khi cấp hộp gỗ và phi kiếm xong thì Bắc Hà tán nhân nhìn xuống các vị phóng viên đang múa bút như bay ở dưới. Với nhãn lực lục phẩm của hắn hiện giờ, chỉ cần thoáng vận chuyển linh lực một cái là có thể nhìn rõ chữ viết trên bản thảo của các phóng viên. Hiện tại các phóng viên của Nhật Báo Tu Sĩ, thành viên của Trung tâm Tin tức Thiên Cơ và Radio Tu Sĩ Thần Cương đã ghi bản thảo thứ hai. Lượng tin tức trong trận đại chiến trên đỉnh tử cấm thành hôm nay quá lớn, đánh tới cuối còn lòi ra một vị tiền bối nghi là kiếp tiên xuất hiện và tỏ tình với đồng quái tiên sư. Phóng viên của Nhật Báo Tu Sĩ và thành viên của Trung tâm Tin tức Thiên Cơ thì vẫn còn tiết tháo lắm. Cả hai miêu tả lại toàn bộ vụ việc từ góc độ khác. Nhưng bên radio tu sĩ thần cương thì chẳng còn chút tiết tháo nào. Bọn họ giật cái tiết thứ hai cực hot các người tuyệt đối không thể nào ngờ, người đồng quái tiên sư yêu sâu đậm lại là Bắc Hà. Lúc này Bắc Hà tán nhân đặc biệt hối hận, lúc trước hắn nhất định là lên cơn quên uống thuốc nên mới mời đám phóng viên của radio tu sĩ thần cương tới. Đúng là tự vác đá đập chân mình mà. Trận quyết đấu trên đỉnh tử cấm đã hạ màn. Cuối cùng các đạo hữu và phóng viên do Bắc Hà Tán Nhân mời đến đều giải tán. Các đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1 thì ở lại. Nhân dịp hiếm khi mọi người mới rảnh rỗi tụ tập lại thế này, nên tất cả thuận tiện tìm một chỗ uống trà, tâm sự về những chuyện xảy ra gần đây. Ví như động tác liên tục dụ dỗ người thường, động vật sa đỏa của đám tà ma thế giới cửu u gần đây, cả những tin tức trong tu chân giới nữa. Chúng ta cũng xuống thôi. bắc Hà Tán Nhân nhìn đỉnh tử cấm trống rỗng, trong lòng có phần cô đơn. Khó khăn lắm mới đánh thắng đồng quái tiên sư, cuối cùng hắn ta lại bị người khác đưa đi mất. Khiến cảm giác sung sướng khi đánh thắng của Bắc Hà Tán Nhân giảm đi rất nhiều. Tống Thư Hàng gật đấu, đứng trên đỉnh tử cấm nhìn vầng trăng khổng lồ trên trời cùng cảnh đêm Bắc Kinh ở phía xa. Toàn bộ thành phố đều bị bao phủ trong sương hôm, có cảm giác như bị sương mù che khuất tầm nhìn. Đi thôi, tiếp theo phải đi tìm dược sư tiền bối để xem có thể thuận lợi lấy được cách kiếm tiền hay không. Tống Thư Hàng nói khẽ, kiếm tiền, ta cũng muốn kiếm tiền, chúng ta cùng nhau cố gắng thôi. Diệp Tư Sư Tỷ giơ tay lên nói, trước kia vì Tống Thư Hàng nói với cô là đi dạo phố chỉ cần vui vẻ là được, không cần lo về tiền nong, cứ tiêu thoải mái. Cho nên trong quá trình dạo phố Diệp Tư cũng tiêu thả cử, được Đông Phương Lục Tiên Tử đề cử mua một đống đồ, tiền tiêu thả phanh. Cuối cùng, một hơi tiêu hơn 600 vạn. Trong tay Tống thư hàng chỉ có chừng hơn 300 vạn tiền mặt, nên đã trả trước cho Đông Phương Lục Tiên tử 300 vạn, nợ lại 300 vạn. Tốc độ mắc nợ này đúng là khỏi chê. Chỉ là với Đông Phương Lục Tiên tử thì 300 vạn chẳng đáng là bao, cho nên cô miễn hết cho Diệp Tư luôn. Nhưng Diệp Tư và Tống thư hàng đều cảm thấy ngại, cho nên muốn nhân cơ hội tìm dược sư để học thêm cách kiếm tiền. Bây giờ hắn cũng có nhiều việc cần dùng tiền lắm. Bắc Hà Tán Nhân nhảy xuống khỏi đỉnh tử cấm. Tống Thư Hàng chuẩn bị nhảy xuống. Đúng lúc này, có một phong thư bay vèo tới, rơi xuống trên tay của hắn. Hình như đây là thủ đoạn phi kiếm truyền thư thì ba ý. Nhưng Tống Thư Hàng chỉ thấy được thư thôi chứ không thấy kiếm đâu. Diệp Tư nhanh chóng giám định phong thư này một phen, sau đó nói. Đây là một bức thư bình thường, không giấu cơ quan gì hết, cũng không có độc, có thể yên tâm mà mở ra, tống thư hàng gật đầu rồi mở thư ra bên trong thư có kẹp một cây tăm bên trên có vài chữ to đêm trăng tròn đỉnh tử cấm nhất kiếm bắc lai thiên ngoại phi ma chỗ ký tên là một hình vẽ con chuột bằng chi bi tống thư hàng đây là chiến thư ư nhìn thấy hình vẽ con chuột chi bi này hắn lập tức nhớ tới con tà ma chuột đã kéo hắn vào không gian lôi đài trong trận chiến với tà ma cửu u và nho gia Hình như con tà ma chuột đó là thuộc hạ của bạch tiền bối tu, lần trước nó cũng là muốn lấy long ma dược tề từ chỗ hắn, tính ra thì không thể xem là kẻ thù. Nhưng, Tống Thư Hàng cảm giác con tà ma chuột này rất phiền. Nó có kiểu tư duy logic rất sở hơi, Tống Thư Hàng không dành đối phó với kiểu như nó. Vậy nên xé quách lá thư khiêu chiến này cho rồi. Tống Thư Hàng bình tĩnh xé nát bức thư này, coi như mình không nhìn thấy. Ngay khi Tống Thư Hàng xé thư khiêu chiến thì một giọng nói hổn hển vang lên từ cách đó chừng 200 mét. Chết tiệt, Tống Thư Hàng người bị đần à, tại sao lại xé thư khiêu chiến của ta chứ? Tiếp theo, con tà ma chuột hamster kia nhảy ra. Nó vẫn hệt như cũ, áo trắng tung bay, không nhiễm một hạt bụi nào. Cái con này, thân là tà ma mà dám hiện thân trước mặt bao nhiêu người như thế ư nó không sợ mình hét lên một tiếng là các tiền bối trong nhóm cửu châu số một sẽ nhào lên tiêu diệt nó à. Tà ma chuột hamster nhảy vài cái đã đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng. Nó vẫy tay một cái, thanh kiếm tăm xỉa răng trong bức thư của Tống Thư Hàng đã bay về tay của nó, sau đó nó cầm lấy kiếm cắm vào trong vỏ. Tại sao lại xé thư khiêu chiến của ta hả? À? Tà ma chuột hamster trừng mắt hỏi. Tống Thư Hàng nói thẳng. Bởi vì ta cự tuyệt khiêu chiến của ngươi chứ sao? tại sao ngươi có thể làm như thế chứ? Ta ngàn dặm xa xôi tới đây khiêu chiến ngươi, sao ngươi có thể cự tuyệt ta? Tà ma chuột hamster tức điên. Gần đây ta vất vả sửa chữa thiên ngoại phi ma của mình, đã nắm chắc trăm phần trăm có thể xử đẹp phù bảo phòng ngự của ngươi rồi. Lần quyết đấu này ta nhất định có thể đánh cho người quỳ xuống xin tha, ngươi không thể cự tuyệt khiêu chiến của ta được. Cho nên mới nói, nếu đã biết rõ kết quả sẽ bị ngươi đánh bỏ ra xin tha thì tại sao ta phải đồng ý lời khiêu chiến của ngươi chứ? Vẫn là câu nói cũ, ta cự tuyệt lời khiêu chiến của ngươi." Tống Thư Hàng cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.